Hào môn tranh đấu một, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc. chương 1106, chắc chắn. Hoàng hôn, mưa tí tách rơi xuống đất, từng hạt giống như nước mắt, chợt xuống cửa sổ thủy tinh. Cả phòng nghỉ ngơi, khắp nơi bay từng hồi mùi thuốc sông mờ ảo, đây là bột thuốc cực tốt bác phúc gần như cất riêng cho mình, nghiên mực mài thành bột, điều chế thành điếu thuốc, đốt từng hồi, bao phủ bệnh nhân trong phòng này. Xung quanh cũng không có một chút âm thanh, cho tới khi bên trong phòng có tiếng thở dốc, cũng có vẻ rất rõ ràng. Đường khả hình mặc trắng váy yếm dài trắng tinh, mái tóc dài qua vai đen nhánh, sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường nệm màu tím đậm, khuôn mặt cô có vẻ càng cảm thấy tiêu tụy. Lại một tiếng thở dốc nặng nề. Cuối cùng đường khả hình ở trong hơi giá lạnh tỉnh lại, ý thức được chán mình đổ mồ hôi, từ từ chảy xuống khuôn mặt, cô khẽ mím đôi môi mềm tái nhợt, theo bản năng di động mí mắt, lông mi dài khẽ chớp, lộ ra một chút ánh sáng, muốn nhìn rõ thế giới này không khỏi tiếp xúc được một tầng ánh sáng trắng xóa giống như ánh sáng thiên đường trái tim của cô chợt đau xót không khỏi bi thương nước mắt chảy xuống tiếng thở dốc càng cảm thấy nặng nề lúc này nhã tuệ ngồi ở bên cạnh khả hình đang xoay người điều chế chất thuốc nghe được tiếng thở dốc cô lập tức kích động cúi người tới trước đau lòng gọi khả hình cô tỉnh rồi đường khả hình muốn theo bản năng vươn tay bắt được tay nhã tuệ nhưng ngón tay thon dài trắng nón ngừng trên không trung, lại chụp hụt, khuôn mặt cô lập tức khổ sở co quắp, lộ ra đau thương, tiểu tụy run rẩy đau lòng nước nở nói, đôi mắt của em. Đôi mắt của em, đôi mắt của em có phải không nhìn thấy hay không? Nhã Tuệ, chị nói cho em biết, đôi mắt của em có phải không cứu được hay không? Nước mắt Nhã Tuệ ào ào lăn xuống, lập tức đưa hai tay ra, nắm chặt bàn tay nhỏ bé tái nhợt của cô, kích động nghẹn ngào nói, không có việc gì. Không có việc gì, đôi mắt của cô không có việc gì chị không cần gạt em, đường khả hình cảm giác hỏng mất, khổ sở cuộn tròn thân thể, ngẩng mặt nước mắt chảy xuống, từng cơn đau xé lòng, đau đến trợn to hai mắt, nhưng toàn bộ thế giới một mảnh trắng xóa, bật khóc chị không cần gạt em. Em biết rõ đôi mắt của em không nhìn thấy, hiện tại em không nhìn thấy gì cả, em tình nguyện em còn ở trong mộc, vẫn chưa trưởng thành. Còn có thể nhìn thấy thật nhiều bươm bướm đang bay, em mới vừa vặn thi đấu xong trận thứ nhất. Hiện tại em không nhìn thấy gì, em làm thế nào đây? em phải làm thế nào đây? Hơn 300 oan hồn đã chết đi làm thế nào đây? Rất nhiều người vì thời khắc hôm nay, thật vất vả đi tới hiện tại. Thượng đế ơi, ngài cho con thêm hai ngày ánh sáng, con hy sinh tất cả, con cũng chấp nhận. Audio điện tử võ tấn bền. Cô nói xong, lại từng trận co quắp giúp người, sụp đổ khổ sở khóc, thậm chí liều mạng níu lấy tay nhã tuệ, muốn ngồi người dậy, kích động mặc cho tóc dài rối loạn rũ xuống, lại cầu xin nói, nhã tuệ. Giúp em đi, cầu xin người nào có thể cứu em, chỉ cần cho em hai ngày ánh sáng, em chỉ muốn hai ngày là đủ rồi, để cho em tham gia thi đấu xong, để cho em nhìn lại hạo nhiên một lần hiện tại anh ấy nhất định rất lo lắng. Nhanh đi, nhanh đi, em cầu xin chị. Nhã tuệ cũng cảm thấy khổ sở run rẩy nhưng bất chợt rút khỏi tay đường khả hinh, lại kích động rơi lệ liều mạng vỗ bả vai của cô một cái, mới tức giận nói, ôi chao con bé chết tiệt này, tôi đã nói rồi, cô không có việc gì. Không có việc gì, bác Phúc đã châm cứu cho cô, đôi mắt của cô không có việc gì, chỉ là phải mất 2-3 ngày mới khôi phục. Cho nên bây giờ cô mới nhìn không thấy, ngu ngốc. À, đường khả hình lập tức ngẩn ra, trên mặt lộ ra một chút ngạc nhiên, mặc dù nước mắt vẫn không nhịn được chảy xuống, nhưng thân thể chấn động mạnh một cái, có chút không thể tin nổi, chấp mạnh đôi mắt của mình vừa to vừa sáng, nghẹn ngào nói, chị, chị chị nói, em, 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 đôi mắt của em không có việc gì, chị chắc chắn không, chị, chị phải chịu trách nhiệm, lời nói, của mình. Phốc, nhã tuệ không nhịn được cúi đầu phì cười, đầu tiên xoa xoa nước mắt trên mặt mình, lại đưa tay ra, đánh mạnh bả vai của bản thân một cái, giả vờ như hờn dỗi tức giận nói còn chịu trách nhiệm nữa. Tôi mới không chịu trách nhiệm với cô, muốn chịu trách nhiệm thì tổng giám đốc trang nhà cô chịu trách nhiệm đi. Xảy ra lớn một chuyện như vậy, thân ái nhà cô ngay cả cánh cửa cũng không thể đi vào. Mới vừa rồi thật sự hù chết tất cả chúng tôi, thật may là không có việc gì, không có việc gì, thật không có việc gì, nghỉ ngơi hai ngày là tốt, tôi bảo đảm. Cả người đường khả hình lập tức giống như sống lại, mặc dù tóc mềm mại, nhưng vẫn có chút rối loạn, cô lập tức thật căng thẳng vươn tay, sờ soạn loạn, rốt cuộc sờ tới tay nhã tuệ, lại thật căng thẳng, kích động sôi trào nói, chị nói thật có đúng không? Nếu như nói dối, tương lai không ai thèm lấy chị. Phốc, ôi, con bé chết tiệt này, lời nói độc như vậy, cô cũng nói ra được, nhã tuệ lại từng trận vỗ vào trên vai của cô. Ôi, nhã tuệ không ai thèm lấy, tôi lấy, lúc này tô lạc hoành cùng Tào Anh Kiệt, Lâm Sở Nhai, Trần Mạn Hồng, đám người thơ ngữ trò chuyện vui vẻ đi tới. Ai anh cũng muốn lấy, Lâm Sở Nhai cảm thấy tức giận đưa chân ra, đạp mạnh một cái trên bắp chân tô lạc hoành sau đó mới cắn răng nghiến lợi nói có muốn ông đây gả cho anh hay không ôi đau tô lạc hoành vừa né lâm sở nhai vừa ừng ực nhìn anh nói nếu như anh có bản lãnh anh cưới đi thật sự là không thể ngăn cản miệng một đám người vẻ mặt của nhã tuệ không tốt không muốn cùng mọi người tán gẫu vấn đề này mà xoay người đi ra ngoài chuẩn bị rót ly nước trái cây cho khả hình lâm sở nhai đứng ở một bên có chút căng thẳng nhìn nhã tuệ đúng lúc này Nhìn thấy Trần Tuấn Nam và Thẩm Quân Dụ cũng được tưởng thiên lỗi nhờ và đi vào thăm đường Khả Hinh, anh đành phải ho khan hai tiếng, không lên tiếng. Lúc này, Tô Thụy Kỳ và Hàn Văn Kiệt, còn có bác Phúc cũng nở nụ cười bước vào, an ủi nhìn đường Khả Hinh, nói tỉnh rồi. Khá hơn chút nào không? Đường Khả Hinh lập tức hưng phấn ngồi ở trên giường, nghe được giọng nói của Tô Thụy Kỳ, liền mở to mắt, dịu dàng kích động gọi nhỏ Tô Thụy Kỳ. Ừm. Um. Tô Thủy Kỳ dùng thái độ của bác sĩ thăm bệnh nhân, nở nụ cười đi về phía bên cạnh đường khả hình, ngồi ở bên giường, kéo nhẹ thân thể của cô nằm xuống, mới đau lòng nói, "Nghỉ ngơi tốt. Mới vừa rồi thật sự hù chết chúng tôi, thật may có bác Phúc cấp cứu kịp thời, còn có bác sĩ Hàn cũng vì em tốn không ít tâm tư." Đúng vậy, cô còn không mau cảm ơn bác Phúc cùng hai vị bác sĩ. Nhã Tuệ đang cầm một ly nước nhân sâm nóng đi tới, đặt ở một bên, mới ngồi ở bên giường vén nhẹ sợi tóc trên trán cô, mỉm cười nói: cảm ơn bác phúc, cảm ơn bác sĩ hàn. hai mắt đường khả hinh rưng rưng, chân thành nói cảm ơn. không cần khách sáo, thầy thuốc vốn có lòng phục vụ. bác phúc thay một bộ quần áo kiểu trung quốc màu xanh đen, cuốn ống tay áo của mình, vừa đi về phía bên giường, lại cẩn thận nắm nhẹ cổ tay đường khả hinh, chăm chú nghe mạch. lúc này, tất cả mọi người đều thật vui vẻ nhìn đường khả hinh, nhã tuổi càng ôm nhẹ cô dịu dàng nói, lúc này chủ tịch hiệp hội rượu đỏ cùng bà Gióc cũng tới đây thăm cô, xác định cô không có việc gì mới đi. Thật may là cô thi đấu xong rồi, mọi người chúng tôi mới có thể đi vào với cô. Nếu cô ngất đi ở trong trận đấu, đoán chừng thần tiên cũng không thể nào cứu được cô rồi. Đường Khả Hinh nghe vậy, lại cảm giác biết ơn tựa vào trong ngực nhã tuệ. Bác Phúc Yên lặng nghe mạch xong, liền gật đầu một cái, buông cổ tay cô xuống, lại tự mình kéo chăn cho cô, đang đắp lên thân thể của cô nói, tốt. Thân thể coi như khỏe mạnh, khẳng định không sao. Mắt nhanh thì 24 giờ, chậm thì 3 ngày sau, liền có hy vọng có thể khôi phục. Thật sao, đường khả hình vui sướng mỉm cười, nghe được tin của bác Phúc, càng thực tế một chút, nhưng trong lòng không khỏi run lên, căng thẳng nói, 3 ngày sau thi đấu thì làm thế nào. Ánh mắt cháu không nhìn thấy, căn bản cũng không có cách nào thi đấu. Chuyện đó cũng không có cách nào, thân thể quan trọng hơn, bác phúc kiên trì nói nhưng mà cháu đường khả hình lập tức căng thẳng nhã tuệ cùng mọi người cũng khó tránh khỏi có chút tiếc nuối im lặng lâm bạch bạch hít mắt nhìn tất cả mọi người như vậy ngay lập tức ngoan ngoãn nhìn bác phúc cười nói bác phúc ơi bác cũng biết cuộc thi đấu này rất quan trọng đối với chị đường bác giúp một chút đi bác phúc cố ý nhìn lâm bạch bạch một cái lâm bạch bạch lập tức không dám nói lời nào bác phúc đành phải ngẩng đầu lên Nhìn dáng vẻ đường khả hình gáp gáp như vậy, ông lại vươn tay, vạch nhẹ dưới mí mắt cô một chút, xác định sưng khối đã biến mất, liền do dự một lát, mới nói, "Được rồi. Từ nơi này đến thôn chúng tôi khoảng 15 km, nơi đó có một khe núi, chính giữa có con suối nước nóng, xung quanh suối nước nóng đều là cây thuốc đắt đỏ quý giá. Cho nên suối nước nóng kia cũng gọi là suối tiên, có thể trị được rất nhiều bệnh. Bây giờ mắt của cô tạm thời không thể khôi phục, đều vì chất độc trong thân thể chưa trừ sạch." nếu như cô có thời gian đi qua ngâm nước nóng một ngày không chừng có thể khỏi bệnh nhanh hơn ánh mắt của đường khả hình sáng lên kích động nói có thật không ừm bác phúc gật đầu một cái vậy cháu muốn đi cháu lập tức đi ngay đường khả hình kích động nói cô gấp cái gì nhã tuệ không nhịn được nhìn đường khả hình bật cười nói hiện tại cũng đã tối rồi muốn đi cũng phải sáng sớm ngày mai chúng tôi cùng đi với cô đúng vậy chúng tôi cùng đi với cô. Lâm sở nhai lập tức nở nụ cười nói. Đường khả hình lập tức trở nên kích động, căng thẳng, nở nụ cười gật đầu một cái, nói cảm ơn mọi người. Cô nên cảm ơn chúng tôi, ít ra chúng tôi còn có thể trò chuyện cùng cô. Trần Mạn Hồng không nhịn được nhìn hướng đường khả hình, cố ý cười nói tổng giám đốc trang nhà cô, vì sợ cô gặp chuyện không may, còn thiếu chút nữa vặt sạch cây bách ở dưới lầu của chú Viên ở bộ phận cây cảnh khổ cực trồng được. Ông già đứng ở một bên, nhìn tổng giám đốc trang vĩ đại vặt lá nhưng ông ấy lại không dám đi lên ngăn cản chỉ liều chết vỗ đầu đứng đó gấp gáp càng không ngừng nói không sao không sao cô đã tỉnh thật tốt giải cứu toàn nhân loại phúc tất cả mọi người bật cười một trận đường khả hình cũng không nhịn được đỏ mặt nở nụ cười dưới lầu trang hạo nhiên níu chặt tưởng thiên lỗi che dù đứng ở trước gốc cây bách bị trơ trọi so với mình còn thấp hơn căng thẳng nhìn tiêu đồng nở nụ cười che dù đi về phía mình vui vẻ nói tổng giám đốc. Khả hình tỉnh rồi, người rất khỏe, rất bình an. Trang hạo nhiên cảm giác tảng đá lớn trong lòng rơi xuống, thở dốc nở nụ cười, tưởng thiên lỗi cũng vui mừng, yên lòng buông lòng. Thật tốt quá, vợ tôi không có việc gì. Trang hạo nhiên không nói hai lời vứt bỏ cây dù, xoay người ôm mặt của tưởng thiên lỗi hung hăng hôn một cái. Lập tức, rất nhiều phóng viên, giống như sóc, xông tới, rốt cuộc bị bọn họ bắt được một cơ hội tốt thật là ngàn năm một thuở, dối giết chụp được nụ hôn rất đặc sắc, đăng tin toàn thế giới, xác định bọn họ đang yêu nhau. chương 1107, thân ái. Đại sảnh khách sạn Á Châu. Cuộc thi đấu kết thúc, thang mây từ từ thu lại, cầu thang xoắn ốc hai bên lại bắt đầu mở rộng, khu thi đấu đầu tiên đã hoàn thành nhiệm vụ xong, màn nhung màu đỏ bị rời đi. Lúc các nhân viên tiếp tân dối giết theo quản lý trở lại vị trí làm việc đều nghe nói chuyện của Tổng Giám Đốc Trang và Tổng Giám Đốc Tường, cũng dối giết không nhịn được len lén che miệng thì thầm, nhất là từ Trạch Minh, len lén khe khẽ nói đùa với trưởng bộ phận lễ tân, đều nói tương lai hoàn cầu sẽ tách ra, cứ xem tình hình như vậy. Hai tổng giám đốc một cưới, một gả, tập đoàn Á Châu và tập đoàn Hoàn Á đoán chừng mãi mãi sẽ ở bên nhau. Phốc, tổ trưởng không nhịn được che miệng bật cười. Phó quản lý đại sảnh, gia tình và ông già họ viên ở bộ phận cây cảnh tới giao một chậu cảnh tùng trăm năm, còn đặc biệt nhằm vào chuyện này, rất khoái tám, sắp tới gần ông già họ viên nói chú viên chú biết chuyện tổng giám đốc trang hôn trộm tổng giám đốc tưởng chúng tôi không chú viên vừa ra sức để bồn cảnh xuống lại ôm một chậu hoa mẫu đơn mới vừa héo tàn đi thẳng thắn khoa trương cao giọng nói tôi làm sao không biết tôi tận mắt nhìn thấy chuyện này xảy ra hai người bọn họ đứng ở trước cây bách của tôi vì ở chung một chỗ đều vặt sạch lá cây bách tôi khổ cực trồng thật lâu ôi chao lúc đó tôi đau lòng tôi vốn muốn đi tới nhưng khi nhìn thấy hai người bọn họ ở bên nhau, quá buồn nôn rồi. Gia Tình lập tức khoa trương trợn to hai mắt, thần kinh toàn thân bị căng lên, không thể tin nổi kêu lên, hôn thật à? Chú không có nhìn lầm chứ? Không có chụp hình sai chứ? Cái gì chụp hình sai? Chú Viên vừa dùng sức ôm chậu hoa mẫu đơn đi về phía trước, vừa nói, hôn rất cuồng nhiệt. Tổng giám đốc chúng ta vẫn có chút ngượng ngùng, nhưng Trang tổng rất nhiệt tình. Gia Tình thở hốc vì kinh ngạc thật sự cảm thấy chủ đề tài này rất giật gân, có thể đi đánh bốn con Transformer, người máy biến hình rồi. Cô lập tức hưng phấn kích động lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng gửi tin tức này cho rất nhiều đồng nghiệp của mình, nội dung là tin tức chính xác. Tổng giám đốc Trang và tổng giám đốc chúng ta không phải chụp hình sai, là thật hôn á. Hơn nữa tổng giám đốc Trang còn thổ lộ với tổng giám đốc tưởng. Lập tức, cả đại sảnh, thậm chí còn cả khách sạn Á Châu, Toàn bộ tin nhắn có liên quan tổng giám đốc Trang và tổng giám đốc Tưởng yêu nhau bay tán loạn, như ánh sao lấp lánh khắp nơi. Lúc này, Tưởng Thiên lối cùng Đông Anh, còn có Trần Tuấn Nam, Thẩm Quân Dụ, đám người hoắc minh trực tiếp đi đường tắt phòng qua lầu phụ, từ đại sảnh khách sạn đi tới, anh vừa đi vào vừa hơi nghiêng người căn dặn, mặc dù cuộc thi đấu tạm thời chấm dứt, nhưng từng người các người đều không có thể buông lòng. Ngày mai bắt đầu hiệp hội rượu đỏ và hiệp hội chuyên gia hầu rượu quốc tế sẽ cùng nhau dẫn người đi tới kiểm tra phòng thi đấu trận hai vòng thứ ba mọi người nhất định phải phối hợp công việc của bọn họ thật tốt có chuyện thì báo cáo cho tôi đừng có báo hội đồng thi tổng giám đốc tưởng vĩ đại lập tức đứng ở trong hành lang trên mặt lộ ra vẻ mặt cổ quái liếc mắt nhìn nhân viên bộ phận lễ tân và quản lý dối dít ho khan cố làm ra vẻ đứng đắn làm việc anh hít mắt nhìn thấy bên kia phó quản lý đại sảnh và mấy bà dì cao tuổi chuyên phụ trách thay gà tàn thuốc xôn xao liếc trộm mình một cái, lại vội vàng làm việc, phía trước, phòng ăn ngoài trời, lúc quản lý và nhân viên đang ngồi uống cà phê thì cũng nhìn lén mình một cái, lại vội vàng khôi phục bình thường, tóm lại không khí tất cả xung quanh có chút không bình thường, anh liền cảm thấy ngạc nhiên xoay người, nhìn đông anh hỏi có chuyện gì. Đám người đông anh đang nghe tưởng thiên lỗi căn dặn, từng người suy nghĩ vấn đề nghe anh nói vậy cũng nghi ngờ ngẩng đầu lên, nhìn nhân viên cả đại sảnh khách sạn, dáng vẻ lén lén lút lút, lập tức hiểu ra, không nhịn được cúi đầu mỉm cười. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tưởng thiên lỗi lập tức có một loại dự cảm xấu. Đông Anh không dám lên tiếng, Trần Tuấn Nam nghe xong, liền bất đắc dĩ lấy điện thoại di động ra, cố làm ra vẻ bình tĩnh mở trang web của tập đoàn, bên trong đột nhiên xuất hiện tấm hình trên trang đầu, chính là Tổng Giám Đốc Trang đang bưng mặt của Tổng Giám Đốc Tưởng, hung ác hôn một phen hôn rất nhiệt liệt, hôn rất thâm tình. Tưởng thiên lỗi trợn to hai mắt, không thể tin nổi nhìn tấm hình này, lập tức cảm giác mình bị máu sông lên não, đầu tê dại, choáng váng giống như bị mãn kinh sớm. Anh lập tức tức giận muốn đưa tay che đầu, cắn răng nghiến lợi từng chữ từng chữ gào lớn, trang hạo nhiên. Tên đáng chết này, tại sao cậu ta không chết đi? Phốc, đông anh cùng đám người hoác minh cũng không nhịn được cúi đầu, vì cười. Trần Tuấn Nam cũng không nhịn được bật cười, Giờ điện thoại di động nhìn Tưởng Thiên Lỗi bất đắc dĩ nói, lúc này tôi ở câu lạc bộ nhìn thấy tấm hình này, tôi thiếu chút nữa ném cái đĩa, cùng vỗ ngực với tất cả giám đốc và quản lý câu lạc bộ, bảo đảm nói cái này nhất định là photoshop, hiện tại không lưu hành cái này sao? Tôi đang chuẩn bị dùng quan hệ xã hội đi kiện bọn họ. Nhưng không ngờ, Đông Anh đã không nhịn được cúi đầu, cười đến không thở nổi. Không phải chuyện kia, tôi và cậu ấy, sau khi Tưởng Thiên Lỗi nói ra, lại hơi sững sờ hai tròng mắt anh nhanh chóng xoay tròn, suy nghĩ tại sao mình phải giải thích. Đây chính là, nếu như một người bình thường đi nhầm vào bệnh viện tâm thần, anh làm thế nào chứng minh mình trong sạch, anh bắt được bác sĩ và y tá nói, tôi không điên. Tôi là người bình thường, anh tin tưởng tôi, có người sẽ tin tưởng anh sao? Tưởng thiên lỗi sắp phát điên, nhìn đông anh và mọi người cũng cười như vậy, ngay cả núi băng thẩm quân dụ, ánh mắt cũng có nụ cười. Anh tức giận nắm chặt quả đấm, xoay người nhanh chóng đi về phía trước lúc này, vừa vặn cửa thang máy lập tức mở ra. Tổng giám đốc trang đẹp trai phóng khoáng, sau khi vặt sạch lá cây bách, tắm rửa sạch sẽ, mặc áo sơ mi màu đen và quần tây màu đen, bên ngoài khoác tây trang màu trắng, cùng Tô Lạc Hoành, Lâm Sở Nhai, Tào Anh Kiệt mấy cầm thú đang trò chuyện vui vẻ chuẩn bị đi thăm lãnh mặc hàn và chị của Tiểu Nhu, không ngờ lúc bọn họ đùa giỡn đi ra, nhìn thấy tổng giám đốc tưởng cũng giật mình. Trang Hạo Nhiên lập tức thâm tình nhìn tới trước, tưởng thiên lỗi cũng cảm thấy tức giận nhìn tới trước. Lập tức, tất cả nhân viên cả đại sảnh khách sạn, còn có phóng viên và khách biết xì căng đan, nhìn hai người bỏ họ xuất hiện, lập tức trừng lớn con ngươi, kích động nhắm ngay vào lúc này, thậm chí nhìn trái nhìn phải. Trước quầy tiếp tân, có nhân viên tiếp tân tiểu dung, chỉ thấy cô ngây ngô đứng ở quầy, nhìn hai tổng giám đốc cũng rất đẹp trai, rất phóng khoáng, cách một khoảng nghiêng nhìn đối phương, ngón tay của cô lơ đáng chạm trúng phím play ca khúc đại sảnh thường phát, lập tức tăng 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 tăng, tăng 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 tăng. Một bài ca hôn lễ, rất kích động lòng người vang lên cả đại sảnh. Tưởng thiên lỗi lập tức không biết bày ra nét mặt gì, tức giận trợn trừng mắt nhìn nhân viên tiếp tân trước quầy. Trang hạo nhiên ngạc nhiên sững sờ, quay mặt sang, nhìn con bé kia. Tất cả mọi người phốc một tiếng, bắt đầu cười trộm. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Tiểu Dung bị quản lý âm thầm nhéo mạnh bên hông, cô cảm thấy hoảng sợ tái mặt, vươn tay, vội vàng tắt bài nhạc mới đỏ mặt khom lưng nói xin lỗi thật xin lỗi hai vị tổng giám đốc tôi không phải cố ý đây là bài hát của khách tổ chức tiệc cưới tại khách sạn chúng ta vào ngày mai tôi không cẩn thận nhấn chúng thật xin lỗi tưởng thiên lỗi nghe xong lại cảm thấy bất đắc dĩ tức giận đi về phía trang hạo nhiên cắn chặt răng gầm nhẹ cậu lập tức đi cho tôi cút ngay trở về nước anh cút càng nhanh càng tốt trang hạo nhiên nghe nói như vậy liền bất đắc dĩ nhìn dáng vẻ tưởng thiên lỗi tức giận không nhịn được vì cười trấn an anh nói ôi chao anh đừng tức giận tôi không phải cố ý tôi mới vừa vui vẻ một chút anh cũng biết tôi sốt ruột mà cậu đừng cho rằng tôi không biết cậu có sở thích buồn nôn tưởng thiên lỗi lại tức giận chỉ anh nói từ nhỏ cậu đã thích bắt rùa được và rùa được cùng chơi đùa tôi đã nghi ngờ cậu có vấn đề trang hạo nhiên nghe xong cảm thấy oan uổng bật cười nói này lúc tôi còn nhỏ bắt rùa được cùng nhau chơi đùa là bởi vì chị của tôi dành mẹ đi tôi không phải cố ý dù sao cậu cút xa cho tôi tưởng thiên lỗi lại tức giận không chịu nổi chừng chặt trang hạo nhiên cắn răng nghiến lợi nói tôi cảnh cáo cậu mảnh đất của ông chủ họ chu tôi nhất định phải được hiện tại tôi không cho cậu trừ khi ngày mai cậu lấy được hợp đồng trong tay ông ta chờ thi đấu rượu đỏ kết thúc cậu có bao nhiêu xa thì cút bấy nhiêu xa cho tôi xem đi cậu và tôi ở chung một chỗ, xảy ra bao nhiêu chuyện. Bắt đầu từ hôm nay, cậu cách xa tôi 2 mét. Trừ đi họp, cậu còn dám đến gần tôi một bước, tôi sẽ giống như chú Trang, đánh cho cậu thành mấy chục mảnh. Tưởng thiên lỗi hung tợn nói hết lời, muốn cất bước đi về phía trước. Trang hạo nhiên nhịn cười, vẫn có chút áy náy nhìn tưởng thiên lỗi nói, thân ái, tôi sợ tôi giữ một khoảng cách với anh như vậy, người khác sẽ cho rằng chúng ta cố ý làm mập mờ anh muốn chứng minh trong sạch cũng có thể cưới một cô vợ là được tưởng thiên lỗi dẫn mọi người đi về phía cửa thang máy xoay người trợn mắt giận dữ nhìn anh nói thật sao đưa vợ cậu cho tôi dù sao cô ấy nhìn không thấy tôi cũng không ngại sắc mặt trang hạo nhiên lập tức thu lại hung hăng nhìn tưởng thiên lỗi bắt đầu tức giận nói còn không biết xấu hổ kiệt tác thi đấu vòng quay chủ ý xấu này là anh nghĩ ra tôi còn đang ngạc nhiên anh ở sau lưng tôi len lén bắt tay với chủ tịch hiệp hội nói chuyện gì. Vợ tôi như vậy, anh có một nửa trách nhiệm. Tôi mất giang dĩ thần còn không có tính toán với cậu. Cậu muốn so đo thì đi giải quyết lâm tử linh. Tưởng thiên lỗi lập tức đi vào thang máy, tự tay mình, phịch một tiếng, đóng cửa thang máy. Trang hạo nhiên nhìn thang máy sắp đóng lại, cố ý bật cười nhìn về phía anh, nói thân ái. Tối nay tắm rửa sạch sẽ ở nhà chờ tôi đấy. Tôi đi bệnh viện một chuyến, lập tức tới ngay. Dầm, tưởng thiên lỗi lập tức giống như mãnh thú, không để ý hình tượng lao ra thang máy, muốn đánh nát xương của người nọ, may nhờ đám người Trần Tuấn Nam và thẩm quân dụ ngăn anh lại. Đông Anh nhanh chóng ấn thang máy, mang tổng giám đốc tưởng vĩ đại đưa lên tầng 100. Phốc, mấy người Tô Lạc Hoành và Lâm Sở Nhai cùng Tào Anh Kiệt, tiêu đồng toàn bộ không nhịn được bật cười. Trang Hạo Nhiên cảm thấy buồn cười xoay người, nhìn mấy tên cầm thú, cười đến không thở nổi, anh cũng nghiêm túc nhìn bọn họ, tức giận nói cười cái gì mà cười. Có gì đáng cười, tôi thích đàn ông đây là chuyện người trên trái đất ai cũng biết. Ha 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 ha. Đám người Tô Lạc Hoành và Lâm Sở Nhai lập tức nhào về phía Trang Hạo Nhiên, muốn kéo cổ của anh, Tào Anh Kiệt muốn tháo dây lưng của anh hiện trường, kiểm tra nửa người. Các người chớ ghê tởm, có Tiêu Đồng ở đây. Trang Hạo Nhiên đẩy bọn họ ra, muốn đi ra xe. Tiêu Đồng cũng không phải là nữ, sợ cái gì? Lâm Sở Nhai cũng cùng nhau đi về phía trước, cười nói. "Phi, mấy tên cầm thú các người mới là nữ." Tiêu Đồng lập tức đi tới, vươn tay vặn mạnh cánh tay Lâm Sở Nhai, Tô Lạc Hoành lập tức đi về phía Tào Anh Kiệt, tay cất vào lồng ngực của anh, giả bộ thân mật nói, "Thân ái, hiện tại tôi chỉ còn có cậu." Ghê tởm, Tào Anh Kiệt cảm thấy buồn cười đẩy anh ra. Mấy người trò chuyện vui vẻ đi ra ngoài, đi thăm Lãnh Mặc Hàn, đúng lúc này nhìn thấy một chiếc xe Rolls Royce màu đen dừng lại, tất cả bọn họ đều cho rằng là tưởng Vĩ Quốc và Trang Tĩnh Vũ, nhao nhao như con chuột cho tháo chạy, chỉ có Trang Hạo Nhiên lập tức có chút hoảng sợ cũng không có chỗ thể trốn, dừng ở trước thảm đỏ, trợn to hai mắt nhìn chiếc chiếc xe kia lóe ra ánh sáng kim loại sang quý, trong đầu nổ ầm một tiếng. Chương 1108, một chuyện cô đơn. Cửa xe Rolls Royce mở ra, Trang Ngải Lâm mặc váy dài cúp ngực hình lăng trắng đen, bên ngoài khoác áo khoác lông trồn màu đen lấp lánh buộc tóc dài thật cao trang điểm tỉ mỉ đẹp không gì sánh nổi đi ra Rolls Royce, lúc này đi tổng công ty hoàn cầu nhìn thấy chú tưởng bởi vì xe của mình tạm thời bị hỏng liền mượn tạm xe của ông trở lại khách sạn chỉ thấy công nghiêm trang giống như nữ vương vô hạn hấp dẫn xinh đẹp gợi cảm đón gió lạnh đứng ở trước thảm đỏ khuôn mặt lạnh băng vừa hơi sửa sang lại bao tay màu đen trang hạo nhiên thấy chị gái lập tức thở phào nhẹ nhõm vì cười nói chị thì ra là chị à, sao chị ngồi xe của chú tưởng? Trang Ngải Lâm hơi nhắc mí mắt, nhìn dáng vẻ Trang Hạo Nhiên, sau đó nở nụ cười, mới nói, ơ, bây giờ cậu còn có ý định ở chỗ này à? Cả tập đoàn Hoàn Cầu đều đang hết sức phấn khởi nói chuyện cậu và Tổng Giám Đốc tưởng yêu nhau. Cha tức giận đến ở nhà, vót nhọn gậy bóng chày. Đoán chừng cậu trở về, không cần chói gô, liền quyết định vạn tên xuyên tim. Trang Hạo Nhiên dừng lại một lát, mới bất đắc dĩ nhìn chị gái, mềm mỏng nói, đùa một chút mà. Muốn chơi thì chơi thật, cậu dám làm thật, tôi sẽ phục cậu. Chợt, trang ngải lâm lại không có để ý tới em trai, mà cất bước chân tao nhã đi vào bên trong. Chị, dường như ngày mai là sinh nhật của chị, trang hạo nhiên lập tức xoay người, nhìn chị, cười nhắc nhở. Trang ngải lâm đứng ở trong hành lang, trong mắt hơi híp, mới chậm rãi xoay người, nhìn trang hạo nhiên, nhướng mày nói, cậu ngại ngứa ra đúng không? Kể từ lúc bản tiểu thư 18 tuổi đã không sinh nhật, hôm nay cậu mới biết sao? Có muốn tôi đánh cho cậu tỉnh hay không? Ôi chao, ngày mai là sinh nhật chị 35 tuổi, thế nào cũng phải ăn mừng một chút đi." Trang Hạo Nhiên ngược lại thật lòng nói. "Cút, cậu và Thiên Lỗi dám hôn môi với nhau, ngày mai tôi sẽ cho ăn mừng. Người trên trái đất ai cũng biết lúc sinh nhật tôi tâm trạng không tốt. Nếu ai dám chọc tới tôi, tôi muốn người đó không qua lễ giáng sinh." Trang Ngải Lâm nói xong, liền tiếp tục cất bước đi về phía trước, vừa đi vừa tức giận nói, không có việc gì cút xa một chút cho tôi, nhìn thấy cậu liền phiền. Trang Hạo Nhiên cảm giác bất đắc dĩ nhìn dáng vẻ của chị gái, nhớ tới sinh nhật của chị là ngày mẹ sanh non, cho nên đến sinh nhật, tâm trạng của cô luôn không tốt, nghĩ tới đây, anh thở dài một hơi, liền không thể làm gì khác hơn là cất bước đi khỏi, ngồi lên xe. Hoàng hôn đi qua, mưa phùn vẫn tí tách rơi xuống đất lầu phụ nằm ở bên trong đỏ thẫm rừng phong có vẻ đặc biệt hấp dẫn ánh đèn bên trong cửa sổ sát đất theo phong cách châu âu từng hồi sáng lên thỉnh thoảng có thể thấy được nhân viên làm việc của hiệp hội rượu đỏ anh và pháp đi qua cửa sổ không khí vẫn hết sức náo nhiệt hôm nay đường khả hinh sáng tạo tất cả quả thật kinh diễm toàn thế giới rất nhiều truyền thông và phóng viên đều đang xôn xao bàn tán về cô gái trung quốc đây là một khoảnh khắc đáng vui mừng chỉ là cũng không có ai phát hiện một cánh cửa sổ tầng lầu chính Á Châu đối diện lầu phụ, có một bóng dáng thâm trầm nghiêm nghị, từ sau khi cuộc thi đấu kết vẫn đứng ở trước cửa sổ sát đất, hết sức nghiêm túc nhìn chằm chằm về phía khung cửa sổ này. Một tiếng gõ cửa vang lên. Bác dịch nghe bên trong không có tiếng động, ngay lập tức tự chủ ý vặn khóa cửa, đẩy cửa đi tới, nhìn Vitus một mình, từ lúc hoàng hôn vẫn đứng yên ở trước cửa sổ sát đất, nhiễm nhiên như người cha nhìn cánh cửa sổ đối diện, hai mắt anh lóe lên, do so dự một lát, ngay lập tức lặng lẽ đi tới, đóng cửa phòng xong, mới đi tới Vitus, cũng nhìn lầu phụ đối diện, sâu kín nói, rốt cuộc tình thầy trò vĩ đại đến cỡ nào, mới có thể hành động như thế, biết rõ mắt của học trò không nhìn thấy, nhưng vẫn đè nén tâm trạng của mình. Kiên trì cắt đứt quan hệ vào thời điểm đó, để cho học trò đi con đường của mình. Vitus nghe xong, vẫn trầm mặt nhìn cánh cửa sổ kia, hôm nay thi đấu xong, ông vẫn đứng yên ở chỗ này, cho đến khi nghe được học trò không có chuyện gì bác dịch quay mặt sang chăm chú nhìn vitus nói thật ra tôi có chút không hiểu vào lúc đó tại sao ngài không cho cô ấy một chút khích lệ mà tàn nhẫn cắt đứt quan hệ của hai người như vậy tôi cũng nhìn ra trong lòng của cô ấy hết sức khổ và ái náy mắt nhìn không thấy đi hết đoạn đường này quả thật không phải ai cũng làm được lúc đó chính tôi trơ mắt nhìn cũng đổ mồ hôi hột thay cho cô ấy vitus lạnh nhạt đứng đó đưa mắt nhìn thật lâu thật lâu Rốt cuộc mới mở miệng nói, tôi biết rõ cô ấy không phải một đứa bé lấy lòng mọi người, nếu ánh mắt của cô ấy thấy được, cô ấy tuyệt đối sẽ không lựa chọn chai rượu đỏ Sato Petrus, tôi rất rõ và tin tưởng phẩm chất tốt đẹp của học trò tôi. Nhưng tôi biết trong ban giám khảo có mấy người có cái nhìn đối với sự lựa chọn của cô ấy, thậm chí bao gồm đối lập Duy Tiên Sinh. Nhưng tôi muốn nói cho người khác biết, học trò của tôi không phải như vậy, cô ấy là một đứa bé có suy nghĩ đặc biệt của mình, mà khi đó, nếu tôi không đi ra ngoài, hỏi thăm suy nghĩ của cô ấy đến cùng, mọi người vẫn ôm lấy nghi ngờ đối với cô ấy. Thế giới này, chỉ cần cậu giữ vững niềm tin của mình, cắn chặt răng, không sợ chất vấn, không sợ đe dọa, thậm chí không sợ trở ngại mà dũng cảm tiến tới, cậu mới có thể đạt được tôn trọng cuối cùng. Thế nhưng đi nước cờ quá nguy hiểm, bác dịch nhớ tới, trong lòng cũng chấn động. Hai tròng mắt Phytos di động ánh sáng, sâu kín nói cô ấy vẫn là một đứa bé đi ở bên lề. Đây là lựa chọn của cô ấy, làm thầy giáo, nhất định phải thành toàn cho học trò của mình, tôn trọng trí tuệ của cô ấy. Kích thích suy nghĩ và năng lực độc lập, tự chủ của cô ấy. Cha không thể nào dắt con cái của mình đi bao xa, đến cuối cùng cô ấy phải thoát khỏi ý tưởng và dạy dỗ của mọi người cho cô, mà đi một con đường thuộc về mình. Đây mới thật sự là lớn lên. Bác dịch cười khổ nhìn Vitus, nói, ngài thật sự là vất vả dụng tâm, hy vọng khả hình hoàn thành thi đấu, phải nói cảm ơn với người thầy giáo ngài, bởi vì quả thật lúc cô ấy lựa chọn, có chút tổn thương ngài. Có khổ sở nào hơn so với học trò chối bỏ nổi vất vả của mình. Vẻ mặt Vitus cũng nhẹ nhóm, chậm rãi nói, điều này cũng không có gì, thầy giáo vốn hy vọng học trò cuối cùng có thể vượt qua mình. Đây không phải là chuyện cá nhân mình, đây là chuyện lớn của rượu vang thế giới. Hai mắt bác dịch xoay tròn, suy nghĩ một chút, cũng gật đầu một cái, nói, đúng vậy. Đây là chuyện lớn, vào thời điểm đó, cảm xúc cá nhân cũng có vẻ quá nhỏ bé. Vitus nói tới chỗ này, mới nhìn thấy ánh đèn phòng khách của học trò tắt ngấm, đoán chừng đang nghỉ ngơi, mới buông lỏng xoay người, nói thời gian cũng không sớm, hôm nay bác dịch tiên sinh cũng mệt mỏi, khó được cậu phối hợp với tôi, năm gần đây lạnh đến sớm, phải cẩn thận xương giá, vô cùng thiệt hại đối với quả nho. Không nên xem thường. Vâng, tôi phái người coi chừng, cảm ơn ngài quan tâm. Lúc này bác dịch mới thở dốc một hơi, cũng nhìn vitus cười nói ngài cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi khả hình không có việc gì ngài cũng an lòng vitus cũng an ủi hơi nở nụ cười gật đầu chỉ là cảm giác máu tươi trào lên lồng ngực ông lập tức móc khăn tay trắng xoay người hơi ho khan một mảng máu dính ướt một góc khăn tay vitus tiên sinh ngài còn tốt đó chứ bác dịch quan tâm nhìn ông không có việc gì vitus nắm chặt khăn tay trắng trong tay cất vào trong túi quần của mình mới lạnh lùng ra khỏi phòng bác dịch nhìn ông một cái, cũng đi ra, sau đó hai người cùng nhau xuống lầu, bác dịch liền che dù đi ra sân cỏ ướt đẫm, đi tới một tòa lầu phụ khác, chuẩn bị trở về phòng của mình nghỉ ngơi, lại thấy Trang Ngải Lâm mặc trang phục xinh đẹp lộng lẫy, để cho trợ lý che dù cho mình, cô vẫn luôn giống như nữ vương, xinh đẹp lạnh lùng cất bước đi tới phía trước. Anh đang che dù, nhìn cô, hai mắt lộ ra một chút nóng bỏng. Trang Ngải Lâm cũng đứng ở giữa con đường ướt đẫm, ngẩng đầu lên, đón ánh sáng màu cam chiếu xuống ven đường, nhìn bác dịch, hai mắt của cô lóe lên, tay vẫn cầm bao tay mới vừa cởi ra, cất bước đi về phía anh nói, hết bận rồi sao? Ừm, bác dịch che dù, lạnh lùng khuôn mặt, nhưng hai tròng mắt vẫn sâu thẳng nóng rực nhìn cô. Trang ngải lâm chuyển mắt, nhìn ánh mắt anh, hai người đều có ăn ý, kiên trì đối với lý tưởng của mình, cũng không có ai buông tay, coi như thỉnh thoảng ở chung một chỗ, cũng không thể chứng tỏ điều gì, nhất là giờ phút này, cô nặng nề thở dốc một hơi mặc dù cảm thấy hai người vẫn chưa phát triển tới mức này nhưng vẫn nhắc nhở anh một chút nói tôi muốn nói cho anh biết có lẽ tuần sau tôi sẽ trở về paris đoán chừng trong những năm gần đây cũng sẽ không trở lại tôi đã mua cửa hàng cả con đường paris thực hiện xây dựng nhà trưng bày châu báu và trang phục của tôi bác dịch nghe nói như vậy hai mắt hơi di động nhưng vẫn nhìn cô chúc mừng mỉm cười nói chúc mừng cô Cô là một phụ nữ rất có sức hấp dẫn, biết mình muốn cái gì, sau đó trên con đường của mình, hết sức đặc sắc đi về phía trước. Có lẽ chính là bởi vì như vậy, tôi mới có thể rất thích cô, bị cô hấp dẫn. Trang Ngải Lâm nhàn nhạt nhìn anh. Bác dịch chăm chú nhìn cô, lại thở dài một hơi, mới cười nói, hôm nay thi đấu, làm cho tôi rất xúc động. Trước kia luôn tự mình một người bận rộn chuyện vườn nho, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy có chút cô đơn và trống trải. Nhưng hôm nay mới phát hiện, thì ra có mơ ước, sẽ là một chuyện rất cô đơn đối với bản thân mình. Mặc kệ bên cạnh của cô có người cô yêu nhất hay không, nhưng vẫn chỉ có một mình cô giữ vững niềm tin của mình. Hôm nay nhìn như có rất nhiều người cùng chí hướng ở chung một chỗ, nhưng thật ra có rất nhiều trái tim cô đơn mà đặc sắc ngưng tụ chung một chỗ. Vào lúc này, tôi càng tôn trọng người có mơ ước. Cho nên, mặc kệ tương lai xảy ra chuyện gì, cô sẽ luôn luôn là người phụ nữ đặc biệt và tuyệt đối hấp dẫn trong cuộc đời tôi trang ngải lâm im lặng chuyển mắt nhìn anh bác dịch lại nở nụ cười có một chút khích lệ và chúc mừng với cô đứng che dù nghe tiếng mưa rơi tí tách mới thật lòng nói cố lên ngải lâm thật ra tôi vẫn không có nói cho cô biết tôi thật sự rất ưa thích gọi tên của cô thật ra tôi vẫn có loại ảo giác tôi sẽ gọi cái tên này cả đời suy nghĩ một chút thật sự rất êm tai anh nói xong liền nhìn kỹ cô một cái mới sâu kín che dù xoay người đi khỏi trang ngải lâm hơi ngẩng mặt mặc cho bác dịch đi qua bên cạnh mình cô vẫn kiêu ngạo mặc dù dừng lại và do dự nhưng cũng vẫn cười cười cất bước đi về phía trước hai người đang đi ngược hướng phóng khoáng đi khỏi thật ra mơ ước là cái gì nó thật rất bí ẩn nhưng quả thật có mơ ước là một chuyện rất cô đơn rất tịch mịch rất khó hiểu cho dù có bao nhiêu người cùng mình gặp thoáng qua Trang Ngải Lâm vừa cất bước đi về phía trước, vừa suy nghĩ lời nói của bác dịch, mới đi chưa được mấy bước, cũng đã nghe được điện thoại di động reo, cô hơi giơ tay, nhận lấy điện thoại từ trợ lý, nghe, vâng. Con lập tức trở về cho mẹ, mẹ sắp tức chết rồi. Giọng nói của ân Nguyệt Dung nhanh chóng chuyển đến. Mẹ lại làm gì vậy? Trang Ngải Lâm thật sự không có cách nào với mẹ của mình, hỏi. Ân Nguyệt Dung ngồi ở trên ghế salon trong phòng khách sang trọng, mặc váy ren dài mơ mộng, vấn mái tóc dài quyến rũ, nắm điện thoại cổ, vừa nhận lấy thuốc bác phúc điều chế trị thân thể của mình, vừa thở phì phò nói con biết chưa? Chị gái của bạn thân khả hình sinh con rồi. Trang ngải lâm thật muốn chết, cô cầm điện thoại di động, bất đắc dĩ đứng ở sân cỏ ướt đẫm, tâm trạng rõ ràng không tốt, nói, mẹ. Ngay cả chị gái của bạn thân khả hình sinh con cũng liên quan đến mẹ sao? Làm sao không liên quan đến mẹ, ân Nguyệt Dung cảm thấy đau lòng, thất thanh, nện cái chén ngọc trống không xuống mới đau lòng nói em trai của con là thứ vô dụng một lát cùng người này truyền xì căng đan một lát cùng người kia truyền xì căng đan bây giờ còn kéo thiên lỗi theo cứ như vậy khả hình của mẹ lúc nào mới có thể mang thai lúc nào mẹ mới có thể bồng cháu mẹ trang ngải lâm thật sự hết sức bất đắc dĩ cầm điện thoại di động kêu mẹ nói con dâu của mẹ đang thi đấu lúc này không thích hợp mang thai lúc thượng đế tạo đàn ông và đàn bà trời và đất còn chưa có thứ gì có thể ăn. Hoàn cảnh hiểm ác cỡ nào, chính là bởi vì có hoàn cảnh hiểm ác mới có sinh mạng mới kích thích thế giới thất vọng này. Ân Nguyệt Dung rất ngây thơ muốn kéo một củ cà rốt ăn, nhưng dì Lý nhắc nhở bà, mới vừa uống thuốc bổ không thể ăn, bà lại tức giận cầm điện thoại, cắn răng nghiến lợi nói, mẹ mặc kệ. Tết năm nay, mẹ muốn trở về nước Anh, nhất định phải mang cháu ngoại trở về. Khả hình sinh một đứa, con sinh một đứa mẹ muốn dẫn bọn chúng trở về khoe với nữ hoàng anh. Mẹ khẳng định, cháu của mẹ nhất định đẹp trai hơn đứa bé nhà hoàng tử William. Vương Phi mặc váy bầu quả thật rất xấu. Trang Ngải Lâm nổi giận, cầm điện thoại di động, tức giận gọi, nếu mẹ thật ưa thích như vậy, mẹ tự mình sinh đi. Dù sao bây giờ nhìn mẹ vẫn còn trẻ, mỗi lần chú tưởng nhìn thấy mẹ, đều nói thất thần, bảo mẹ đi xa một chút. Cái con bé chết tiệt kia, giọng ân Nguyệt Dung tức giận truyền đến, nếu như mẹ sinh được, mẹ lập tức chém con và em trai của con thành bốn khúc. Còn để cho các người sống đến bây giờ. Mẹ biết ngay, hai người các con đều có chuyện, khi còn bé, chơi đùa với rùa, nhưng không cho phép rùa rùa cha và rùa mẹ chơi đùa cùng nhau. Trang Ngải Lâm lại cảm thấy bất đắc dĩ, thở dài, bây giờ cô thật sự không có cách với người này. Đúng rồi, Ân Nguyệt Dung đột nhiên nghĩ tới chuyện gì, lại cảm thấy nhiệt tình và vô cùng hâm mộ hỏi: chị gái của bạn Khả Hinh, sinh con trai hay con gái. chương 1109, tôi chịu trách nhiệm. Bệnh viện, mưa rơi càng lúc càng lớn, hạt mưa gõ vào cửa sổ sát đất từng hồi, máy tạo độ ẩm trong một phòng bệnh nào đó, được người nhấn nhẹ xuống, rừng phun sương ngủ màu trắng. Lãnh mặc hàn mơ màng nằm ở trên giường bệnh, hai mắt đóng chặt, sắc mặt tái nhợt, không ngừng toát mồ hôi lạnh, mí mắt vẫn di động khác thường, theo âm thanh, tách tách, dừng lại của máy tạo độ ẩm, cảm giác quỷ mị đòi mạng xông tới, lồng ngực anh phập phồng thở hổn hển, lập tức ở bóng tối, trong quá trình truy đuổi, thấy hách dục hải giống như ma quỷ xuất hiện trước mặt của mình, hai mắt sắc bén giống như rắn nhìn chằm chằm, nâng quả đấm khí thế ngàn cân, cách lớp thủy tinh, đập thẳng tới. A, à, Lãnh Mặc Hàn tức giận tỉnh lại, nâng lên quả đấm nặng ngàn cân, một quyền trực tiếp đánh nát chung canh hầm cách thủy người nào đó đang bưng tới, xoảng một tiếng, theo tiếng thét chói tai, thủy tinh lập tức văng khắp nơi, khắp nơi đều là mảnh vụn. Lúc này, tất cả bác sĩ và y tá nghe được tiếng động, dối rít căng chạy thẳng vào, Tô Thủy Kỳ cũng vội vàng vọt vào phòng bệnh, căng thẳng hỏi, xảy ra chuyện gì? Đôi tay tiểu nhu vẫn giữ tư thế nắm chặt trung hầm cách thủy, ngây ngốc đứng ở bên giường bệnh, trợn to hai mắt, chưa tỉnh hồn nhìn lãnh mặc hàn. Lãnh mặc hàn cũng lập tức từ trong ác mộng tỉnh lại, nặng nề ngồi ở trên giường bệnh, mặc cho mồ hôi lạnh chảy xuống khuôn mặt kiên nghị, nặng nề thở dốc, Đột nhiên nhìn thấy dáng vẻ Tiểu Nhu chưa tỉnh hồn đứng ở trước mặt của mình, anh hơi giật mình. Tiểu Nhu cũng nghiêng người đứng ở bên giường bệnh, hai mắt nhanh chóng xoay tròn, có chút không kịp phản ứng và ẩn nhẫn cúi đầu, nhìn miếng thủy tinh và nước canh bắn tung tóe trên sàn, trái tim của cô nhả thình thịch, vội vàng ngồi sổ người xuống, rút khăn giấy quét mảnh vụn trên mặt sàn. Lãnh Mặc Hàn chăm chú nhìn cô cuộn tròn thân thể, vẫn mặc bộ váy bẩn rách nát, lộ ra nửa khuôn mặt còn có môi đỏ mọng bị cắn rách, anh cũng lập tức có chút lúng túng. Anh gặp ác mộng gì mà căng thẳng như vậy? Tô Thụy thật nhanh chóng dẫn bác sĩ và y tá kiểm tra đo huyết áp thân thể cho anh, Tiểu Nhu ngồi xổm trên mặt sàn, mở to mắt, không nhịn được nhớ tới hôm nay đang trên xe trở về bệnh viện. A, à, một âm thanh trầm thấp thở dốc từ chỗ ngồi sau xe truyền đến. Tiểu Nhu lập tức ngồi dậy, trợn to hai mắt thấy Lãnh Mặc Hàn chợt che chặt tay trái của mình, vẻ mặt lộ ra khổ sở tái nhợt mồ hôi lạnh nhanh chóng chảy xuống, cô la hoảng lên, lập tức nhào lên, căng thẳng hỏi, lãnh phó tổng, anh làm sao vậy? Lãnh mặc hàn cắn chặt răng, đè nén vẻ mặt lộ ra cực hạn đau đớn, tay đè chặt vết thương cánh tay trái, hai tròng mắt xoay tròn, nhanh chóng nhớ tới hôm nay trở lại đường bí mật tìm tiểu nhu, bị con rắn xông tới cắn một cái, lúc đó anh không có lưu ý, liền nhào ra ngoài, hôm nay xem ra, đoán chừng là chúng độc rắn, mới có thể phát độc nhanh như vậy. Trong nháy mắt nóng rực thiêu đốt đau đớn, anh lập tức phán đoán chất độc này phát rất nhanh, không nói hai lời, sắc mặt tái nhợt, cắn răng từ trong quần áo rút ra con dao nhỏ sắc bén có thể chém sát. Lập tức muốn chặt tay trái của mình. Lãnh phó tổng, anh làm gì vậy? Tiểu nhu trợn to con ngươi, kinh ngạc nhìn anh, khủng hoảng kêu lên. Tôi muốn chặt tay trái đi, như vậy tôi mới có thể sống. Lãnh mặc hàn vừa thở hổn hển, vừa cắn chặt răng, cố nén đau đớn, không nói hai lời, nhanh chóng nắm chặt con dao nhỏ từ nơi bả vai cắt xuống. Mỹ Linh đạp hết chân ga, cho xe phóng điên cuồng 240 km h xông qua rất nhiều xe cộ và đèn đỏ, liều mạng chạy về phía bệnh viện, mặc dù cô căng thẳng, nhưng cũng không dám ngăn cản lãnh mặc hàn muốn cắt tay, biết đây là lúc ngàn cân treo sợi tóc. Tiểu Nhu lại thật sợ hãi đau lòng nắm chặt tay lãnh mặc hàn, khóc lắc đầu nói, không được. Anh không thể không có tay trái, trước hết chúng ta đừng tuyệt vọng, nghĩ lại cách, không có cách nào lãnh mặc hàn lại muốn cắn chặt răng đẩy tiểu nhu ra, lại muốn cố nén đau đớn đâm thẳng xuống cánh tay của mình. Đừng, chúng ta nghĩ cách một chút, tiểu nhu bị đẩy ngã trên mặt sàn, vẫn bỏ dậy, đôi tay run rẩy níu chặt cánh tay của anh, liều mạng đè ép mới nhìn đến vết thương trên cánh tay của anh, quả nhiên chảy máu đen, cô liền cảm thấy lo lắng bổ nhào lên phía trước, cúi xuống, muốn hút vết thương nơi tay của anh. Cô làm gì đấy? Sắc mặt lãnh mặc hàn lập tức tái đi, vươn tay nắm chặt cầm của cô, Hai mắt kịch liệt nhìn cô. "Tôi, tôi." Tiểu Nhu căng thẳng cùng cuồng loạn nhìn Lãnh Mặc Hàn, nước mắt từng giọt chảy xuống, khóc nói, "Tôi nghe bác Phúc đã dạy tôi giải độc cấp tính. Nước bọt của mình có tác dụng khử độc, tôi giúp anh hút nó ra." Lãnh Mặc Hàn bất đắc dĩ nhìn dáng vẻ cô ngốc nghếch như vậy, mặc cho vết thương nóng rực thiêu đốt, nhưng hai tròng mắt kịch liệt lóe lên, đau lòng nói, "Đứa ngốc. Tôi liều mạng cứu cô trở lại, không phải để cho cô dâng mạng vì tôi." Nếu như vậy, tôi cứu cô làm gì? Tiểu Nhu nghe lời nói thật, nhìn dáng vẻ anh tái nhợt khổ sở như vậy, lập tức cảm thấy đau lòng bật khóc. Hai mắt lãnh mặc hàn cũng lóe ra ánh sáng nóng rực, nhìn phong cảnh lướt qua phía ngoài cửa sổ, biết còn có một đoạn đường nữa mới đến bệnh viện, không kịp đợi, anh có chút hèn, sốt ruột nhìn cô gái ngốc nghếch trước mặt, mặc dù hèn, nhưng vẫn nói, nếu như cô thật muốn đền đáp tôi, cũng có thể. À, anh muốn tôi làm gì? Tiểu Nhu ngạc nhiên, khóc thút thiết nhìn anh lãnh mặc hàn lập tức vươn tay, như móng vuốt chim ưng nắm chặt cánh tay của cô, kéo thân thể mềm mại của cô nhích lại gần mình, mới nóng mắt nhìn chầm chầm cô, bá đạo nói con người của tôi cả đời coi trọng bạn bè. Tôi cam lòng tình nguyện chết vì bạn bè, tôi đã từng nhìn thấy cô không cần mạng đi hái bụi cỏ cho khả hinh, nghĩ tới trên thế giới này, còn vẫn còn có người ngốc như cô, quả thật lúc đó tôi đối với cô có chút ảo giác. Nhưng hôm nay, rốt cuộc tôi mới hiểu được, giữa chúng ta cũng không là gì cả chúng ta chỉ là bạn bè tốt nhất trên thế giới tương lai chúng ta còn có thể là bạn bè tốt nhất chỉ là tương lai tôi xảy ra chuyện gì cô cũng không cần vì tôi kết phòng hoa cam cho tôi bởi vì tôi thật ra không thích mùi vị đó tôi lại càng không quen người khác đối xử tốt với tôi nhân sâm ngàn năm này xem như tôi nợ cô tương lai tôi trả lại cho cô cô không cần nấp ở phía sau đài phun nước tránh tôi tiểu nhu nghe nói như vậy lập tức nhấp nhẹ đôi môi Nước mắt từ hốc mắt chảy xuống. Bây giờ cô giúp tôi một việc, lập tức xuống xe." Lãnh Mặc Hàn vừa nói xong, Mỹ Linh chi một tiếng, thắng xe gấp ở ven đường, xoay người khẩn cấp nhìn Tiểu Nhu. Tiểu Nhu vẫn nghẹn ngào quỳ gối bên cạnh anh, khuôn mặt cứng lại, mặc cho nước mắt từng viên từng viên chảy xuống. "Cô mau xuống đây, chúng tôi không muốn dọa cô." Mỹ Linh nhanh chóng nhảy xuống xe, hai mắt thấm ướt đỏ bừng mở cửa sau xe, nắm mạnh cánh tay Tiểu Nhu, muốn kéo cô ra căng thẳng lo lắng nói, nhanh lên một chút. Chúng tôi không có thời gian. Lãnh mặc hàn tựa vào ghế ngồi sau xe, run rẩy ngẩng đầu lên, hai chồng mắt nhấp nháp ánh sáng đau lòng, biết cánh tay mình bị cắt đi, chính là tuyệt đoạn tất cả mọi khả năng, đành phải thở dốc chịu đựng vết thương rắn cắn nóng rực, cố ý không nhìn tới cô gái này. Tôi không đi, tiểu nhu vừa khóc vừa níu chặt áo lãnh mặc hàn, kéo rớt mấy cúc áo của anh, lại lập tức liều mạng cởi bỏ Mỹ Linh kiềm chế, lập tức nhào tới trong ngực lãnh mặc hàn đôi tay liều mạng ôm cổ của anh mới khóc nói tôi không đi tôi không đi tất cả mọi người xem tôi thật ngốc nếu như tôi ngốc thật tôi sẽ không vì khả hình như vậy càng sẽ không vì anh như vậy nếu như anh mất đi tay trái tương lai làm sao chăm sóc em gái ăn uống ngày hôm qua tôi mới nghe bác sĩ nói hai tay của chị ấy sẽ có khả năng tàn phế nếu như chị ấy tỉnh lại biết anh trai lại đứt tay chị ấy sẽ làm gì anh kiên trì một chút nữa kiên trì một chút nữa chúng ta lại nghĩ cách một chút nếu như anh không sao tôi đem tất cả nhân sâm trong nhà tôi đều cho anh ăn chỉ cần anh khỏe mạnh lãnh mạc hàn nghe lời nói ngốc nghếch này lập tức nắm chặt cánh tay của cô kéo người của cô ra đau lòng nhìn cô nói nếu như tôi gặp chuyện không may cô chấp nhận chăm sóc em gái tôi sao tôi chấp nhận tiểu nhu khóc gật đầu một cái lãnh mạc hàn bất đắc dĩ mỉm cười Nhanh chóng thúc giục cô nói, cô không cần chăm sóc em gái tôi, bởi vì cho dù tôi đứt tay, người muốn chăm sóc cô ấy, người muốn chăm sóc tôi, còn nhiều mà. Cô tự chăm sóc mình thật tốt đi, sau này đừng ngốc như vậy nữa, đừng để người khác nói cái gì thì là cái đó, suy nghĩ một chút. Tôi cũng không thể cả đời ở bên cạnh cô, vặn ống nước cho cô. Đi thôi, đi. Anh nói xong, lại đẩy Tiểu Nhu ra, muốn buộc cô xuống xe. Anh sống có mệt mỏi hay không? Tiểu Nhu lập tức bị đẩy nhanh xuống xe, cô lại khóc vội vàng bò vào, liều mạng nhào vào trên người của anh, bưng mặt của anh, vừa rơi lệ vừa kích động gọi tôi khờ mốc hay không liên quan gì tới anh. Tương lai tôi lại không cần anh lấy tôi, anh không cần nghĩ cho tôi như vậy. Anh muốn cắt cánh tay, anh cắt đi, tôi nhìn. Cô gái này lập tức dũng cảm, đôi mắt đấm lệ nhìn chằm chằm, kích động nhìn lãnh mặc hàn. Lãnh mặc hàn giật mình nhìn cô, đau lòng gọi tiểu nhu. Anh cắt đi, tôi nhìn tôi không ra tiểu nhu vừa khóc vừa kêu lên lãnh mặc hàn cảm giác vết thương cánh tay càng lúc càng kịch liệt bốc cháy mặt của anh lập tức trắng bệch mồ hôi lạnh chảy xuống nhưng vẫn nhìn cô gái quật cường trước mặt không thể làm gì khác hơn ra lệnh nói tốt cô không muốn đi ra ngoài vậy cô nhất định phải nhắm mắt lại tiểu nhu mím chặt đôi môi mặc cho hai mắt nước mắt từng dòng trượt xuống lướt qua khuôn mặt trái xoan của cô cố tình lúc này cô yếu đuối và căng thẳng lộ ra sức hấp dẫn nữ tính mau nhắm mắt lại lãnh mặc hàn lại căng thẳng ra lệnh cho cô tiểu nhu không có cách nào chỉ đành phải quỳ gối trước mặt của anh nhắm mắt lại mặc cho nước mắt từng dòng chảy xuống lại đau lòng nói không ra lời khổ sở nức nở lãnh mặc hàn nhìn tiểu nhu rơi lệ nhắm mắt lại như vậy liền nuốt cổ họng khô khốc quay đầu nhìn mỹ linh gật đầu một cái mỹ linh hiểu gật đầu lập tức căng thẳng thở dốc hai mắt cũng nổi lên ánh sáng kích động cầm dao nhỏ sắp cắt xuống cánh tay anh mặt cũng trắng bệch nhưng vẫn cau mày cắn chặt răng cắt mạnh xuống cánh tay của anh lãnh mạc hàn lập tức nhắm mắt lại cắn chặt răng chuẩn bị chịu đựng cơn đau đớn thấu tim bị chặt đứt gân cốt đừng thân thể tiểu nhu trượt lao về phía trước đau lòng ôm cổ của anh khóc kêu lên đừng cắt tôi cầu xin anh đừng cắt nếu như cắt sau này còn ai ôm tôi giống như anh lãnh mạc hàn hơi giật mình thở dốc mặc cho mồ hôi lạnh chảy xuống vì câu nói này kinh ngạc nhưng càng khiếp sợ và không thể tin nổi quay đầu im lặng nhìn điệp y điệp y không lên tiếng chỉ là nhanh chóng nắm tay lãnh mặc hàn cầm thuốc bột bác phúc điều chế xong chút thuốc bột ở trên vết thương của anh vết thương của anh lập tức hơi lộ ra thư thái thở dốc một cái nguy hiểm trong nháy mắt này làm cho anh toát mồ hôi đầm đìa cho tới bây giờ cũng chưa từng căng thẳng như thế thật là có chút kinh sợ nhưng không có nguy hiểm anh đang may mắn đồng thời đột nhiên cảm giác lúc tiểu nhu ôm chặt cổ của mình thì thân thể mềm mại phải lộ ra an ủi và săn sóc thật sâu vẻ mặt của anh lại lộ ra một chút biết ơn và nụ cười đau lòng mỹ linh cũng thở phào một hơi nuốt cổ họng khô khốc bất đắc dĩ ngẩng đầu lên nhìn tiểu nhu nằm thật chặt ở trên thân thể cao to của lão đại vừa khóc vừa ôm cổ của anh rất đau lòng mà vẻ mặt lão đại lộ ra mập mờ cô cũng thức thời nở nụ cười cùng điệp y liếc nhau một cái mới chậm rãi đóng cửa xe phía sau không gian thu hẹp chỉ còn lại tiếng khóc của tiểu nhu lãnh mặc hàn mềm nhũn không còn hơi sức ngồi yên ở trên ghế xe cảm thụ cô gái này mấy lần ôm và kích động đau lòng khóc trên mặt của anh lại hiện lên nụ cười cảm động không nhịn được đưa hai tay ra nắm nhẹ bả vai của cô hơi rời khỏi thân thể của cô dịu dàng nghiêng mặt nhìn dáng vẻ cô khóc thút thít không ngờ phát hiện cô mốc này vẫn rất nghe lời nhắm mắt lại nước mắt từng dòng chảy xuống anh lại cảm giác mệt mỏi thở dốc một cái mang theo một chút xin lỗi và an ủi nói, được rồi, mở mắt đi, tôi không sao rồi. Tiểu Nhu vừa khóc vừa lắc đầu một cái, đau lòng nói không ra lời, nước mắt ào ào chảy xuống. Lãnh mặc hàn bất đắc dĩ nhìn khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn của cô, cảm ơn nước mắt như hạt mưa, ngược lại cọ rửa sạch sẽ khuôn mặt đen thui, lộ ra khuôn mặt mềm mại ửng hồng, mặc dù nhắm mắt lại, nhưng lông mi ươn ướt, hết sức động lòng người, nhất là đôi môi đỏ mọng hơi run, lộ ra màu sắc mê người như hoa anh đào không gian hẹp như vậy hai người ôm nhau chung một chỗ cô lộ ra hấp dẫn hai tròng mắt anh di động ánh sáng mấy phần mập mờ sâu kín nói tôi cho cô cơ hội để cho cô mở mắt cô không mở mắt không nên hối hận đấy tiểu nhu vẫn đắm chìm trong bi thương hai mắt nhắm chặt nước mắt như mưa rơi chảy xuống lãnh mặc hàn hơi mở to ánh mắt nóng bỏng hơi lộ ra nụ cười trêu đùi nhìn cô Lập tức cảm thấy ngoài cửa sổ sóng biển theo gió điên cuồng gào thét, cơn mưa to ảo ào, ào nện mạnh ở trên xe, thậm chí điên cuồng rơi vào cửa sổ xe. Anh im lặng vươn tay nhấn cửa sổ xe, thân thể cao lớn lộ ra hơi thở khát khao của đàn ông, lúc nước mưa rào rào nện vào cửa sổ xe đang quay xuống, rõ ràng nhìn thấy một bóng dáng kiên nghị mập mờ ôm cô gái dịu dàng. U -m -hát, bên trong xe truyền đến tiếng thở nóng bỏng. Thân thể to lớn mạnh mẽ của Lãnh Mặc Hàn đè ở trên thân thể mềm mại của Tiểu Nhu không cho cô cơ hội mở mắt, cũng đã mãnh liệt hôn sâu lên môi đỏ mọng của cô, mới phát hiện cánh môi cô hơi dày, mềm mại co giãn 10 phần, hết sức thỏa mãn đàn ông cần và tưởng tượng, anh không nhịn được hưởng thụ ngậm lấy cánh môi của cô, thậm chí cắn nhẹ trên môi cô, đôi tay phủ mạnh hông của cô, ngón cái chống đỡ khe ngực của cô. Ư mờ hát, cả người tiểu nhu xấu hổ căng thẳng, cô gái này còn ngây ngốc cảm thấy người đàn ông này cần an ủi, cũng không nhúc nhích, rơi nước mắt, rất khéo léo để mặc cho anh hôn. Lãnh mặc hàn cảm thấy mình hơi hèn hạ, nhưng vẫn vô sỉ cúi xuống, hôn hai mắt cô tràn đầy nước mắt, hôn cái mũi của cô, hôn khuôn mặt của cô, lại cắn nhẹ vành tai của cô, thậm chí hết sức trêu chọc mút lấy. Tiểu Nhu lập tức cảm giác cả người mình tê dại, có chút xấu hổ núp ở trong bộ ngực anh. Lãnh mặc hàn càng cảm đắc ý vươn tay, ôm chặt thân thể nhỏ nhắn mềm mại. Đôi tay không ngừng xoa trên váy ngắn của cô, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy được chân dài trắng mịn lộ ra, hết sức mê người. Mặt của tiểu nhu đỏ lên, nhưng vẫn nhắm mắt thật chặt không dám nhúc nhích lãnh mặc hàn thậm chí có chút không tin được nở nụ cười nhìn ngẫm nhìn cô gái này cũng không biết mềm mại như vậy đối với đàn ông mê hoặc đến cỡ nào anh khó nhịn được kích thích nuốt cổ họng khô khốc một cái lại ôm cô tay mạnh mẽ bá đạo nắm chặt cái ót cô hôn lên đôi môi xấu hổ của cô vừa mút vừa vươn tay dò ngang lưng chậm rãi muốn kéo dây khóa của cô xuống tiểu nhu ầm một tiếng trong đầu muốn nổ tung mặt lập tức mắc cỡ đỏ bừng nhưng vẫn rất bị động đón nụ hôn của anh, không dám nhúc nhích, nhưng khi cô nhắm mắt lại, cảm thấy đôi tay Lãnh Mặc Hàn mạnh mẽ ôm chặt mình, cánh tay cứng rắn như sắt, cô đột nhiên giống như tỉnh giấc, trở nên không ngốc mà suy nghĩ anh vẫn còn tay trái và tay phải. Không phải cắt rồi sao? Cô lập tức trợn to hai mắt, ngạc nhiên nhìn Lãnh Mặc Hàn trước mặt đang cuồng nhiệt ôm chặt của mình, đôi tay hết sức chỉnh tề mạnh mẽ ôm mình, cô lập tức cảm thấy tức giận đẩy anh ra, kêu to lên a. Này Tô Thủy Kỳ lập tức vươn tay, quét ở trước mặt của lãnh mặc hàn một vòng. À, lãnh mặc hàn nhìn tiểu nhu, nhớ tới triền miên ở trong buồng xe hôm nay, sau đó lúng túng, lúc này mới có chút giật mình nhìn Tô Thủy Kỳ, hỏi chuyện gì. Tôi hỏi anh, tay trái có cảm giác không? Tô Thủy Kỳ thật sự rất bất đắc dĩ nhìn lãnh mặc hàn, hỏi. Tiểu nhu đứng ở một bên, cắn chặt môi dưới, mặc dù tức giận không muốn để ý anh, nhưng vẫn không nhịn được liếc về phía tay trái của anh à lãnh mặc hàn nghe nói như vậy liền có chút lúng túng nâng tay trái của mình hoạt động gân cốt một chút nói giống như tạm được tiểu nhu thở phào một hơi tô thủy kỳ nghe nói như vậy hai tay chống mặt giường bệnh cúi người xuống nhìn anh dùng giọng nói hết sức cầu khẩn nói tôi nói anh có thể bảo đảm với tôi mặc kệ xảy ra bất cứ chuyện gì anh cũng không cần lấy bất kỳ lý do gì ra khỏi phòng bệnh không nếu như anh còn như vậy tôi chỉ có đuổi anh ra khỏi cửa bây giờ chúng tôi không có cách cứu anh hết lần này đến lần khác nữa lá gan của bác sĩ chúng tôi cũng bị các người cạo sạch mấy y tá không nhịn được cười lãnh mặc hàn cảm thấy bất đắc dĩ nhìn tô thủy kỳ nói xin lỗi sau này tôi sẽ phối hợp tốt với anh thật ra tôi không rất tin tưởng anh ngay cả ở trong mộng anh cũng đánh nhau tô thủy kỳ giả bộ hung hăng nhìn lãnh mặc hàn phốc bác sĩ và y tá không nhịn được cười Lãnh Mặc Hàn không nói nên lời. Thật may là tay trái của anh không sao, nếu không, bây giờ anh không có nhàn nhã hùa quyền như vậy." Tô Thủy Kỳ không hết tức giận nói. Lúc này Mỹ Linh cũng ồ một tiếng, thở phào một cái, cười đi tới, nhìn Lãnh Mặc Hàn, cố ý nói, "Tôi nói, may mắn là Điệp Y kịp thời chạy như bay chạy tới, đưa thuốc giải tới, nếu không, tay trái của anh không chừng đã vô dụng. Phải tìm người nào chịu trách nhiệm cho anh hả? Tôi chịu trách nhiệm." bên ngoài có một giọng nói truyền tới, rất bá đạo. Trường 1110, bí mật ánh trăng. Tiểu Nhu nghe giọng nói như vậy, liền có chút căng thẳng ngây ngốc nhìn ra phía ngoài. Trương Thục Giao cũng đã tràn đầy khí thế đi vào phòng bệnh, rồi hung ác nước mắt nhìn Tiểu Nhu, liền mới đi về phía lãnh mặc hàn, nhìn dáng vẻ anh sắc mặt tái nhợt, không nhịn được tức giận oán trách, khom người xuống, kéo chân cho anh, mới nói, nhìn anh xem. Vì cứu bạn bè, ngay cả mạng cũng không cần, không sao, nếu như anh gặp chuyện không may, tôi chịu trách nhiệm. Dù sao tôi sống là người của anh, chết là quỷ của anh. Tiểu Nhu trợn to mắt, đứng ở một bên, không dám nhúc nhích. Lãnh mặc hàn có chút cố kỵ nhìn Tiểu Nhu một cái, mới cảm giác bất đắc dĩ ngẩng đầu lên, nhìn Trương Thục Giao, cau mày cười khổ nói, cô ngày ngày cũng làm chuyện ác như vậy, không sợ gặp chuyện không may à. Dù sao tôi chính là người của anh, Trương Thục Giao trực tiếp bá đạo ngồi xuống kế bên lãnh mặc hàn, thậm chí đưa hai tay ra muốn ôm anh nói, coi như anh không có tay, không có chân, tôi cũng muốn. Quả đen, Trang Hạo Nhiên trực tiếp lấy thân phận của chủ nhà, nhanh chóng cất bước đi vào phòng bệnh, mang theo vài phần trách móc nhìn Trương Thục Giao, tức giận nói, miệng cô khô sạch một chút không được sao. Anh ấy thiếu chút nữa không có tay trái đấy. Nói đúng là, anh ấy gặp chuyện không may, ai đánh nhau cho chúng ta chứ. Tô Lạc Hoành cùng Tào Anh Kiệt, còn có Lâm Sở Nhai dối rít nở nụ cười đi tới, vừa giống như vô địch nhảy cầu muốn nhào về phía lãnh mặc hàn lãnh mặc hàn không chịu nổi cao mày kêu lên nói được rồi ai dám tới đây tôi lấy đao đâm chết người đó tôi cũng sắp mất mạng rồi anh hiểu lầm rồi chúng tôi chỉ sợ anh thôi tô lạc hoành lập tức kéo trương thục giao ra liều mạng chui vào trên giường lãnh mặc hàn muốn xông vào trong chăn cởi áo bệnh nhân của anh muốn hôn ngực anh vẻ mặt lãnh mặc hàn lại ghét bỏ đẩy anh ra tức giận nói cậu đứng đắn một chút được không đứng đắn một chút là đàn ông sao tô lạc hoành lại muốn nhào về phía lãnh mặc hàn đúng vậy trương thục giao vừa đứng lên vừa liếc mắt nhìn tiểu nhu trực tiếp tràn đầy khí thế nói đàn ông chính là phải hư tối hôm nay tôi sẽ ngủ ở phòng của mặc hàn vì tình yêu của tôi tôi đã chuẩn bị đánh lâu dài rồi cô bỏ qua cho tôi được không lãnh mặc hàn thật sự bất đắc dĩ nhìn cô trương thục giao trước mắt cố ý làm bộ nhưng nghiêm túc nhìn anh nói tôi đã bỏ qua cho anh rồi theo tính tình của tôi, tôi có thể bỏ thuốc mê vào trong chén của anh mấy năm trước." Lãnh Mặc Hàn lập tức im lặng, lại theo bản năng nhìn Tiểu Nhu. Cả người Tiểu Nhu âm thầm lặng lẽ đứng ở một góc nhỏ trong phòng bệnh, cảm giác mình hoàn toàn như người ngoài, đúng vậy, tổng giám đốc và nhiều phó tổng giám đốc như vậy, lập tức tâm trạng hèn mọn nhỏ bé lại nổi lên, cô chớp mắt, ấp a ấp úng trong chốc lát, mới nói: "Các vị, tổng giám đốc và phó tổng, mọi người từ từ tán gẫu, tôi tôi phải đi thăm chị của tôi, lúc này đi ra, chị ấy còn đang ngủ, tôi sợ một mình anh rể không trông hết. Cô nói xong, liền luống cuống xoay người, muốn đi ra ngoài. Đợi một chút, Trang Hạo Nhiên hơi nở nụ cười, nhìn Tiểu Nhu nói, lần này chúng tôi tới đây, một là thăm Mạc Hàn, hai cũng là thăm chị của cô. Lần này cô xảy ra chuyện không may, chị gái sinh non, chúng tôi đều có trách nhiệm. Hoàn cầu chúng ta sẽ bày tỏ thành ý lớn nhất với cô ấy, Bây giờ chúng ta cùng đi thăm cô ấy đi." Tiểu Nhu đứng ở một bên, lập tức xấu hổ không biết nên nói cái gì. "Đi thôi, đi thôi, đi nhìn bảo bối nhỏ đi." Tô Lạc Hoành nhìn sắc mặt, nghe lời nói biết người, biết Tiểu Nhu có chút căng thẳng, đôi tay liền nắm chặt bả vai của cô, đẩy cô đi ra ngoài, chuẩn bị đi phòng khách quý khách phách thăm Chu Tiểu Tình và bảo bối. Tiểu Nhu cũng không dám phản kháng, cứ như vậy được đẩy đi ra ngoài, Lãnh Mặc Hàn lập tức gấp gáp muốn gọi cô lại nhưng bởi vì hôm nay trong xe có chút lúng túng mình quả thật cũng có trách nhiệm với người ta liền ngượng ngùng thở dài một cái cũng muốn nhắc lên chăn nói tôi tôi cũng đi xem một chút tô thủy kỳ mới vừa kiểm tra vết thương cho anh xong lập tức đứng lên uy hiếp nhìn anh lãnh mặc hàn nhìn dáng vẻ tô thủy kỳ biết tâm trạng của anh rõ ràng không vui đành phải trở về chăn lần nữa ngồi trở lại trên giường yên tâm tôi ở với anh trương thục giao lập tức ngồi xuống bên lãnh mặc hàn trên mặt nở nụ cười ngọt ngào lấy lòng. Ôi, đi đi, lãnh mặc hàn cảm thấy phiền não đẩy trương thục giao ra, lại vô thức nhìn ngoài phòng bệnh. Phòng bệnh viết, bên trong truyền đến tiếng cười vui vẻ của Chu Tiểu Tình và chồng, Trương Hoa, Trần Mạn Hồng và Tiêu Đồng đến sau cùng, cũng mỉm cười đứng ở bên phòng bệnh, cúi người nhìn đứa bé Chu Tiểu Tình ôm trong ngực, mặc quần áo nhỏ màu xanh dương, bị tà trắng như tuyết bao lấy, tựa vào trong ngực mẹ, giống như ông già tí hon, mặt nhăn nhíu, đôi tay nho nhỏ hồng hồng nắm chặt thành quả đấm, núp ở ngực, miệng trái kêu la, bên phải kêu la, giống như đói bụng. Không phải nó đói bụng chứ. Trần Mạn Hồng lập tức hết sức kinh ngạc lại gần bảo bối này, nhìn hai mắt nó nhắm chặt, miệng vẫn kêu la, thật đáng yêu. Không có, bảo bối vừa sinh ra chính là như vậy. Chu tiểu tình ôm con trai bảo bối của mình trong ngực, tựa vào trong ngực chồng, mang theo một chút nụ cười thật thà, mặc dù thân thể suy yếu, nhưng vẫn kiên trì ôm con trai nói, bác sĩ mới vừa nói, lúc bảo bối mới vừa sanh ra, sẽ mang theo globulin từ cơ thể mẹ, có thể một hai ngày không ăn cơm cũng không có quan hệ. Thật sao, quá tuyệt vời, Trần Mạn Hồng không nhịn được cười. Ôi chao, chị xem nó nhỏ như vậy, thật sự rất muốn ôm. Tiêu đồng đứng ở một bên, thật sự hưng phấn xoa xoa đôi tay, thật muốn ôm. Muốn ôm sao, Chu tiểu tình nhìn dáng vẻ hưng phấn của tiêu đồng, liền hơi dơ con trai lên đưa cô, nói cô ôm đi tốt tốt, tiêu đồng lập tức muốn vươn tay. Hay là thôi đi, Chu tiểu tình nhìn cô, cảm giác áy náy, cười khúc khích. Tiêu đồng cũng cười khúc khích, nói hiểu, hiểu. Em không cần nghỉ ngơi một chút sao, ba mẹ mới vừa biết tin tức, muốn theo tới đây. Trương Hoa nhìn vợ, hết sức thương yêu cười nói. Nói bọn họ không cần qua, em nghỉ ngơi một ngày, sẽ trở về. Chu tiểu tình sảng khoái ôm con trai bảo bối, cười nói em vẫn thích ở nhà ở cứ gà vịt cũng không cần mua mình có ở chỗ này đi trần mạn hồng nhìn chu tiểu tình mỉm cười nói không cần chỉ cần em gái của tôi không có việc gì tôi đều chấp nhận chu tiểu tình nói xong lại hết sức thỏa mãn thậm chí tình thương của mẹ tràn lan nhìn con trai thân thể nhỏ nhỏ hài hước đáng yêu khó tránh khỏi có chút đáng tiếc nói nếu như bảo bối của tôi vẫn còn ở trong bụng mẹ hai tháng nữa không chừng sinh ra là có thể đi chăn trâu rồi Phốc. Trần Mạn Hồng và Tiêu Đồng không nhịn được bật cười. Nói bậy, nào có đạo lý vừa sinh ra bảo bối để chăn trâu. Trương Hoa lại đau lòng nhìn vợ. Đúng vậy, đúng vậy. Ngoài phòng bệnh truyền đến giọng nói sảng lãng. Vợ chồng Chu Tiểu Tình lập tức ngẩng đầu lên, nhìn thấy Trang Hạo Nhiên cùng tới đám người tưởng thiên lỗi và Trần Tuấn Nam, cùng nhau nở nụ cười đi tới, đều hết sức cung kính gật đầu, thăm hỏi nói Chu Tiểu Thư, cô khỏe không? Mẹ con vẫn bình an chứ? Khỏe, khỏe, khỏe. Vợ chồng Chu Tiểu Tình lập tức thấy một đám người xông vào cả phòng bệnh, có chút căng thẳng, hơi cười, ngồi thẳng người, nhìn em gái đi nhanh vào, cô liền nhanh chóng gọi em gái nói: "Em gái." "Mấy vị này là?" Tiểu Nhu cũng vội có chút căng thẳng, đi vào, nhìn chị và anh rể, lại đứng ở trong đám người, giới thiệu lần nữa nói: "Chị, anh rể. Vị này là tổng giám đốc Trang và tổng giám đốc tưởng của khách sạn chúng tôi, mấy vị này là phó tổng của tập đoàn chúng tôi." Tô Lạc Hoành cùng Lâm Sở Nhai, còn có đám người Trần Tuấn Nam lập tức, nhìn Chu Tiểu Tình, đều hết sức cung kính lễ phép gật đầu, chào. Trương Hoa, sinh viên ưu tú của Viện Nghiên cứu Khoa Trung, vẻ mặt thật thà trung thực, nhưng vẫn vội vàng đứng lên, đầu tiên nhìn Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi, khách sáo nói, hai vị Tổng Giám Đốc, mời ngồi. Thật sự cảm ơn mọi người quan tâm, bận trăm công nghìn việc còn đến thăm chúng tôi. Không có chi, Trang Hạo Nhiên lập tức khách sáo nở nụ cười, Nhìn vợ chồng Trương Hoa mang theo thật sâu áy náy nói, Tiểu Nhu gặp chuyện không may, chúng tôi nên nên hoàn toàn chịu trách nhiệm, cảm ơn mọi người thông cảm, cũng không trách chúng tôi, nhưng vẫn khiến cô ấy hoảng sợ. Đúng vậy, Tưởng Thiên Lối cũng tự mình nhìn Chu Tiểu Tình, nở nụ cười thăm hỏi, nói, chuyện này đều là do sơ suất của chúng tôi, chúng tôi sẽ hoàn thiện công việc của chúng tôi tốt hơn trong tương lai. Tiểu Nhu đứng ở một bên, nghe được hai vị tổng giám đốc nói vậy, trong lòng cảm thấy ấm áp cúi đầu xấu hổ nở nụ cười đừng nói như vậy chu tiểu tình cũng là người vô cùng mau mắn thoải mái chỉ thấy cô ôm con trai thật chặt bật cười nói cũng đã qua chỉ cần em gái không có việc gì coi như cảm ơn trời đất tưởng thiên lỗi mỉm cười gật đầu trang hạo nhiên cũng hào sảng đi lên trước nở nụ cười nói đến đây xem xem bảo bối nhỏ của chúng ta tôi xem trước tô lạc hoành sông tới trước lập tức trợn to mắt nhìn bảo bối nhỏ trong tã lót mặc dù hai mắt nhắm chặt, bĩu môi, nhưng lỗ mũi thật cao, rất đẹp trai, anh lập tức giơ tay gọi anh Kiệt xem, nói, anh Kiệt, mau tới đây, xem bảo bối này một chút. Đến đây, tôi xem một chút, tao anh Kiệt vô cùng hưng phấn nở nụ cười đi tới, khom người xuống, nhìn bảo bối nhỏ này, kêu ồ một tiếng, rất vui vẻ thích thú nhìn vợ nói, bảo bối này thật giống tôi, lỗ mũi thật cao. Chát, Trần Mạn Hồng tắt anh một bà tai, cứng rắn mặt nhe răng nói, không biết xấu hổ đứa bé cũng không phải anh xanh dĩ nhiên không giống cha thì giống mẹ còn giống anh sao đàn ông khắp thiên hạ lỗ mũi cao đều là tổ tông nhà anh hả anh sai rồi vợ tào anh kiệt che má trái nhìn vợ xin tha thứ phốc mọi người bật cười một trận nhưng thật sự rất muốn ôm lấy mà tô lạc hoành xoa hai tay trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn hận không được lập tức đi tìm phụ nữ sinh một đứa anh thật muốn thì ôm vậy Chu tiểu tình nhìn Tô Lạc Hoành thật sự thích, liền ôm đứa trẻ trong ngực, dơ về phía anh. Được, 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 đến đây, bảo bối, cha, ồ, không, chú ôm, Tô Lạc Hoành rất hưng phấn vươn tay, lập tức tay chân cẩn thận muốn ôm bảo bối, giống xem trên TV, ôm thẳng vào trong ngực của mình. Ôi, 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 Chu tiểu tình và trương hoa lập tức thật căng thẳng, nghiêng người tới trước, vội vàng vươn tay ôm con trai của mình lại, xin lỗi cười nói, không phải ôm như vậy à tô lạc hoành nhất thời có chút áy náy nhìn bọn họ bật cười đúng vậy đúng vậy lúc này trang hạo nhiên đi lên trước hung ác trợn mắt nhìn tô lạc hoành một cái mới tức giận nói xem xem các người kia có bao nhiêu đứa bé mới đủ cho các người bóp hả không có một chút thành ý để cho tôi tới tôi xem bảo bối có bị giật mình hay không anh nói xong cũng đã xin lỗi đi về phía chu tiểu tình cúi người nhìn đứa bé mềm mại trong ngực chu tiểu tình quả nhiên hết sức đáng yêu nhất là hai mắt nhắm chặt, khuôn mặt pho thành một nắm, giống như ông già tí hon, anh lập tức dịu dàng nở nụ cười đẹp trai, cả người lộ ra sức hấp dẫn tuyệt đối và cảm giác đặc biệt an toàn, hết sức cẩn thận vươn tay, nói, đến đây. Chú ôm, xem một chút bảo bối nhỏ này chào đời ở khách sạn Á Châu chúng ta, có đẹp trai hay không? Chu tiểu tình nhất thời ngẩng đầu lên, nhìn trang hạo nhiên nở nụ cười hấp dẫn, hơi thở lộ ra tình thương mãnh liệt của người cha, ngay lập tức có chút yên lòng đưa con trai về phía anh trang hạo nhiên giống như trời sinh ra dáng vẻ vốn làm cha hết sức quen thuộc đưa hai tay ra thật cẩn thận nhận lấy bảo bối này ôm ngang trong ngực mình người trên người bảo bối phát ra mùi sữa trẻ con mãnh liệt anh cảm thấy thỏa mãn cúi đầu dùng sống mũi cao thẳng của mình lướt nhẹ qua cái đầu nhỏ của nó thậm chí vươn tay nắm nhẹ nắm tay nhỏ đang nắm chặt của bảo bối dụ dỗ nói bảo bối nhỏ chú là chú hạo nhiên của cháu có muốn mở mắt nhìn chú một chút hay không nếu như cháu nghe được chú thưởng cho cháu một viên dạ minh châu thật to để sau này cháu làm viên bi chơi đứa bé trong tả giống như hết sức thích trang hạo nhiên miệng lập tức kêu la xoay mặt dựa vào trang hạo nhiên hơi mở khóe mắt một chút ồ trời à trang hạo nhiên lập tức hưng phấn nở nụ cười đi về phía tường thiên lỗi đưa bảo bối cho anh nói xem một chút bảo bối này đẹp trai chứ nó mới vừa mở mắt nhìn tôi nó nghe hiểu lời của tôi anh cũng ôm đi tưởng thiên lỗi không dám ôm, sợ đứa bé bị thương, chỉ đành phải khách sáo cười cười, cũng cúi đầu nhìn bảo bối nhỏ này, nói, là thật đẹp trai. Trần Mạn Hồng lập tức im lặng ngẩng đầu lên, nhìn Trang Hạo Nhiên ôm đứa bé đi về phía tưởng thiên lỗi, dáng vẻ kia. Làm cô nhớ tới xì căng đan của hai người hôm nay, nhất thời không nhịn được che miệng bật cười, mọi người nhìn hai người bọn họ cũng không nhịn được cười. Vợ chồng Chu Tiểu Tình không rõ sự thật ngẩng đầu, nhìn bọn họ ngạc nhiên suy nghĩ, chuyện gì buồn cười như vậy. Tưởng thiên lỗi cảm thấy tức giận chừng mắt nhìn về phía trang hạo nhiên. Trang hạo nhiên cũng có chút lúng túng, nở nụ cười liếc mắt nhìn tưởng thiên lỗi, nói đừng nóng giận. Sau này tôi sẽ sinh cho anh. Phốc, Trần Mạn Hồng không nhịn được che miệng phì cười, đám người Tô Lạc Hoành và Trần Tuấn Nam, tất cả mọi người đều cười, tiểu nhu nghe nói như vậy, cũng ngây ngốc cười theo, lúc này, nhã tuệ mới hết bận chuyện sảnh tiệc xong, người mặc áo sơ mi màu xanh dương nhạt và váy ngắn màu đen bên ngoài khoác áo khoác tay nắm túi sách vui vẻ đi tới nhìn tất cả mọi người đều cười vui vẻ như vậy liền hỏi chuyện gì buồn cười như vậy có phải bảo bối của chúng ta rất đẹp trai hay không tới đây cô xem một chút trang hạo nhiên yêu thích không buông tay lập tức ôm bảo bối đi về phía nhã tuệ rất vui vẻ cười nói đứa nhỏ này đẹp trai chứ nhã tuệ cố ý nhìn trang hạo nhiên cười nói tổng giám đốc trang không phải anh chỉ thích con gái sao trang hạo nhiên có chút xấu hổ nở nụ cười lại cúi xuống dùng chóp mũi trượt nhẹ qua cái chán của đứa bé đương nhiên nói cũng không phải là con trai nhà tôi là nhà tôi tôi lại bóp nó nhã tuệ lấy thân phận chị của khả Hinh, bất đắc dĩ nhìn anh một cái mới phì cười cũng đưa tay ra hết sức quen thuộc nói tới đây dì ôm sau này dì khả Hinh của cháu sinh bảo bối dì rất bận rộn nếu như dì khả Hinh in con gái cũng may nếu như là con trai, dì liền ôm tới nuôi, dù sao cha của nó không muốn nó. Trang Hạo Nhiên cảm thấy bất đắc dĩ nhìn Nhã Tuệ, có chút ngượng ngùng, nở nụ cười. "Đùa gì thế, không muốn à? Sinh ra chính là chìa khóa vàng mấy chục tỷ, nếu làm đầu bếp cũng cầm vàng đốt chiên trứng đấy." Tô Lạc Hoành cười kêu lên. Nhã Tuệ cũng dịu dàng nở nụ cười, lúc ôm bảo bối nhỏ trong ngực, xem ra hết sức cảm động, nhất là ánh mắt lộ ra tình thương dịu dàng của người mẹ lâm sở nhai nhất thời nhìn có chút ngây người lúc này trần tuấn nam cũng đi tới bên cạnh nhã tuệ cùng với cô nhìn đứa bé này cười nói quản lý lưu sinh đẹp như vậy tương lai sinh bảo bối nhất định cũng rất xinh đẹp nhã tuệ ôm đứa bé nghe nói như vậy liền có chút xấu hổ mỉm cười lâm sở nhai đứng ở một bên sắc mặt có chút thay đổi rõ ràng mất mát và không vui tô lạc hoành đứng ở một bên nhìn nét mặt lâm sở nhai lập tức kéo người anh em cũng lại gần nói, đến đây. Sở nhai, anh xem bảo bối này một chút, đẹp trai chứ. Con trai của anh nhất định cũng rất đẹp trai. Nhã tuệ ôm đứa bé trong ngực, nhất thời im lặng ngẩng đầu, nhìn lâm sở nhai. Trần Tuấn Nam đứng ở một bên, không lên tiếng, chỉ nở nụ cười nhàn nhạt, vươn tay cầm nhẹ bàn tay nhỏ bé của bảo bối này. Thời gian từng phút từng phút trôi qua, mắt thấy thời gian đã đến 9 giờ tối. Mọi người không quấy giày chu tiểu tình nghỉ ngơi, liền nói lời chào ngày khác trở lại thăm, Trương Hoa và Tiểu Nhu cũng khách sáo vui vẻ đưa tất cả tổng giám đốc và phó tổng đi ra phòng bệnh, đi tới bên ngoài bệnh viện, mà Trần Tuấn Nam bởi vì bận rộn cuộc thi đấu rượu đỏ ba ngày sau, muốn trao đổi với Nhã Tuệ, liền đề nghị anh đưa cô về nhà, thuận tiện vừa lái xe vừa trò chuyện. Nhã Tuệ nghe, cũng mỉm cười gật đầu một cái. Lâm sở nhai mới vừa im lặng đi ra bệnh viện, ngẩng đầu lên nhìn Trần Tuấn Nam hết sức thân sĩ phong độ, đỡ nhẹ nhã tuệ ngồi lên chiếc Mercedes-Benz của mình lái. Lúc nhã tuệ chuẩn bị ngồi vào bên trong xe thì hơi đứng ở bên cửa, im lặng nhìn lâm sở nhai một cái. Lâm sở nhai cũng nhìn cô. Trần Tuấn Nam cũng đứng ở bên cửa, im lặng xoay người, nhìn lâm sở nhai. Nhã tuệ hai mắt hơi mâu thuẫn lóe lên, nhưng vẫn ngồi vào xe của Trần Tuấn Nam. Trần Tuấn Nam hơi ngẩng mặt tươi cười, lập tức nhanh chóng đóng cửa xe, mình cũng ngồi lên ghế lái, chậm rãi lái xe đi khỏi bệnh viện vẻ mặt lâm sở nhai căng thẳng, hai mắt hơi lộ ra mấy phần mất mát nhìn chiếc xe kia từ từ đi xa, trái tim chợt vặn chặt, nắm chặt quả đấm không nói lời nào. Tô Lạc Hoành liền đi về phía bên cạnh anh, vươn tay vỗ bờ vai của anh nói, được rồi. Người anh em, chuyện này nếu như kết cục đã định, thiên hạ nơi nào mà không có cỏ chứ? Coi như xong, chuyện tình cảm có miễn cưỡng cũng không được. Tào Anh Kiệt cũng ôm vợ, im lặng nhìn anh, Trang Hảo Nhiên thở dài một hơi, bất đắc dĩ nhìn Lâm Sở Nhai, thật ra trong mấy người, ngoại trừ mặc Hàn, Lâm Sở Nhai tình cảm nhất, chu đáo nhất, là một người đàn ông hết sức tốt. Cho tới bây giờ tôi cũng không có nghĩ ra qua, tôi thất bại. Hơn nữa thất bại bởi mình, Lâm Sở Nhai đau lòng nói xong, liền một mình ngồi lên xe, khó chịu đạp mạnh chân ga, cho xe lao đi. Này, anh đi nơi đó, Tô Lạc Hoành lo lắng gọi anh. Mặc cậu ấy đi, Trang Hạo Nhiên ngăn cản, nhìn xe rứt khoát chạy đi, nói có lẽ lúc này, cậu ấy muốn im lặng một mình. Thời gian di chuyển, thời tiết càng lạnh hơn, sau khi cơn mưa ngừng lại, ánh sao chấm chấm lóe lên dưới bầu trời đêm, có chút lãng mạn. Một chiếc xe thể thao Mercedes-Benz màu bạc dừng ở trước cửa chung cư. Trần Tuấn Nam cầm tay lái, hơi lộ ra một chút dịu dàng, mập mờ quay đầu, nhìn nhã tuệ tối nay càng lộ ra xinh đẹp dịu dàng, nhất là nghiêng mặt, một chút cảm giác xấu hổ giống như chào mời, hết sức hấp dẫn, anh liền có chút không nhịn được vươn tay, tựa nhẹ vào tay vịn ghế lái phụ nổi lên một chút xúc động nhìn cô thật lòng nói quản lý lưu cô cảm thấy tôi như thế nào có phải là một người cuồng công việc hay không hoặc đối mặt với tình yêu và gia đình không chịu trách nhiệm nói thẳng như vậy trong lòng của nhã tuệ hơi có chút căng thẳng vẻ mặt lại lộ ra một chút lúng túng cúi đầu thẹn thùng cười nói trần phó tổng anh là người rất tốt nên tương lai không phải là một người không chịu trách nhiệm có thật không Trần Tuấn Nam chăm chú nhìn Nhã Tuệ, hai mắt lại lóe lên một chút ánh sáng dịu dàng, nói: "Như vậy, tối mai ăn cô có muốn ăn một bữa cơm tối với tôi không? Chỉ hai người chúng ta, không tán gẫu công việc, không nói chuyện khác, chỉ nói một chút chuyện tương lai và gia đình." Mặt của Nhã Tuệ đỏ bừng, cô nặng nề thở ra một hơi, có chút miễn cưỡng cúi đầu, sau khi suy nghĩ một lúc mới nói: "Thật xin lỗi. Ngày mai tôi không có thời gian, bởi vì phải cùng với Khả Hinh Vậy ngày mốt thì sao? Trần Tuấn Nam hỏi tiếp. Ngày mốt, cũng không được, nhã tuệ ngẩng đầu lên, nhìn Trần Tuấn Nam, hai mắt lóe ra có chút ánh sáng kiên định, có chút áy náy cười nói, trong khoảng thời gian này đều rất bận, tôi muốn tập trung làm việc, không muốn nghĩ chuyện khác. Tôi không phải là một người có cảm giác an toàn, tiếp nhận một phần tình cảm và mất đi một phần tình cảm, đối với tôi mà nói đều là chuyện rất khó. Hiện tại tôi chỉ muốn dựa vào chính mình, làm một chút chuyện vinh quang. Chuyện khác, sau này hãy nói đi trần tuấn nam chăm chú nhìn cô một cái rốt cuộc bật cười nói tôi sẽ không bỏ qua nhã tuệ bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn anh một cái chỉ đành phải cười nói thời gian không còn sớm nữa tôi đi về trước đây hôm nay cảm ơn anh đưa tôi ngày mai gặp cô nói xong liền trực tiếp muốn đẩy cửa xe đi ra ngoài chờ một chút trần tuấn nam nhanh chóng cởi dây an toàn đi xuống xe lại vòng qua sườn xe hết sức thân sĩ phong độ mở cửa xe ở vị trí kế bên tài xế cho Nhã Tuệ, chăm chú nhìn cô. Nhã Tuệ cũng ngồi ở trong xe, chăm chú nhìn anh một cái, cũng đành phải cười gật đầu một cái, đi ra cửa xe, nói tiếng cảm ơn, liền một mình xách theo túi sách, rất im lặng đi dọc theo con đường nhỏ hoa anh đào, quanh co đi tới bên trong chung cư, bóng nưng kia cũng rất dịu dàng. Trần Tuấn Nam một mình đứng ở bên cạnh cửa xe, chăm chú nhìn cô, nhớ tới bữa tiệc bách hoa, cô mặc chiếc váy dài màu xanh ngọc, vấn búi tóc, rất xinh đẹp động lòng người, anh thở dốc một hơi, không thể làm gì khác hơn, xoay người ngồi vào xe, phát động xe, quay trở lại đường lúc tới. Nhã tuệ một mình, nghe tiếng động cơ xe thể thao, hai tròng mắt của cô lóe lên một chút ánh sáng cô đơn, không nhịn được ngẩng đầu lên, nhìn ánh trăng trên bầu trời, giống như vòng tròn màu bạc lóe sáng, cô không nhịn được dịu dàng mỉm cười, liền bất đắc dĩ, mệt mỏi thở dài, tiếp tục nắm túi sách, mang giày cao gót, cất bước đi về phía trước lại không khỏi phát hiện, chiếc Lamborghini quen thuộc, lóe sáng rừng ở trước phòng trọ nhỏ, cô hơi giật mình, theo bản năng siết chặt túi sách, có chút ngạc nhiên hơi cất bước, đi qua bên cạnh chiếc Lamborghini này, ngẩng đầu lên, không ngờ nhìn thấy lâm sở nhai mặc áo sơ mi trắng và quần tây màu xám cho, tay cầm một chai whisky, ngồi ở trước bậc thang cửa nhà mình, tay trang màu xám cho khoác lên một bên, không để ý hình tượng chút nào, dơ chai rượu, không ngừng uống, vừa uống vừa mệt mỏi tựa vào cạnh cửa ánh mắt rời rạc nhìn nơi nào đó. Nhã tuệ hết sức kinh ngạc đẩy rào chắn nhỏ vườn hoa nhà mình, bước trên con đường nhỏ đá xanh ở bên trong vườn, trợn to hai mắt đi tới trước mặt lâm sở nhai, không nhịn được ngồi sổ người xuống, quan tâm hơi nghiêng mặt, nhìn dáng vẻ anh mệt mỏi giống như say, dịu dàng gọi, sở nhai. Sao anh ở chỗ này? Lâm sở nhai tựa vào cạnh cửa, thật mệt mỏi và mất mát cầm chai rượu whisky sắp uống sạch, hai mắt lộ ra một chút thâm tình, lại cảm giác rất say bật cười nói đã về rồi nhã tuệ bất đắc dĩ nhìn anh nhất thời không nói ra lời lâm sở nhai có vẻ hơi đau lòng im lặng nhìn nhã tuệ thật lâu thật lâu mới lộ rõ một chút khổ sở và hốc hác nói chuyện này có phải báo ứng hay không báo ứng trước kia anh chơi nhiều phụ nữ như vậy anh không phải cố ý anh rất cô đơn anh không tìm được người yêu nhưng kể từ sau khi gặp em anh không tự chủ ánh mắt cứ dõi theo em cũng không cảm thấy em quan trọng bao nhiêu, nhưng mất em rồi, cả người của anh giống như sụp đổ. Anh biết rõ anh cũng không quay lại được như trước kia. Một người nếu như không lại quá khứ được, đó là bởi vì tim của anh ta đã mất rồi, đã giao cho người kia rồi. Hai mắt nhã tuệ dần dần tràn một chút nước mắt, nhưng vẫn ẩn nhẫn bất đắc dĩ nhìn anh. Nhã tuệ, lâm sở nhai lập tức vứt bỏ chai rượu, đưa hai tay ra, hai mắt tràn đầy nước mắt, thật gấp gáp níu tay của cô nói, hôm nay anh chạy rất nhiều nơi, nhưng trong lòng không tự chủ chạy tới nơi này. Anh nghĩ đến em và Trần Tuấn Nam ở chung một chỗ, anh sắp muốn điên rồi. Anh hoàn toàn cũng không trông nom tương lai anh có người yêu hay không, nhưng anh yêu em. Anh muốn em, nếu như em thật lòng không yêu anh, vậy em trả lại trái tim anh đã giao cho em đi, hả? Nhã tuệ nghe lời nói say ngây ngốc, nhất thời lộ ra một chút hờn dỗi nhìn anh, bất đắc dĩ nghẹn ngào nói em không nhận trái tim của anh trái tim của anh không biết cho bao nhiêu người, em không có phúc phần đó. Cô nói xong, liền muốn nhẫn tâm đứng lên đi vào trong nhà trọ. Nhã tuệ, lâm sở nhai lập tức vươn tay, nắm chặt tay của cô, trong lòng cảm giác đau đớn, lại theo men say, khổ sở cúi đầu nghẹn ngào bật khóc, lại lộ ra vẻ mình vô dụng, cúi đầu, từ trong túi móc ra chiếc nhẫn đính hôn, chậm rãi đặt xuống mặt đất, mới đau lòng khó chịu nói chiếc nhẫn này. Là anh đã chuẩn bị một tháng anh muốn khả hình thi đấu xong em không còn gánh nặng gả cho anh làm vợ của anh mỗi ngày anh yêu em dụ dỗ em vui vẻ tất cả anh đều nghe theo em nhã tuệ nghe nói như vậy trong lòng đau xót nước mắt chảy xuống lâm sở nhai lại cúi đầu run rẩy tiều tụy khóc sụt sùi nói lung tung một hồi níu tay của cô van xin nhã tuệ cho anh thêm một cơ hội cầu xin em cho anh một cơ hội anh không thể mất em anh không chịu nổi tội này rất đau rất nhớ em, cho anh một cơ hội, anh cầu xin em, trong khoảng thời gian này anh nhớ em muốn phát điên rồi. Nhã tuệ nghe nói đến đây, nước mắt lại nhanh chóng chảy xuống. Đêm, gió lạnh thổi, ánh trăng cũng có vẻ hơi lạnh lẽo, muốn lẫn trốn, thật ra nó cũng không muốn biết quá nhiều bí mật. Audio điện tử võ tấn bền Trường 1111, anh chịu trách nhiệm. Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời sáng lạn rực rỡ chiếu khắp nơi, chiếu vào một cánh cửa sổ căn hộ nhỏ màu trắng, chiếu vào bên trong màn cửa sổ màu trắng một mảnh sáng rỡ, bóng màn cửa sổ cũng rất nặng nề rũ ở trên sàn nhà bóng loáng, một mùi tinh dầu hương chanh vừa kéo xong sàn nhà bóng loáng, bồng bềnh bay lên. Một tiếng thở rất nặng nề truyền đến, mang theo một chút mệt mỏi. Cả người lâm sở nhai nằm ở trên giường, soạt soạt vén chăn, hơi lật người, hơi mở hai mắt lim dim có chút cay cay, cảm thấy đầu mình đau nhức muốn nứt ra, anh lại nặng nề thở dốc một hơi, theo bản năng nghĩ tới bình thường mình ngủ cũng sẽ kéo rèm cửa sổ lên, tại sao ngày hôm qua quên kéo. Anh giơ cánh tay, gát lên chán, lại cau mày nặng nề đau đầu thở dốc một hơi, lúc này mới bất đắc dĩ nheo mắt, hơi xoay khuôn mặt mệt mỏi tiêu tụy, liếc mắt nhìn cánh cửa sổ này, quả nhiên không có kéo lên, ánh mặt trời ngoài cửa sổ, rất nhiệt tình chiếu vào. Ôi, anh lại cảm giác mệt mỏi bất đắc dĩ thở dài, nuốt cổ họng rất khô khốc, nhắm mắt lại còn muốn nhắm mắt nghỉ ngơi một lát nhưng không khí có chút không đúng, tại sao cửa sổ này nhỏ như vậy? Cách bày trí tại sao không đúng như vậy? Lâm sở nhai lập tức mở mắt, nằm ngửa ở trên giường nho nhỏ, nhìn trên trần nhà màu trắng, chỉ thấy đèn chùm và xà ngang đơn giản, anh lại trở nên giật mình mất hồn, giống như còn trong mơ chưa tỉnh, Nhưng mặt, thấy bên cửa sổ để bàn đọc sách màu trắng phong cách châu Âu, phía trên đột nhiên để ví tiền của mình và đồng hồ đeo tay, điện thoại di động, tiếp theo là một số tài liệu quản lý khách sạn, sau đó anh khiếp sợ ngồi dậy, chăn màu xanh dương chảy xuống, anh lại cảm giác kinh ngạc cúi đầu, nhìn trên người mình vẫn mặc áo sơ mi và quần tây ngày hôm qua. Đang nằm ở trên chiếc giường nhỏ trải ga giường màu xanh dương, từng mùi thơm phái nữ quen thuộc dịu dàng bay ra. Cả căn phòng, thiết kế rất nữ tính, vách tường màu xanh, bình xứ xanh cao một mét cũng cắm cây nguyệt quế hết sức đặc sắc, tủ treo quần áo phong cách châu Âu, đường nét mềm mại giống như nữ chủ nhân của nó. Chuyện này Lâm Sở Nhai giật mình nói không ra lời, anh lại đau đầu muốn nứt, mặt nhân lại vươn tay vỗ mạnh đầu của mình, theo bản năng nghĩ lại hôm qua mình lái xe chạy rất nhiều nơi, cuối cùng vẫn tới chỗ nhã vệ, sau đó mình ngồi ở trước cửa nhà người ta, uống nhiều rượu, tiếp tục uống. Uống, trong lúc nhất thời trái tim anh chợt lạnh, trợn to hai mắt, nghĩ tới sau đó đã xảy ra chuyện gì. Đang kinh sợ, điện thoại di động reo lên. Lâm Sở Nhai cuồng loạn nắm điện thoại di động là thư ký của mình gọi điện thoại tới, anh lập tức tiếp thông, đầu óc lại cảm thấy đau đớn hỗn loạn đáp, ừm. Alo, Lâm phó tổng, hôm nay không học sao? Giọng của thư ký nhanh chóng truyền đến. Hủy bỏ, hủy bỏ. Lâm Sở Nhai lập tức cúp điện thoại, thuận tiện liếc mắt nhìn thời gian trên điện thoại di động, là 9 giờ 30 phút rồi, anh lại cảm giác lúng túng mất mặt, thở dốc một hơi, lúc này mới để điện thoại di động xuống, nhanh chóng hốt hoảng mang đôi dép lê, căng thẳng kéo cửa đi ra lập tức nghe được thanh âm bát đúa va chạm ở dưới lầu truyền đến anh lập tức đi xuống cầu thang xoắn ốc mới vừa đứng ở trong phòng khách xoay người cũng đã kinh ngạc nhìn thấy nhã tuệ mặc quần áo thể thao màu hồng dây khóa áo hơi kéo ra tóc dài đen mượt qua vai rũ xuống bờ vai của cô tóc hai bên dùng hai cái kẹp tóc màu trắng cố định lộ ra đường nét khuôn mặt xinh đẹp của cô cô im lặng dịu dàng bưng cháo gà đã nấu xong đặt trên bàn ăn nghe được tiếng động xuống lầu cô không khỏi ngẩng đầu lên nhìn lâm sở nhai lâm sở nhai cũng đứng ở nơi phòng khách người vẫn chưa rửa mặt tóc rối bời trên mặt vẫn lộ ra hốc hác chưa rửa sạch cũng rất căng thẳng và lúng túng nhìn nhã tuệ hết sức hết sức xin lỗi gọi Nhá. nhã nhã tuệ vẻ mặt của nhã tuệ bình tĩnh không nhìn ra một chút ý tứ chỉ là ánh mắt cũng hơi lộ ra một chút lúng túng cuối cùng vẫn ngẩng đầu lên hơi có chút bất đắc dĩ dịu dàng nói tỉnh rồi à lâm sở nhai lại cảm thấy ngượng ngùng đáp cảm giác mình thật sự mất mặt uống rượu say rồi, nổi điên chạy đến nhà người ta, cuối cùng còn không biết gì, ngủ trong nhà người ta. Anh hết sức khó xử, đứng đó khó ăn nói. Nhã Tuệ cũng đứng ở bên cạnh bàn ăn, nhìn trên bàn để các món ăn sáng, hai mắt của cô hơi xoay tròn một lát, mới ngẩng đầu lên nhìn anh nói, anh đi rửa mặt trước một chút đi, bàn chải đánh răng và kem đánh răng, em đã đặt ở trong phòng rửa tay, còn có. Lúc trước anh nghỉ ngơi ở chỗ này, thay bộ tây trang, em quên chưa có trả lại cho anh, Đặt ở trên ghế bên giường, anh đi tắm đổi lại. Cô biết từ trước đến giờ Lâm Sở Nhai thích sạch sẽ, không có mặc bộ quần áo cùng một ngày. Lâm Sở Nhai nhất thời căng thẳng ngẩng đầu lên, nhìn Nhã Tuệ. Nhã Tuệ cũng im lặng xoay người, đi vào phòng bếp, lại chuẩn bị bưng trà sâm trưng xong. Lâm Sở Nhai im lặng nhìn bóng lưng của cô một cái, chỉ đành phải nhanh chóng lên lầu, lại trở lại gian phòng. Quả nhiên nhìn thấy trên ghế ngồi phong cách châu Âu đặt một cái áo sơ mi trắng và quần tây màu xám cho, anh lập tức đi tới, cầm quần áo lên nhanh chóng đi vào phòng tắm, căng thẳng rửa mặt, lại nhanh chóng tắm gội, không đến bao lâu, Lâm Sở Nhai cũng đã thay quần áo sạch, hơi sấy khô tóc, lại rất gấp gáp đi ra khỏi phòng, chạy xuống. Nhã Tuệ đang bưng chén súp đặt trên bàn ăn, thấy Lâm Sở Nhai đã rửa mặt, liền lạnh nhạt, dịu dàng nói, nhanh như vậy. Ừm. Uhm. Lâm sở nhai lại rất gấp gáp nhìn cô, cười đáp lời. Ngồi đi, em chuẩn bị cho anh một chút canh giải rượu, uống xong, rồi ăn cơm. Nhã tuệ nói xong, mình đến ngồi đối diện trước bàn ăn màu trắng, dịu dàng vươn tay, cầm đũa lên đặt xuống ở trước mặt của lâm sở nhai, lấy thêm một cái chén sứ màu xanh, múc một chén cháo gà bào ngư nóng hổi, đặt xuống ở trước mặt của anh. Lâm sở nhai liếc cô, mới chậm rãi im lặng ngồi xuống, liếc mắt nhìn trên bàn ăn có bánh sandwich, thịt sông khói, format bánh ngọt chuối tiêu yến mạch bánh trứng rau hẹ bánh cuốn xúc xích nước và điểm tâm sáng tinh xảo trong lòng của anh ấm áp nói em em còn nhớ rõ anh thích ăn món gì bữa sáng nhã tuổi cũng múc cho mình một chén cháo gắp một chén rau trộn dưa xanh bỏ vào trong miệng nhai nhẹ một chút vẻ mặt lạnh nhạt nói vừa mới tách ra mấy ngày làm sao không nhớ rõ lâm sở nhai lập tức im lặng ngẩng đầu lên nhìn cô những lời này nhắc nhở hai người đã chia tay anh không dám nói nữa chỉ nuốt cổ họng, vươn tay ngoan ngoãn bưng chén canh từng ngụm từng ngụm uống xong, đoán chừng cũng đói bụng, cả ngày hôm qua chưa ăn gì, anh lập tức cầm muỗng, múc cháo gà bào ngư mình thích ăn nhất, vừa ăn vừa thật sự thích nói, ừm. Cháo này ăn ngon, rất lâu không có ăn cháo ngọt như vậy, thật thoải mái. Nhã Tuệ nghe nói như vậy, liền ngẩng đầu lên, nhìn dáng vẻ anh ăn như hổ đói, hai mắt thoáng qua một chút nụ cười, nhưng ngay sau đó khôi phục bình thường, mình cũng ăn một chút cháo nói thích thì ăn nhiều một chút. Mới vừa đúng dịp tối hôm trước mua bào ngư để trong tủ lạnh không có làm, em cũng không thường xuyên có cơ hội làm món này. Lâm Sở Nhai ngẩng đầu lên, nhìn cô một cái, lại biết ơn mỉm cười, tiếp tục ăn cháo, vừa ăn vừa cầm đũa lên, gắp lên một phần nhỏ bánh sandwich bỏ vào trong miệng, lập tức cảm thấy mùi thơm nồng đậm, vị hết sức tốt, anh lại lộ ra một chút thỏa mãn, gắp lên một phần nhỏ ăn tiếp. Nhã Tuệ sâu kín liếc mắt nhìn anh, mình cũng im lặng ăn điểm tâm. Thời gian trôi qua một chút, hai người thật yên lặng lúng túng ăn xong điểm tâm nhã tuệ nhìn lâm sở nhai ăn xong một chút cháo cuối cùng liền có vẻ mấy phần khách sáo mỉm cười đứng lên dọn dẹp bát đũa nói được rồi đã đến giờ rồi hôm nay em còn phải cùng khả hinh đến ngâm suối nước nóng ở nông thôn cũng không giữ anh anh mau lên lầu cầm ví tiền điện thoại di động đừng làm mất quần áo có thể tạm thời để ở chỗ em em giặt xong sẽ cho người đưa qua cho anh không cần lo lắng lâm sở nhai ngồi ở trên bàn ăn nhìn nhã tuệ bình tĩnh như vậy tim của anh căng thẳng không biết nên nói gì đi đi nhã tuệ cầm bát đũa xoay người thúc giục mặc dù lâm sở nhai có chút lúng túng và không nở nhưng vẫn không thể làm gì khác hơn là đứng lên im lặng xoay người chậm rãi đi lên lầu nhã tuệ đứng ở trước tủ bếp nghe âm thanh này trong lòng của cô căng thẳng mặc dù có mấy phần do dự nhưng vẫn tiếp tục xả nước nóng rửa chén trên lầu lâm sở nhai đẩy cửa đi vào gian phòng vừa cầm điện thoại di động và ví tiền bỏ vào túi quần vừa nhìn một vòng xung quanh gian phòng liền ngạc nhiên đi tới bên cửa cao giọng gọi nhã tuệ vâng tiếng của nhã tuệ từ dưới lầu dịu dàng truyền đến tây trang của anh đặt ở chỗ nào lâm sở nhai nghĩ tới đi ra cửa phải trở về khách sạn tùy tiện như vậy không tốt đợi một chút nhã tuệ nói xong liền dùng nước nóng rửa tay trước lúc này mới xoay người hơi đi nhanh lên lầu Đi vào gian phòng của mình, nhìn anh một cái, lúc này mới xoay người đi về phía tủ treo quần áo phong cách châu Âu của mình. Dịu dàng mở ra, từ không gian cao lớn trong quần áo đầy màu sắc, rút ra một tay trang màu xám cho kiểu nam đã ủi thẳng, nhẹ nhàng khoác lên cánh tay, mặt hơi nhìn vào trong, muốn tìm ra cả và tơ tầm màu xanh dương đậm đã ủi xong. Lâm sở nhai im lặng đứng trong phòng, nhìn nhã tuệ rất dịu dàng đứng ở trong tủ treo quần áo, tìm quần áo cho mình, bóng lưng kia hết sức dịu dàng vóc người xinh đẹp cân đối, vòng eo khít khao, cổ áo trễ xuống, rõ ràng nhìn thấy cái cổ rất trắng nõn phơi bầy đẹp mắt. Anh nặng nề thở hồn hển, nhìn thật lâu thật lâu, rốt cuộc không nhịn được đi tới, lập tức từ phía sau của cô, ôm chặt thân thể của cô, cúi mặt chôn ở cổ của cô, kích động gọi, nhã tuệ. Nhã tuệ dừng lại động tác, đứng ở trước tủ treo quần áo, cảm thụ lâm sở nhai nóng bỏng, kích động ôm lấy, hơi giật mình. Cho anh thêm một cơ hội, anh thật sự không muốn mất em anh sẽ rất cố gắng rất cố gắng làm tốt mỗi một ngày cầu xin em lâm sở nhai lại ôm chặt nhã tuệ cúi xuống hít mạnh mù thơm từ thân thể cô tản ra mặt không nhịn được lại cúi ở trên cổ của cô đau lòng không nở hôn kín xuống đôi tay lại buộc chặt ôm chặt hông của cô không nhịn được vuốt nhẹ rất cuồng nhiệt và kích động nói anh cầu xin em cho anh một cơ hội tất cả mọi chuyện trước kia đều do lỗi của anh anh nhận lỗi Nhã tuệ nghe nói như vậy, trên mặt không nhịn được lộ ra một chút nụ cười bất đắc dĩ, nhẹ nhàng đặt tay trang bỏ vào trong tủ treo quần áo, mới chậm rãi ở trong ngực anh xoay người, ngẩng đầu nhìn dáng vẻ anh căng thẳng và kích động, do dự chút mới hờn dỗi mỉm cười, nói anh có lỗi cái gì. Anh, lâm sở nhai lập tức ôm chặt thân thể của cô, nhớ lại mình cùng cô lui tới. Lập tức không biết nói thế nào. Hai mắt nhã tuệ lại lộ ra một chút dịu dàng, sau khi dừng lại một lát, mới phát hiện ra trái tim mình đập thình thịch, mặt hơi ửng hồng và xấu hổ cúi đầu, nói: "Không nên không có việc gì liền nhận lỗi, như vậy sẽ làm hư người. Em và anh chia tay, chuyện này không phải lỗi của anh. Là vấn đề của em, em không có cảm giác an toàn, thật ra không phải không có lòng tin đối với anh, mà là em không có lòng tin đối với chính mình. Trong khoảng thời gian này, em cũng đang kiểm điểm lại bản thân. Em đang suy nghĩ, nếu em tự tin thêm một chút, có lẽ em yêu người nào cũng không sợ bị đối phương vứt bỏ tất cả đều là vấn đề của em anh vẫn luôn không tệ đối với em cũng rất tốt trái tim lâm sở nhai giống như lập tức bị đánh trúng thật giống như tìm được một tia hy vọng nhưng lại không dám tin tưởng anh lập tức nâng mặt của nhã tuệ vừa lộ vẻ căng thẳng và kích động vừa không dám hưng phấn nhất là nhìn chăm chú ánh mắt lộ ra dịu dàng và xấu hổ mình cũng sắp khóc gấp gáp và không thể tin nổi nói ý của em là ý của em là nhã tuệ nghe lời nói ngây ngôn này không nhịn được cười vươn tay đánh mạnh bờ vai của anh một cái mới nói anh phải sửa cái tật uống rượu một chút uống rượu say cái gì cũng không biết tối hôm qua tối hôm qua anh cũng ôm người ta ngủ chung vẫn không biết như thế trái tim lâm sở nhai sắp nứt ra kích động đến không nhịn được bật cười lại ôm chặt hông của cô cúi xuống nhìn cô kêu lên anh tối hôm qua anh ôm em ngủ chung trái tim của nhã tuệ càng đập thình thịch và ngọt ngào tựa vào trong ngực của anh không nhịn được xấu hổ cười nói nếu không thì có thể thế nào cũng không thể ném một quỷ say ở trong một căn phòng anh thật sự cho rằng em vừa vặn mua bào ngư để trong tủ lạnh đó là sáng sớm em một mình đi chợ hải sản mua người không có lương tâm uống rượu say cái gì cũng quên ngay cả hôn người ta cũng không nhớ làm cho em sáng sớm dậy lúng túng là nên nói với anh hay không nói với anh đây Cô nói xong lời cuối cùng, dịu dàng gần như mềm nhũn trái tim người. Lâm sở nhai kích động đến trái tim cũng sắp tiêu mất, lại ôm chặt thân thể mềm mại của cô, nuốt cổ họng khô khốc, hỏi tiếp tối hôm qua anh hôn em sao? Anh có thể đáng chết không nhớ rõ? Nhã tuệ không nhịn được ngẩng đầu lên, khẽ mím môi môi, xấu hổ mỉm cười. Lâm sở nhai nhìn dáng vẻ cô mềm mại như vậy, lại kích động mỉm cười, lập tức vô cùng xúc động nói thật xin lỗi. Anh lại có thật quên mất, anh, anh, anh muốn bù đắp một lần, có thể không? Nhã tuệ nghe nói như vậy, hai chồng mắt lại hờn dỗi xoay chuyển một chút, mới loại dịu dàng ngẩng đầu lên, nhìn lâm sở nhai rất căng thẳng, cũng chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng ôm cổ của anh, nghiêng mặt của mình tới trước, gần như gần sát mặt của anh, môi ngọt khẽ nhúc nhích rừng ở bên miệng của anh, nói tiếp, thật xin lỗi, sở nhai. Trong khoảng thời gian này để cho anh lo lắng vì em, sau này em sẽ làm bạn gái của anh tốt hơn, đối với Khả Hinh, em sẽ rất thương. Đối với anh, em sẽ rất yêu. Hai tròng mắt lâm sở nhai không nhịn được đỏ bừng, lập tức ôm chặt eo nhỏ của cô, cúi xuống hôn lên môi ngọt của cô, nhanh chóng nghiêng mặt thoát ra đầu lưới của mình, quấn lấy đầu lưới cô hơi lộ ra ngượng ngùng, càng không ngừng mút lấy. Ư mờ hát, nhã tuệ bị lâm sở nhai rất bá đạo và hôn cuồng nhiệt, lỗ tai cũng cảm giác nóng lên, thân thể không nhịn được mềm nhũn, đôi tay từ cổ rũ xuống, dừng ở nơi lồng ngực của anh, vừa đón nhận nụ hôn của anh, vừa dịu dàng mút đầu lưới của anh, mặc cho cảm giác ngọt ngào sông vào trái tim, bỏ ra tất cả đều không oán không hối. Nhã tuệ, lâm sở nhai nặng nề thở gấp gọi cô một tiếng, lại hôn lên môi ngọt của cô, kịch liệt quấn lấy cô, đôi tay ở sau vai cô không nhịn được xoa nhẹ, thậm chí đưa về phía trước xoa nhẹ bầu ngực thật đầy đặn của cô, đang hút mút đầu lưới của cô, người đã không kịp chờ đợi, ôm cô trong ngực, muốn đi tới giường. Này, anh làm gì thế, Nhã Tuệ đỏ mặt xấu hổ ngăn anh lại, nói chúng ta sẽ lên đường ngay. Không có thời gian. Không có thời gian cũng nhịn một chút thời gian, Lâm Sở Nhai không nói hai lời, liền ôm ngang Nhã Tuệ đi tới trên giường, lập tức đè chặt thân thể của cô, tháo mắt kính của mình, lại cuồng nhiệt hôn môi ngọt của cô, tay nhanh chóng kéo dây khóa áo của cô xuống, lại dò vào trong áo lót trắng của cô, vỗ về chiêu chọc bộ ngực đầy đặn của cô ở bên trong áo, ngón tay đã nhanh chóng bóp lấy đốm nhỏ màu hồng. A à nhã tuệ lập tức cảm giác thân thể của mình nhanh chóng chìm xuống hơi nuốt cổ họng khô cạn nhắm mắt lại hưởng thụ kích tình như vậy lâm sở nhai lại nhanh chóng kéo rèm cửa sổ màu xanh đen xuống cả căn phòng có chút mờ mờ anh mới vội vã cởi bỏ áo khoác của nhã tuệ vừa hôn môi ngọt của cô cũng vừa bắt đầu cởi bỏ nút dây lưng bên hông của mình nhã tuệ nghe tiếng kim loại tiếng vang lên lập tức mở mắt lập tức có chút căng thẳng ngăn cản anh nói này chúng ta chẳng có chuẩn bị gì cả không được chẳng may chẳng may có cái đó làm thế nào cái đó là gì lâm sở nhai thở dốc lại hôn lên cổ của cô tay đã bắt đầu cởi bỏ cúc áo sơ mi của mình là là tránh thai mặt của nhã tuệ mắc cờ đỏ bừng tránh cái gì mang thai gả cho anh ngày mai em gả cho anh em hẳn phải sinh con cho anh vợ lâm sở nhai nói xong lại muốn cúi xuống hôn cô nhã tuệ lại đẩy anh ra có vẻ mấy phần mất mát hờn dỗi nói, như vậy coi như anh cầu hôn sao. Cả người lâm sở nhai cũng bị kịch liệt bốc cháy, nuốt cổ họng, mới đưa hai tay ra bưng mặt của cô, hôn mạnh trên môi của cô, mới cam kết nói, bảo bối. Tin tưởng anh, em muốn cái gì anh cũng sẽ thỏa mãn em. Chỉ là hôm nay, vào lúc này, em nghe lời anh trước, hả? Trong khoảng thời gian này, anh cũng nhớ em muốn chết. Anh cũng nghẹn sắp điên rồi. Anh nói xong, lại muốn cúi xuống hôn cô nhã tuệ hơi động lòng lại cùng anh kịch liệt cuồng nhiệt hôn đến mấy lần nghe câu bị nghẹn sắp điên rồi liền khẩn cấp mềm mỏng hỏi anh còn dám nói như vậy ngày đó anh còn dắt cô gái rất nóng bỏng nói các người có xảy ra gì không à lúc nào lâm sở nhai lập tức cởi bỏ áo sơ mi của mình cởi trần nửa người trên to lớn đè ở trên người của cô nhanh chóng muốn xoa nắn bộ ngực chính là cô gái ở cửa nhà anh Lúc này Nhã Tuệ mới gom hết tính sổ. Lâm Sở Nhai mở to mắt, ngẩng đầu lên suy nghĩ một chút, mới bừng tỉnh hiểu ra nói: "Em nói con bé mười mấy tuổi đó hả?" "Ừm." Um, nhã Tuệ lại mềm nhũn đáp. "Ôi chao." Lâm Sở Nhai cảm thấy bất đắc dĩ gọi: "Vợ ơi. Con bé là em gái của anh, em gái ruột, tên Ngôn Ngôn. Không phải anh đã nói với em rồi sao? Nó đang du học ở Nhật Bản, trong khoảng thời gian này mới trở về." sau đó anh nhấn mạnh quan hệ của anh và em nó vẫn ẩm ý muốn gặp em à thật sao nhã tuệ thật căng thẳng nhớ tới cô nhỏ đó lúng túng gấp gáp suy nghĩ ngày đó mình biểu hiện có tốt hay không thật lâm sở nhai lại nâng chặt mặt của cô dịu dàng hôn chặt môi ngọt của cô vô cùng xúc động thật khẳng định nói anh yêu em nhã tuệ ngoài em ra đời này anh cũng không muốn cưới ai nếu như em không cần anh anh sẽ sống độc thân độc thân cả đời đến chết Hôm nay cho anh, hả? Anh yêu em, Nhã Tuệ, anh rất muốn em. Phốc. Nhã Tuệ không nhịn được cười, mặt lại lộ ra ửng hồng, khẽ cắn môi dưới, không nói chuyện nữa. Chương 1112, thực hiện đến cùng. Vào buổi trưa, một chiếc Lamborghini nhanh chóng chạy qua đường ven biển thật dài, ở dưới trời xanh mây trắng, như tên bắn nhanh chóng lái vào trạm gác bên ngoài khách sạn Á Châu, lại dọc theo hoa đường lớn hoa hồng rực rỡ lập tức thắng gấp ở trước đại sảnh khách sạn, sóng biển cuộn trào mãnh liệt bắn tung tóe, gió biển lãng mạn nhào tới, xông về phía chiếc xe sang trọng, nhân viên tiếp tân trước quầy nhìn thấy xe của phó tổng giám đốc, liền nhanh chóng bước ra ngoài, đứng ở bên cạnh cửa xe, nhìn bên trong một cái. Liền im lặng bảo vệ ở một bên, không dám quấy dày. Lâm sở nhai một tay vẫn nắm chặt vô lăng, một cái tay khác lại ôm chặt eo nhỏ nhắn của nhã tuệ, buộc thân thể của cô dán vào mình, lại cúi đầu xuống triền miên cuồng nhiệt hôn cô, mút đầu lưỡi ngọt ngào của cô, đôi tay lại không nhịn được ôm thân thể của cô, bắt đầu rất mập mờ và khát vọng xoa nắn. Ư mờ nhã tuệ tựa vào trong ngực của anh, bị anh hôn trêu chọc cả người nóng ran, biết bên ngoài có người nhìn, ngay lập tức có chút xấu hổ đẩy thân thể anh ra, rất mềm mại thẹn thùng nói, được rồi. Cũng đã đến khách sạn, đừng như vậy. Sợ cái gì, anh còn sợ cả thế giới không biết chúng ta yêu nhau đấy lâm sở nhai lại nở nụ cười vươn tay véo nhẹ cằm của cô dịu dàng hôn trên môi của cô mới nói em đi vào cùng khả hinh đi ra ngoài trước anh về công ty căn dặn công việc lập tức ra ngoài cùng em đi ra ngoài dạo biết em đã lâu không có nghỉ phép trong lòng nhã tuệ ngọt ngào nở nụ cười dịu dàng gật đầu một cái lâm sở nhai vô cùng xúc động nhìn nhã tuệ một cái mới nồng nàn hôn lên trên môi ngọt của cô lúc này mới lưu luyến không rời buông môi đỏ mọng mềm mại của cô hết sức săn sóc nhẹ nhàng cởi bỏ dây nịt an toàn cho cô mình đẩy cửa xe đi ra trước lại nhanh chóng vòng qua sườn xe trước mắt bao người mở cửa xe chỗ ngồi kế bên tài xế rắt ra nhã tuệ không cho cô cơ hội xấu hổ tránh né cũng đã ôm cô vào trong lòng cúi xuống nhìn cô cười ngọt ngào hôn mạnh trên môi của cô mới nói đi thôi khuôn mặt của nhã tuệ mắc cửa đỏ bừng nhìn đồng nghiệp trong trong ngoài ngoài rối rít kinh ngạc nhìn mình trái tim của cô đập thình thịch nhưng vẫn không có từ chối dựa sát vào trong ngực anh hai người cùng nhau bước đi lúc này tưởng thiên lỗi dẫn bốn phó tổng của mình cùng nhau bước ra thang máy đang chuẩn bị đi kiểm tra địa điểm thi đấu mới lại nhìn thấy lâm sở nhai ôm nhã tuệ với vẻ mặt xấu hổ đi vào đại sảnh khách sạn thậm chí lúc hai người ôm nhau ngọt ngào nhìn thẳng vào mắt nhau hôn nhẹ đối phương anh hơi giật mình lập tức quay mặt sang nhìn trần tuấn nam trần tuấn nam cũng dừng ở nơi đó bất đắc dĩ nhìn bọn họ nhất là Nhã Tuệ tựa vào trong ngực Lâm Sở Nhai, dáng vẻ thật sự ngọt ngào và hạnh phúc, hai mắt của anh nhanh chóng lóe lên, mang theo vài phần lúng túng và mất mát, hơi ngượng ngùng thở dài một hơi. Thẩm Quân Dụ, Tiếu Nại và mấy phó tổng cũng nhìn bọn họ một cái, lại nhìn Trần Tuấn Nam. Em đi vào tìm Khả Hinh, phải nhanh ra ngoài một chút. Anh muốn nhìn thấy em ngay lập tức. Lâm Sở Nhai lại ôm chặt Nhã Tuệ, hôn mạnh trên môi của cô, mới mập mờ bá đạo ra lệnh biết rồi khuôn mặt của nhã tuệ ửng hồng đáp lời mới chịu bước đi tới phía trước lại nhìn thấy đám người tưởng thiên lỗi trần tuấn nam đang đứng ở phía trước nhìn mình trái tim của cô đập thình thịch nhất là tiếp xúc được ánh mắt thắm thiết của trần tuấn nam cô càng lộ vẻ lúng túng cúi đầu lâm sở nhai nhìn thấy sắc mặt cô liền nhìn tới trước thấy tưởng thiên lỗi dẫn một đám người đông nghẹt đứng đó trần tuấn nam cũng đứng ở trong đó vẻ mặt có chút nghiêm túc trên mặt của anh cũng hơi có chút bối rối anh cũng không phải là người bỏ đá xuống giếng, liền hơi buông Nhã Tuệ ra, cung kính chào hỏi Tưởng Thiên Lỗi, "Tưởng tổng." Tưởng Thiên Lỗi thâm trầm liếc anh một cái, lại liếc về phía Nhã Tuệ vẻ mặt xấu hổ, cũng bật cười nói, "Quản lý Lưu, hôm nay nghỉ phép." À, Nhã Tuệ lập tức ngẩng đầu lên, nhìn Tưởng Thiên Lỗi có chút xấu hổ nói, "Vâng." "Chơi thoải mái đi, trong khoảng thời gian này cô vất vả rồi." Tưởng Thiên Lỗi nói xong, liền dẫn mọi người một mình đi về phía trước trần tuấn nam cũng theo đi về phía trước đi qua bên cạnh bọn họ thì vẫn rộng rãi nở nụ cười với nhã tuệ mới im lặng bước đi nhã tuệ có chút áy náy ngẩng đầu lên nhìn bóng lưng trần tuấn nam vợ nhìn anh đây lâm sở nhai lập tức xoay người của cô ôm chặt hông của cô cúi người xuống hôn nhẹ cô nói sau này ngoài công việc không nên nhìn đàn ông khác anh sẽ ghen đấy em nhanh đi tìm khả hinh chúng ta phải lên đường nhã tuệ bất đắc dĩ nhìn anh một cái đành phải nói biết rồi ngoan lâm sở nhai lại cúi xuống hôn mạnh nhã tuệ một cái lại vén nhẹ tóc dài xỏa vai của cô mới vỗ vỗ mặt của cô nói anh đi trước anh giống như có chút gấp nhã tuệ nhìn anh một cái cũng cất bước đi tới lầu phụ lầu phụ một gian phòng nào đó đường khả hinh mặc váy len dài áo thun ba lỗ màu trắng bên ngoài khoác áo khoác len màu đen đơn giản tóc vấn thoải mái dùng bút máy cố định được lặp lạp và tiên nhi nâng đỡ, mặt lộ ra nụ cười mấy phần dịu dàng, chấp hai tròng mắt lộ ra rời rạc nhưng vẫn ngập nước, tự tay mình xách theo túi hành lý đơn giản đi ra, bên trong có hai chiếc váy đông theo thủ công tinh khiết chị Trang đưa tới, cứ đơn giản muốn đi ra ngoài. Thơ ngữ lập tức đi lên trước, mang theo một chút lo lắng nói, đường tiểu thư, cô thật không muốn chúng tôi đi suối nước nóng với cô sao? Không cần, đường khả hình vươn tay gần như chuẩn xác nắm được tay thơ ngữ, cảm thấy hai tay của cô ấm áp và mềm mại, mới khẽ chớp mắt to rời rạc, thật lòng cười nói trong khoảng thời gian này mọi người bận lắm rồi. Yên tâm đi, có nhã tuệ và quản lý trần ở đây, còn có mấy phó tổng cũng đi, tôi không có việc gì, yên tâm đi. Tiểu Vi và Tiểu Hà cũng ở đây. Thơ ngữ có chút bất đắc dĩ nhìn cô, chỉ đành phải cười cười. Cô phải nhớ tới chúng tôi đấy. Lạp lạp lập tức có chút không nở rời xa đường khả hình, níu chặt cánh tay của cô. Biết rồi. Đường khả Hinh lại nở nụ cười đáp nhẹ, lúc này mọi người mới cùng đi ra khỏi gian phòng, chuẩn bị đi qua hành lang xuống lầu, không ngờ mới vừa ra đến cửa phòng, cảm thấy trước mặt thấy một cảm giác hết sức không thoải mái, cô lập tức lạnh nhạt ngẩng mặt, khẽ cắn răng, cũng không có nói gì, theo bản năng buông lỏng tay thơ ngữ ra. Lâm tử linh ôm vai, vẻ mặt triển lộ mấy phần căm hận và nụ cười khinh miệt, nhìn đường khả hình. Đường khả hình xoay tròn hai mắt, nhớ tới mình lên cấp xong, ngay sau đó đám người lâm tử linh tiến vào trong trận chiến kịch liệt, cuối cùng lấy điểm xuất sắc tiến vào trận chung kết có 5 người, cưa Sijun, Kerry, Alex, còn có lâm tử linh. Điểm số của mấy người bọn họ đều hết sức sát nhau, cửa ải cuối cùng cũng làm cho phóng viên Nhật Bản toàn trường toát mồ hôi rầm rề, cuối cùng lâm tử linh lấy tranh lệch 3 điểm, có thể tiến vào trận chung kết, đây cũng là chuyện lớn của giới rượu đỏ Nhật Bản. Khứu giác của cô vẫn không tệ. Tôi hy vọng 3 ngày sau con mắt của cô khỏi hẳn, nếu không, Lâm Tử Linh hơi lộ ra mấy phần chế nhạo và bỏ đá xuống giếng, cười nói, làm sao cô thi đấu hả? Tiếp đó, không nhìn được, không thể được đâu. Đam người thơ ngữ và lạp lạp, mọi người cũng tức giận nhìn Lâm Tử Linh, đối với cô thật sự cắn răng nghiến lợi. Đường Khả Hinh nghe vậy, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, chậm rãi cất bước, từ từ đi về phía Lâm Tử Linh, chuẩn xác đứng ở bên cạnh của cô, mặt lướt qua khuôn mặt của cô, Cuối cùng mới dừng ở bên tai của cô, sắc mặt cứng rắn, từng chữ từng chữ nói, tôi cũng không đành lòng nhắc nhở cô. Đôi mắt của tôi mù, cũng thắng được cô. Nếu tôi không mù, hai mươi điểm này vốn là của tôi, tôi không muốn cho cô. Cô biết tại sao không? Lâm Tử Linh lạnh lùng không nói lời nào. Hai tròng mắt sắc bén của Đường khả hình hơi xoay tròn, mới khẽ nhíu mày nói, bởi vì thứ người như cô, tôi cảm thấy ghê tởm. Cô, Lâm Tử Linh nghiêng mặt cắn răng chừng chặt cô. Đường khả hình không nói nữa, mà nhanh chóng xoay người, một mình bước đi. Thơ ngữ nhanh chóng đuổi theo, lạp lạp và tiên nhi hừ cô một cái, cũng nhanh chóng đuổi theo. Đường tiểu thư, thơ ngữ thật sự cảm thấy hết sức bất đắc dĩ đỡ đường khả hình đi vào thang máy, mới nói con mắt của cô phải nhanh bình phục. Vì cô gái đó thật sự rất đáng ghét, tôi lo lắng ở trong đấu kế tiếp cô ấy sẽ làm chuyện bất lợi với cô. Hai tròng mắt đường khả hình xoay tròn, mặc dù trước mặt một mảnh rời rạc nhưng vẫn im lặng gật đầu một cái thang máy nhanh chóng đi xuống đám người thơ ngữ lại dắt đường khả hình bước ra lầu phụ lập tức lá phong bay bồng bềnh rất lãng mạn lúc này nhã tuệ mặc áo thun màu xanh dương cùng quần jean màu trắng mỉm cười nắm túi du lịch đi tới nhìn khả hình gọi nhỏ khả hình ồ đường khả hình lập tức cười đi lên trước vươn tay nhã tuệ lập tức đau lòng nắm lấy ôm nhẹ thân thể của cô mới quan tâm nhìn cô hôm nay sắc mặt cũng tốt, rất hồng, rất vui, liền yên tâm, nhưng vẫn hỏi hôm nay có khỏe không? Tối hôm qua ngủ có ngon không? Tốt, rất lâu không có thoải mái như vậy, đường khả hình cũng thở phào một cái. Vậy chúng ta đi, Mạn Hồng cùng mấy phó tổng đều chờ ở bên ngoài, nghe nói bọn họ vốn phải mở một cuộc họp khẩn cấp, nhằm vào mảnh đất trồng nho kia, địa điểm vừa lúc ở gần nhà Tiểu Nhu, liền thuận tiện cùng đi. Nhã Tuệ mỉm cười dắt đường khả hình, vừa đi vừa nói. Thật sao, hy vọng bọn họ có thể thuận lợi nắm được mảnh đất này. Đường Khả Hinh cũng cười đáp. Hai người cùng đi ra lầu phụ, dọc theo con đường lớn đá xanh quan co, trong từng cơn gió nhẹ đều cảm thán vui vẻ nói hôm nay thời tiết thật tốt, ánh nắng mặt trời rực rỡ, gió cũng mát mẻ, nhất là thời tiết hơi lộ ra một chút ấm áp, không có lạnh lẽo như mấy ngày trước. Hai người vừa nói vừa đi qua tòa nhà Hoàn Á, thuận lợi đi vào đại sảnh khách sạn Á Châu. Nhã Tuệ đỡ Khả Hinh đi tới đại sảnh cà phê ngoài trời ngồi, mới phát hiện ngoài đại sảnh cũng không có thấy xe của mấy người Tô Lạc Hoành, cô liền bảo Thơ Ngữ đỡ Khả Hinh ngồi ở phòng cà phê nghỉ ngơi một chút, mới nói cô ngồi trước một lúc, tôi đi bên ngoài xem một chút, tại sao xe của bọn họ còn chưa tới. Được, Đường Khả Hinh gật đầu một cái. Nhã Tuệ nhanh chóng nghi ngờ đi ra đại sảnh khách sạn, đứng ở trước thảm đỏ, mới vừa nhìn trái phải xung quanh, lại nghe tiếng nổ ầm một cái, dọa cô giật mình lúc trợn to hai mắt, không ngờ ngẩng đầu lên, nhìn thấy cả trên bầu trời bay đầy bong bóng nhiều màu đỏ, xanh, lam, vàng, tím, mà rất nhiều bong bóng đầy màu sắc theo tiếng nổ thật to, rơi xuống rất nhiều rất nhiều giấy màu và tơ hồng lãng mạn. Không ngờ vào lúc này hai chiếc máy bay trực thăng cũng ủng ủng bay tới, cùng kéo một giải lụa màu tím lộ rõ dưới bầu trời, phía trên có chữ Nhã Tuệ, gả cho anh đi. Ánh mắt của Nhã Tuệ đều muốn chừng lớn, lập tức giật mình ngẩng đầu, đứng ở trong giấy màu tiếp tục lãng mạn bồng bình rơi xuống, kích động rưng dưng, lại nhìn máy bay trực thăng tiếp tục kéo giải lụa thật dài, lúc kéo lên sáu chữ nhã tuệ, gả cho anh đi, rung động lòng người, mấy chiếc máy bay trực thăng lại chậm rãi bay tới, rồi giết trên không trung, giải xuống cánh hoa hồng giống như màn mưa đỏ thấm, thật lãng mạn, thật thâm tình ngọt ngào, rơi là tả xuống, lượn quanh nhã tuệ. Chuyện này, nhã tuệ nhất thời kích động đến hai mắt đỏ bừng, nói không ra lời. Chỉ một mình rất kinh ngạc vươn tay, nắm một cánh hoa hồng trong đó, trong lòng như cơn sóng từng hồi lãng mạn ngọt ngào và cảm động, làm cho đầu óc mình choáng váng. Đồng nghiệp bên trong khách sạn, còn có đường khả hinh và đám người thơ ngữ cũng rối rít kinh ngạc đi ra, thích động nhìn cảnh tượng này. Ô, càng lúc càng nhiều đồng nghiệp đi qua, rối rít đứng ở xung quanh nhã tuệ, nhìn phía xa lâm sở nhai mặc tây trang màu đen nghiêm túc, tay bưng 999 đóa hoa hồng đỏ thấm, được tô lạc hoành, tào anh kiệt cùng đi, hết sức hết sức kích động đi về phía đại sảnh khách sạn, lập tức đài phun nước trước quảng trường thế kỷ rối rít bay ra bọt nước nhiều màu, rất lãng mạn bay múa. Nhã tuệ kinh ngạc xoay người, kích động nhìn lâm sở nhai đang cầm hoa, nở nụ cười thâm tình, từng bước từng bước đi về phía mình, hai mắt của cô nhanh chóng đỏ thắm, cũng thâm tình kinh ngạc cảm động nhìn anh. Lâm sở nhai đang cầm hoa, càng lúc càng đi gần tới nhã tuệ thì tô lạc hoành lập tức búng ngón tay, kỹ sư đại sảnh khách sạn lập tức nhấn hiệu ứng 3D, cả đại sảnh lập tức biến thành giáo đường màu trắng lãng mạn theo phong cách châu Âu, rất nhiều hoa cầu hoa hồng màu trắng lãng mạn xoay tròn ở xung quanh, mà hình ảnh nhã tuệ hết sức động lòng người, mặc lễ phục màu xanh, cũng dịu dàng chợt xuất hiện trên không trung. Ồ, rất nhiều khách ở đại sảnh khách sạn cùng nhìn cảnh tượng này, dối giết kinh ngạc vui vẻ vỗ tay. Trần Mạn Hồng cũng ở trong đám người, hết sức cảm động, đau lòng nhìn nhã tuệ, biết cô đi tới bước này không dễ dàng, đường khả hình cũng được thơ ngữ giải thích một chút, cũng kích động tràn lệ nở nụ cười. Lâm sở nhai ở trong khung cảnh như giáo đường lãng mạn, đi tới trước mặt của nhã tuệ, nhìn dáng vẻ cô mất hồn lại kích động như vậy, anh lập tức dịu dàng mỉm cười, trong sự sốt ruột trông chờ của mọi người, quỳ một chân trên đất, giờ thật cao bó hoa hồng nặng mấy chục cân, nhìn người phụ nữ mình yêu ở trước mặt, chân thành thật lòng nói, nhã tuệ yêu. Hôm nay đáng giá kỷ niệm như vậy, chúng ta quay về những ngày tốt đẹp, anh muốn nói tiếng cảm ơn em trước, cảm ơn em đã làm cho một người đàn ông cả ngày rong chơi, hiểu được vị đắng và ngọt ngào của tình yêu. Trước kia cuộc sống của anh vẫn luôn không có dừng chân, cũng vẫn cảm thấy nên tiếp tục như vậy, nhưng một ngày đông sâu lạnh gặp em, anh mới hiểu được, tình yêu chân chính chính là điểm dừng chân và chờ đợi, cho tới bây giờ anh cũng không có nói với em, đêm đó cùng em đi qua con đường dài ướt đẫm sau khi trở về, trắng đêm anh không ngủ được, chỉ một vài giây lại không ngừng nhớ đến em. Hai mắt nhã tuệ ẩm ướt, Im lặng nhìn Lâm Sở Nhai, không nhịn được nhớ tới những ngày mất đi Khả Hinh, Lâm Sở Nhai làm bạn. Nếu như nói cả cuộc đời rất dài, Lâm Sở Nhai tiếp tục nhìn Nhã Tuệ, hai mắt cũng tràn đầy nước mắt, thâm tình nói, nhưng ngẫm lại cả đời chẳng qua cũng chỉ là mấy chục năm liền, anh và em cũng đã trải qua gần 30 năm cuộc đời, sau một chặng đường dài như vậy mới gặp được nhau, có lúc anh suy nghĩ một chút, cảm thấy thời gian thật ngắn, anh nên dùng cách gì để chứng minh tình yêu của anh đối với em từng ngày? Anh cũng có nghi ngờ, nhưng đây là chuyện cả đời anh phải cố gắng. Mỗi ngày anh đều tự hỏi mình một lần, phải yêu em như thế nào mới có thể làm cho em thật hạnh phúc. Anh sẽ thực hiện chuyện tình này đến cùng, cho đến ngày sinh mạng kết thúc. Mỗi ngày chúng ta yêu nhau, anh sẽ bảo vệ em, che chở cho em, yêu em, thương em. Tôn trọng tất cả mọi chuyện của em, bao gồm sự nghiệp của em, mơ ước của em, tương lai của em, người nhà của em, bạn bè của em anh cũng sẽ chú tâm dâng hiến bản thân mình vì hạnh phúc của em mà cố gắng làm việc để cho em được kiêu ngạo và tự hào vì anh hôm nay ở tại nơi thể hiện giá trị và ý nghĩa cao nhất của em ở trước mặt đồng nghiệp của em ở trước mặt em gái yêu mến của em anh xin cầu hôn với em cũng phát ra lời thề cả đời anh anh yêu cả trọn đời mãn kiếp đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không thay đổi đường khả hinh nghe nói như vậy trong lòng chợt đau nhói nhớ tới nhã tuệ người chị gái này đối với mình và đối với tất cả mọi người xung quanh đều tốt có thể vào lúc này nhận được cảnh tượng này nhận được lời nói thâm tình như vậy mà kích động mà rơi lệ nhã tuệ cũng kích động đến rơi lệ đau lòng ngọt ngào nhìn lâm sở nhai quỳ gối trước mặt của mình cứ nói ra lời chân tình thật lòng như vậy lập tức cảm giác từng cánh hoa hồng dịu dàng thật hạnh phúc tung bay ở trong thế giới của mình vẫn như mộng như ảo không thể tin được nhã tuệ trong ánh mắt của mọi người Lâm sở nhai dơ lên bó hoa hồng kia, kích động nói, gả cho anh. Mặt của nhã tuệ lập tức đỏ lên. Lời này vừa nói ra, tiếng vỗ tay xung quanh chợt vang lên, rất nhiều đồng nghiệp, rối rít vỗ tay, kêu to, gả cho anh ấy đi. Gả cho anh ấy đi, gả cho anh ấy đi, gả cho anh ấy đi. Đường Khả Hinh và Trần Mạn Hồng, còn có cả đám nữ đồng nghiệp thích nhã tuệ, cũng rối rít lau lệ, cùng mọi người vỗ tay. Nhã tuệ nghe tiếng vỗ tay và tiếng reo vui xung quanh, Cô lại im lặng, dịu dàng nhìn Lâm Sở Nhai. Gả cho anh, Nhã Tuệ, anh sẽ yêu ngươi cả đời. Lâm Sở Nhai lại căng thẳng giơ hoa hồng lên, lại gần Nhã Tuệ một chút, sợ có sơ suất, vội vàng nói, em không biết, anh chuẩn bị cầu hôn trong nửa giờ ngắn ngủi này, thiếu chút nữa mạng của anh tiêu rồi. Anh biết rõ là hơi đơn giản vội vã, tương lai hôn lễ, anh sẽ bù đắp cho em. Vợ, nhanh lên một chút, anh mỏi tay quá. Mọi người không nhịn được bật cười một trận. Tô Lạc Hoành và Tào Anh Kiệt càng kêu to, chị dâu, đồng ý anh ấy đi. Gốc bó hoa này nặng 30 cân đấy. Phốc, nhã tuệ không nhịn được cúi đầu bật cười, lại dịu dàng nhìn lâm sở nhai, cuối cùng ngọt ngào cũng chân thành nói, cảm ơn Thượng Đế, để cho một đàn ông như anh tới đến bên cạnh em, để cho em cảm nhận vị đắng và ngọt ngào của tình yêu. Để cho em hiểu, nó chính là chờ đợi và chờ đợi. Cảm ơn anh hôm nay cầu hôn với em. Cô nói xong, lại do dự một lát nhìn lâm sở nhai lâm sở nhai lập tức nín thở trợn to hai mắt nhìn cô nhã tuệ lại ngọt ngào cảm động rơi lệ nở nụ cười cuối cùng gật đầu nói em chấp nhận em chấp nhận em chấp nhận dầm cả đại sảnh khách sạn đồng nghiệp rối rít vỗ tay tào anh kiệt cùng tô lạc hoành vươn tay kêu to yêu một tiếng lâm sở nhai càng hưng phấn cầm hoa hồng đứng lên làm một dấu tay siêu cấp hưng phấn cười đến không biết trời đất vẫn nhào tới trước mặt của nhã tuệ, trước tiên hung hăng hôn cô một cái, lại đưa hoa hồng đến trước mặt cô, ngọt ngào hạnh phúc nói, vợ, xin thu hoa. Nhã tuệ không nhịn được mỉm cười, vươn tay nhận lấy bó hoa hồng cực lớn, lập tức thiếu chút nữa theo bó hoa té xuống, cô rất gấp gáp ôm lấy, làm cho mọi người cười ha ha, lâm sở nhai càng đau lòng ngọt ngào ôm chặt vợ, trước hết để cho cô ôm tốt bó hoa kia, mới kích động lấy cái hộp nhung đậm, trước mặt mọi người, chậm rãi mở ra, một chiếc nhẫn kim cương lóe lên màu xanh thẳm theo cung cách hoàng gia, trên đỉnh là hai cánh hoa tròn mở ra, bên trong một viên ngọc xanh ba cara tạo hình trái tim, hết sức xinh đẹp và vô cùng cao quý. Nhã tuệ nhìn vào bên trong, ưa thích ngay. Lâm sở nhai ngọt ngào nhìn xuống cô một cái, mới chậm rãi rút chiếc nhẫn đính hôn ra, dịu dàng nâng tay phải của nhã tuệ, chuẩn xác đeo vào tay phải của cô, viên kim cương màu xanh mê người đột nhiên lóe sáng ở trên ngón tay thon dài của nhã tuệ, lộ rõ cao quý. Nhã tuệ gần như yêu thích không buông tay, cúi đầu nhìn chiếc nhẫn kim cương đính hôn, thật sự mỉm cười hạnh phúc. Hôn một chút, mấy người tô lạc hoành lại kêu lên, mọi người cũng theo tiếng kêu la kêu lên ẩm ý. Nhã tuệ rất thẹn thùng nở nụ cười, lâm sở nhai ngược lại không khách khí ôm lấy vợ, giờ bó hoa hồng cực lớn lên, ở trên môi của cô hung hăng hôn một cái, lại thoát ra đầu lưới cùng với cô triển triển quấn lấy nhau, cuồng nhiệt hôn nhau. Ồ, tất cả mọi người lại kích động sôi trào vỗ tay cười rộ lên âm 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 trên bầu trời rất nhiều bong bóng bay rối rít vui mừng nổ tung bay xuống rất nhiều giấy màu bay xuống trong khoảnh khắc hạnh phúc này khu phía tây phòng tổng thống bạch kim trang hạo nhiên nghe âm thanh vui mừng như thế lập tức đi trước đến trước cửa sổ sát đất cũng có thể nhìn thấy giấy bảy màu bay bay rất lãng mạn anh lập tức bóp cổ tay suy nghĩ ngày vui mừng như vậy tại sao có thể không có mình anh biết hôm nay Lâm Sở Nhai muốn cầu hôn, anh lập tức muốn đi ra ngoài. Nói xong, anh lại kích động vào tới trước cửa phòng, lập tức mở cửa. Vẻ mặt Trang Tính vô tức giận đứng ở đầu kia, lập tức vùng gậy gôn lên, ầm một tiếng, đánh trái banh gôn trên mặt sàn về phía Trang Hạo Nhiên. Quát lớn, nếu như con dám ra khỏi cánh cửa này, đi theo ngâm suối nước nóng, ông đây sẽ đánh con nát bét ở chỗ này. Trang Hạo Nhiên đổ mồ hôi lạnh toàn thân, đóng cửa lại, nghe được tiếng banh gôn đánh vào trên cửa. Vị trí này đối diện cái ót của mình, anh lại cảm giác tê dại và đau đớn, nhăn mặt, bất đắc dĩ. Chương 1113, không yên tĩnh. Phòng tổng thống. Vào buổi trưa, Trang Ngải Lâm khó được mặc t-shirt trắng và quần jean màu xanh dương, ở trong ánh nắng mặt trời rực rỡ buổi trưa, về nhà ăn cơm, không ngờ người mới vừa đi tới trước vườn hoa, mắt nhìn thấy Trang Tĩnh Vũ đang tức giận đứng ở giữa phòng khách xa hoa, đang giơ cây gậy gôn, chuẩn bị đánh thử, tư thế đối diện cửa phòng em trai giống như chỉ cần ở trong đó có một chút tiếng động liền đánh cho anh hoàn toàn tan xác cô nhướng mày một cái vẻ mặt lộ ra một chút nụ cười bỏ đá xuống giếng dáng vẻ nhàn nhã từ trên xe thể thao màu vàng của mình đi xuống nhìn gì lý dẫn cả đám người giúp việc đang thấp thỏm đứng đó đều lo lắng bình hoa trong nhà đồ cổ nha các loại đồ giá trị nha cô trực tiếp lạnh lùng đi vào cửa nhà hỏi nhà chúng ta có dụng cụ nội thất nào muốn thay đổi không đưa nó đến phòng của em trai cho cha luyện bóng Cô hai, di lý cố ý nhìn Trang Ngải Lâm. Trang Ngải Lâm lại lộ ra một chút hài lòng, đi vào cửa nhà, lập tức ngửi được mùi cơm chín, quay đầu nhìn người giúp việc trong trong ngoài ngoài đưa món ăn vào, đều vô cùng tinh xảo, bày đầy cả bàn, liền ngạc nhiên hỏi hôm nay có người tới nhà ăn cơm. Trang tính vũ vừa chậm rãi vùng gậy gôn, vừa nóng mắt, sắc bén nhìn chồng chọc cánh cửa phòng này, hung tợt, trầm giọng nói hôm nay có người tới nhà ăn cơm. Ơ, ờ, ai vậy, Trang Ngải Lâm mới vừa ngồi ở trên ghế salon, nhận lấy trà sâm dì lý đưa, khẽ nhấm một hớp, mới ngẩng đầu lên ngạc nhiên hỏi. Chú tưởng thúc và dì diệp của con, hai tay trang tính vũ nắm gậy gôn chậm rãi để xuống, chống nhẹ đầu gậy bóng màu trắng, cũng nhân cơ hội luyện tay một chút. Trang Ngải Lâm ngạc nhiên hỏi, tại sao? Chú và dì tới dùng cơm, có cái gì kỳ lạ đâu? Lúc nào trang tính vũ nói chuyện với con gái cũng nhẹ nhõm và cưng chiều như vậy chú tưởng và mẹ ngồi chung một chỗ, giống như sấm chấp va nhau, người nào nhìn người nào cũng không thuận mắt. Không có chuyện làm sao cùng nhau ăn cơm chứ. Trang Ngải Lâm không hiểu, vừa nói xong cũng đã nghe được tiếng động cơ xe hơi, hai mắt của cô lóe lên, lập tức ngẩng mặt tươi cười đứng dậy đi ra ngoài, quả nhiên nhìn thấy tưởng vĩ quốc đỡ Diệp Mạn Nhi đi xuống xe, tưởng thiên lỗi nhanh chóng từ trên một chiếc xe khác đi ra, cùng theo cha mẹ đi vào bên trong. Chú tưởng, gì? Trang Ngải Lâm lập tức đi về phía Diệp Mạn Nghi, lộ ra mấy phần mềm mỏng kéo cánh tay của bà, nhưng sắc mặt thu lại, lúc này nhìn thấy bác dịch cũng đi xuống xe. Ân Nguyệt Dung là người trời sinh sống ở trong mộng, cũng chưa có nghe qua ý kiến và suy nghĩ của người khác. Mặc kệ Trang Ngải Lâm nhấn mạnh mình và bác dịch không thể nào như thế nào, ngày ngày bà cũng dẫn bác dịch người ta về nhà. Bác dịch từ chối mấy lần, bà liền sai người quấy giày mỗi ngày, làm cho anh thật sự bất đắc dĩ. Bác dịch cũng đứng ở dưới ánh mặt trời sáng lạn bất đắc dĩ im lặng nhìn trang ngải lâm một cái gì đi thôi trang ngải lâm xoay mặt nhìn về phía diệp mạn nghi nở nụ cười mọi người cùng nhau trò chuyện vui vẻ đi vào trong lại thấy trang tính vũ đang giật banh trong nhà khó được yên lặng tưởng vĩ quốc cũng ngạc nhiên lạnh lùng nói hôm nay khó được nhỉ nhà các người giỏi nhất nói chuyện hai người không phải ở nhà sao yên lặng như vậy tới rồi trang tính vũ để cây gậy gôn xuống đưa cho dì lý mới cười nhận lấy khăn tay lau tay mới nói một người vừa vặn đang ngủ thân thể có chút không thoải mái một người vừa vặn mưu đổ bí mật tạo phản tôi đã nhốt nó Diệp Mạn Nghi trực tiếp nhìn Trang Tính Vũ hỏi Nguyệt Dung không có sao chứ Trang Tính Vũ cũng thở dài một hơi lúc này Trang Ngải Lâm mới chậm rãi hiểu ra lo lắng hỏi mẹ làm sao rồi đau tim mấy ngày nay cũng uống thuốc của bác phúc nhưng không thấy khá nói muốn có con rể cô dâu thật là nghĩ không có hy vọng gì liền ngày ngày ở nhà uống thuốc xong đi nằm ngủ, khóc nức nở. Trang tính vỗ trực tiếp bật cười nói. Trang ngải lâm nghe nói như vậy, vẻ mặt lập tức bất đắc dĩ, chắt lưỡi một tiếng, bác dịch cũng không tiện lộ ra nét mặt gì. Ngược lại tưởng Vĩ Quốc và Diệp Mạn Nhi cảm thấy buồn cười, tưởng thiên lỗi trực tiếp liếc về phía cánh cửa phòng Trang Hạo Nhiên, hỏi, Hạo Nhiên thế nào? Súc sinh này muốn cùng khả hình đi ngâm suối nước nóng, hôm nay tìm lý do muốn chạy với tôi. Trang tính vũ nói xong, trước mời tưởng Vĩ Quốc và Diệp Mạn Nhi tới trước phòng ăn ngồi, ông mới xoay người căn dặn dì Lý, đi mời cậu chủ và bà chủ ra, nói khách đã đến. Vâng, dì Lý cùng người giúp việc lập tức chia ra mời ân Nguyệt Dung và Trang Hạo Nhiên, không đến bao lâu, Trang Hạo Nhiên mặc t-shirt màu trắng tay ngắn và quần tây màu trắng, vẻ mặt tức giận, không cam lòng không tình nguyện đi ra, người còn chưa kịp chào hỏi cùng mọi người. Liền trực tiếp liếc nhìn thấy ba con bò nhỏ lông màu nâu ở phía ngoài phòng đang cúi đầu ăn cỏ, anh cao mày cũng đi về phía này phòng ăn, hỏi cha, không có việc gì, cha kéo con bò tới trong nhà của chúng ta làm gì. Trang ngải lâm ngồi ở trước bàn ăn, cầm khăn ăn màu vàng đặt xuống tại trước mặt của mình, mới nhìn dáng vẻ Trang hạo nhiên lim di mơ hồ, nhướng mày bật cười nói cậu nhìn cho rõ đi. Đó không phải là bò, đó là chó, mới vừa dắt tới. ầm um, một cái chảo hung ác nện ở trên ót Trang hạo nhiên, mặt anh khiếp sợ trợn to hai mắt, không thể tin nổi đi ra khỏi cửa không ngờ nhìn thấy ba con chó to giống như người, lông nó màu nâu, đang đứng ở trên sân cỏ, rốt cuộc ngẩng đầu lên hung tợn nhìn mình lom lom, trên cổ con chó kia buộc sợi dây thường có hai dây lưng rất lớn, dáng vẻ oai phong, khổng lồ, móng vuốt bước qua sân cỏ, cũng lõm xuống một lỗ lớn. Anh thở hốc vì kinh ngạc, run rẩy lảo đảo chỉ vào ba con vật, không thể tin nổi kêu to lên, ba con xúc sinh này là chó. Là chó sao? Trên thế giới này có con chó cao lớn như vậy sao? xem ra còn ghê tởm hơn so với Oscar. Phúc, tưởng thiên lỗi mới vừa ngồi xuống ở bên cạnh mẹ, nhận lấy trà sâm tới uống một hớp, nghe nói như vậy, thiếu chút nữa phun ra, vẻ mặt tức giận nói cậu đừng không có việc gì liền nói Oscar nhà chúng tôi. Ba con xúc sinh này là dùng để nhìn chằm chằm cậu. Nói chuyện còn không biết kiểm điểm một chút. Trang hạo nhiên tức giận hung tợn nhìn chằm chằm ba con chó to lớn đang cúi đầu ăn một cái chậu lớn xúc xích gì lý sai người đưa qua. Con chó kia há miệng ra, ba hai cái đã ăn sạch, anh lập tức ghét bỏ xoay người, tức giận nhưng lại không có cách nào, đi tới bàn ăn đầu kia, theo quy củ ngồi ở vị trí phía dưới bên mẹ, chào hỏi đám người tưởng vĩ quốc, không dám nhìn cha, trực tiếp nhìn vị trí trống không, hỏi, mẹ tôi em. Mẹ cậu đang nghỉ ngơi, muốn con dâu rồi, Trang Ngải Lâm nhìn món ăn ngon trên bàn, cảm thấy đói bụng. Em cũng muốn, Trang Hạo Nhiên nói thẳng. Dầm, Trang Tính Vũ ngồi ở nhất vị trí chủ, tức giận vỗ bàn dầm một tiếng, nóng nảy trừng mắt về phía con trai. Trang hạo nhiên lập tức không dám lên tiếng, chỉ đành phải ho khan hai cái, nhắc mí mắt nhìn tưởng thiên lỗi ở đối diện mơ hồ nở nụ cười hài lòng, ánh mắt của anh nhíu lại. Lúc này Diệp Mạn nghi nhàn nhạt ngẩng đầu lên, nhìn Trang hạo nhiên nói, mặc kệ con muốn người nào, cũng phải tự chăm sóc tốt cho mình trước, hiện tại cũng cuối mùa thu, con còn mặc tay ngắn. Trang tính vũ trực tiếp lạnh lùng nói, tên súc sinh này cả người không có tản hết nhiệt. Từ nhỏ đến bây giờ cũng chưa hết giày vò, nào có sợ chuyện lạnh lẽo. Không có ngày nào để cho người ta hài lòng, chờ ngày nào tôi bị nó làm cho phát bệnh tim, chết rồi, nó thích làm gì thì làm, tôi mặc kệ. Cha, Trang hạo nhiên không thích nghe cha nói những không hay, cho tới bây giờ cũng không có nghĩ qua chuyện cha mẹ sẽ già. Vẻ mặt Trang tính vũ mất hứng, lại ngạc nhiên nhìn món ăn đã đưa lên đủ vợ còn chưa ra ngoài liền ngạc nhiên hỏi tại sao bà chủ còn chưa đi ra nói xong bên trong đầu truyền đến tiếng động trang hạo nhiên lập tức đứng lên quả nhiên nhìn thấy mẹ mặc váy ren dài màu vàng nhạt kiểu châu âu buộc tóc dài hơi xoăn chỉ dùng châm cài đầu bằng đá quý màu xanh ngọc cố định khuôn mặt tiều tụy mệt mỏi khó nhịn đau lòng đi ra anh vừa đỡ mẹ vừa quan tâm hỏi mẹ con mới không có về nhà mấy ngày mẹ đã như vậy thân thể không thoải mái ở chỗ nào không phải đã đi bác sĩ xem rồi sao? Cả nhà tưởng Vĩ Quốc và Diệp Mạn Nhi cũng rất quan tâm nhìn bà, tưởng thiên lỗi càng ngạc nhiên hỏi, đúng vậy, gì, gì làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái? Trang tính vũ vội vàng cầm tay của vợ, để cho bà ngồi xuống, mới đau lòng nói, vợ, em làm sao rồi? Nếu như bác Phúc thật sự xem không tốt, chúng ta sẽ để cho bác sĩ gia đình xem cho em. Thật lâu em không có tiểu tụy như vậy rồi. Trang Ngải Lâm cũng lo lắng nhìn mẹ, Ân Nguyệt Dung ngồi ở trước bàn ăn, nghe mọi người quan tâm, hai mắt bà đột nhiên ẩm ướt, liền kéo khăn tay, nước nở che mặt, bà bật khóc như hoa lê đẫm mưa, một người làm mẹ tôi đây dễ dàng lắm sao, tôi vì có thể làm bà nội hợp lệ, tôi cố ý để cho bác Phúc hốt thuốc bác cho tôi, xem tôi uống có thể nhanh già một chút hay không. Trong phim không phải diễn như vậy sao, muốn già một chút làm bà nội mới hiền lành, như vậy dắt đi ra ngoài, người ta mới tin tưởng tôi là bà nội. Ô ô ô ô, ô. Nhưng uống thuốc bắc không thấy hiệu quả. Ô, ô ô ô ô ô, cháu của tôi, bà nội vô dụng. Phốc. Mọi người không nói nên lời bật cười, ánh mắt của Tưởng Vĩ Quốc nhíu lại, nhìn khuôn mặt bà liền không thoải mái nói, suy nghĩ của bà thật sự là thiên hạ vô địch đấy. Cũng có thể đánh bại toàn thế giới. Ân Nguyệt Dung lập tức thu nước mắt, khăn tay dừng ở trên mặt, hung tợn nhìn Tưởng Vĩ Quốc, tức giận nói, tôi muốn đánh bại toàn thế giới. Người đầu tiên muốn thu thập chính là ông. Diệp Mạn Nghi bật cười, tưởng vĩ quốc khó nói, ho khan hai một tiếng, không thể làm gì khác hơn là cúi đầu nhận lấy khăn ăn gì Lý đưa tới, trải rộng ra. Ô ô, ô ô ô ô ô ô ân Nguyệt Dung nghe nói như vậy, lại trở nên mất hồn đau lòng, níu khăn tay che mặt, khóc như hoa lê đẫm mưa nói cả đời tôi dễ dàng sao. Vì hai đứa bé tôi hy sinh tất cả, tôi cũng không muốn điều gì ở bọn chúng, tôi chỉ cần cháu trai. Tôi muốn cháu của tôi, tôi muốn cháu trai. Cố tình hai đứa nhỏ này vô dụng, một đứa sinh không được, một đứa không có tin tức. Nhất là hạo nhiên, đồ vô dụng. Trang ngải lâm không chịu nổi. Trang hạo nhiên phụt một tiếng, phun canh ra, bất đắc dĩ nhìn mẹ, thở dốc một cái. Vợ, Trang tính vũ thật sự bất đắc dĩ nhìn ân nguyệt dung. Không có việc gì, tôi chịu đựng được, nhiều lắm là tôi chết, vẫn dáng vẻ kia, đi vào địa phủ, tôi gặp được cha chồng mẹ chồng của tôi. Tôi quỳ gối trước mặt bọn họ nhận lỗi. Tôi không phải là một. Ân Nguyệt Dung mới nức nức nở nở chưa khóc xong, cũng đã hoa mắt nhìn thấy ba con bò nhỏ di chuyển ngoài nhà, đang thật nhàn nhã đi dạo, liền thu nước mắt lại hỏi, người nào mang ba con bò đến nhà chúng ta, còn ngại hai con súc sinh kia làm cho tôi quá yên tĩnh đúng không? chương 1114, bò bò giòn. Mẹ, cha Ngải Lâm thật sự không có cách nào với hai mẹ con nhà này, nhìn thế nào cũng đều ghê tởm, cô trực tiếp ngẩng đầu lên, nhìn mẹ nói, đó là con chó. Chó, ân Nguyệt Dung cảm thấy khiếp sợ nhảy dựng lên, không thể tin nổi chạy đến trước cửa phòng khách, chừng to mắt nhìn trên sân cỏ xanh xanh, quả nhiên ba con chó thật to đang đi lại, thân thể bọn chúng to khỏe, phần lưng lúc nào cũng rung động bắp thịt cơ xương to khỏe, lông ngắn màu nâu dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh, nhìn chúng nó trợn to mắt dữ tợn, cúi đầu ngửi hoa mẫu đơn của mình. Bà lập tức sôi nổi nhướng mày, nét mặt lộ ra không thể tin được, kích động nói, mấy con súc sinh này quá đẹp trai rồi. Thật sự còn đẹp trai hơn Oscar. Phốc, Trang Hạo Nhiên ngồi tại chỗ uống canh nóng, nghe mẹ nói lời này, liền không nhịn được cúi đầu phì cười. Tưởng Thiên lối cũng ngồi ở một bên, tức giận liếc Trang Hạo Nhiên một cái, mới nhìn Ân Nguyệt Dung cười có chút bất đắc dĩ. Nhưng, Ân Nguyệt Dung lập tức đi trở về trên bàn ăn, ngồi ở bên cạnh chồng, nghiêng đầu ngạc nhiên ký quái nhìn ông nói, bọn chúng là giống gì vậy? có thể cao lớn như vậy, tại sao anh muốn kéo ba con súc sinh to lớn về nhà? Anh sống phiền sao, con súc sinh này có thể ăn một hớp hết một người. Trang Hạo Nhiên và Trang Ngải Lâm không lên tiếng, Trang Tĩnh Vũ lập tức ngồi ở trên bàn ăn, vẻ mặt lộ ra mấy phần do dự, dừng lại một lát, mới ngẩng đầu lên nhìn bà tràn đầy cưng chiều cười nói, không có lý do gì, chỉ là vừa lúc đi ngang qua trường đua ngựa, nhìn mấy con súc sinh này đáng yêu, anh liền dắt về. Ân Nguyệt Dung mở to mắt, nhìn chồng không thể tin nổi kêu lên anh 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 đến trường đua ngựa dắt ba con chó trở về anh cảm thấy bọn chúng đáng yêu đúng đúng vậy trang tính vũ lập tức nhìn vợ chỉ đành phải ngẩng đầu lên nói lung tung vẻ mặt ân nguyệt dung lập tức bình tĩnh nhìn trang tính vũ thật lâu thật lâu sau hai mắt mới lộ ra một chút rất đồng tình và đáng thương cuối cùng sau đó bà lại rất đau lòng nức nở lại kéo khăn tay nức nức nở nở cúi đầu khóc khóc dương dức run lên một cái. Cả nhà tưởng vĩ quốc, bao gồm bác dịch cũng không thể tưởng tượng nổi ngẩng đầu nhìn ân Nguyệt Dung, Trang Ngải Lâm càng bất đắc dĩ thở dài, để muống xuống. Vợ, Trang Tính Vũ lập tức bất đắc dĩ vươn tay, muốn an ủi vợ. Nhà chúng ta rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Ân Nguyệt Dung tiếp tục khóc như hoa lê đẫm mưa, đau lòng muốn chết nói, kể từ lần trước Khả Hinh đi bệnh viện kiểm tra không có mang thai, chuối tiêu nhà của chúng ta cũng chưa có một cây sống được. Ô ô ô ô Trang hạo nhiên chợt biến sắc, ngồi ở một bên, cả người như bị kim châm. Tưởng thiên lỗi không nhịn được cúi đầu bật cười, bác dịch cũng hơi hắng giọng một cái, cúi đầu cầm muỗng ăn canh. Anh cười cái gì mà cười? Trang ngải lâm lập tức nâng quả đấm muốn đánh bác dịch, vẻ mặt hung tợn nói anh cho rằng chuối tiêu nhà anh thẳng sao. Nhà tôi không có chuối tiêu, bác dịch bất đắc dĩ nhìn cô. Ô ô ô ô, Ân Nguyệt Dung lại tiếp tục cầm khăn tay bật khóc nói, tôi cũng không chờ mong súc sinh này nở cho tôi bao nhiêu cành, rơi bao nhiêu lá. Nhưng nó là một đứa con bất hiếu. Hôm qua tôi biết chị gái bạn của khả hình sinh đứa bé, tôi thật sự không nhịn được, liền giả dạng đi qua liếc mắt nhìn một cái. Không nhìn còn khá, tôi cách cửa sổ thủy tinh nhìn thấy một đứa bé nặng 7 cân, bo bo, giòn. Bo bo, giòn mà nằm ở trên giường nhỏ, trái biểu môi, bên phải chu mỏ, đáng yêu vô cùng. Khi đó trái tim tôi cũng đang chảy máu. Ô ô ô ô. Bo bo giòn, Trang Ngải Lâm lập tức không hiểu suy nghĩ ba chữ này. Chính là đáng yêu giống như kẹo, con bé chết tiệt này, lúc còn nhỏ con cũng bo bo giòn, lúc lớn lên giống như thịt bò khô, vừa cứng vừa khó ăn. Khó trách bác dịch coi thường con, Ân Nguyệt Dung cảm thấy tức giận mắng con gái. Lông mày của Trang Ngải Lâm nhảy lên, không muốn nói chuyện. Ô ô ô ô. ô. Ân Nguyệt Dung tiếp tục ngẩng mặt giống như mạnh khương nữ khóc trường thành sao bật khóc nói chồng tôi thật đáng thương cũng bởi vì không có cháu trai trong lòng không thăng bằng sống không có ý nghĩa đáng thương nhìn thấy con chó to lớn ghê tởm như vậy anh ấy cũng cảm thấy đáng yêu ô ô ô ô ô ô, ô, ô. hai súc sinh này bị ông ấy làm khó mỗi ngày ra sức làm việc ngay cả một cái trứng bọn chúng cũng không cho chúng tôi chú thích sao? Mạnh Khương Nữ khóc trường thành là một nhân vật trong chuyện cổ tích dân gian câu chuyện kể rằng, vào thời Tần Thủy Hoàng, ngay trong đêm tân hôn của Mạnh Khương Nữ với Tân Lang là một thư sinh giang nam tên Phạm Hỷ Lương, chồng Mạnh Khương Nữ bị triều đình bắt đi xây dựng vạn lý trường thành. Đến mùa đông, Mạnh Khương Nữ đàn áo cho chồng và đã lặn lội tìm chồng để trao áo. Mạnh Khương Nữ đã đi khắp theo chiều dài của trường thành, hỏi thăm nhiều người và cuối cùng nhận được hung tin chồng mình bị chết vùi thây dưới trường thành nàng mạnh khương đau buồn khóc lóc thảm thiết ba ngày ba đêm nước hòa lẫn máu tiếng khóc của mạnh khương vang xa tám trăm dặm trường thành làm sụp đổ một khúc thành để lộ xác chết của chồng mình nàng an táng cho chồng xong liền nhảy xuống biển tự vẫn muốn chết trang ngải lâm bất đắc dĩ trang hạo nhiên nặng nề thở dài một hơi cười khổ lúc này trang tính vũ cũng không nhịn được nhìn vợ khó xử cười nói vợ anh anh tạm thời không vội cháu trai em suy nghĩ một chút Khả Hinh, mọi người nghe đi. Nghe xong lời này cũng biết ông ấy muốn. Chỉ là, chỉ là, Ân Nguyệt Dung nói xong, vừa khóc vừa nói, con trai vô dụng. Cha có cách gì? Ô ô ô ô ô ô ô. Tôi chém cây chuối tiêu hết gốc này đến gốc khác, nó vẫn không sống. Di lý cùng tất cả người giúp việc lớn nhỏ đứng ở một bên, cúi đầu không nhịn được cười. Mẹ, cho con một chút mặt mũi được không? Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn mẹ. Tại sao mẹ cho con mặt mũi chứ? Tại sao con không cho mẹ mặt mũi? Nữ hoàng anh cũng có cháu trai rồi. Cháu trai của mẹ đâu? Ân Nguyệt Dung tức giận nhìn Trang Hạo Nhiên kêu lên, như vậy làm sao mẹ trở về nước anh? Con bé Ngải Lâm đáng chết, hôm nay sinh nhật 35 tuổi rồi, cho đến bây giờ nó vẫn một mình. Mặt mũi của mẹ bị các người làm mất hết, bọn họ đều nói mẹ xanh đứa bé đều là quái vật, cho nên mới không có ai muốn. Hôm nay là sinh nhật cô. Bác dịch lập tức ngẩng đầu lên, nhìn Trang Ngải Lâm, có chút dịu dàng hỏi. Trang Ngải Lâm lập tức cắn răng nghiến lợi ngẩng đầu lên, nhìn anh nói, đừng ở trước mặt chị nói sinh nhật. Sau khi tôi 18 tuổi, ai dám đưa quà sinh nhật cho tôi, tôi sẽ đánh cho anh ta một trận. Bác dịch lập tức không nói lời nào, mặt hơi lộ ra nụ cười, cầm muỗng ăn canh. Bác dịch, ân nguyệt dung lập tức ngẩng đầu lên, nhìn bác dịch vội nói, nghe nói thi đấu kết thúc, còn phải trở về vườn nho rồi, con gieo giống cho ngải lâm trước rồi trở về. Phốc, bác dịch uống canh lập tức phun ra ngoài, bất đắc dĩ ngẩng đầu lên nhìn ân Nguyệt Dung. Mẹ, vẻ mặt trang ngải lâm thật sự bất đắc dĩ nhìn mẹ, tức giận kêu lên, con thật sự chịu đựng mẹ đủ rồi. Mẹ đừng cũng không có việc gì liền nói cháu trai, con dâu, con rể. Thật giống như con và em trai không phải do mẹ sinh mẹ nuôi. Tôi là cái gì muốn cùng anh sanh con, con tìm đàn ông khác sinh không được sao tối hôm nay con tìm đàn ông mang thai được chưa bác dịch nghe nói như vậy trong tim lập tức căng thẳng ngẩng đầu nhìn trang ngải lâm ân nguyệt dung nghe nói như vậy cũng không có khách khí vươn tay chỉ thẳng vào con gái nói được 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 con tìm đàn ông sinh đi trừ bác dịch mẹ xem con có dám tìm đàn ông khác sinh con hay không con đi đi lập tức đi ngay bà vừa nói xong điệp y lập tức đã ngăn ở cửa vẻ mặt lạnh lùng nhìn nhìn bộ dạng muốn bạt tai con không ăn, thật sự một ngụm canh cũng không cho con nuốt xuống. Trang ngải lâm ngẩng đầu lên nhìn điệp y một cái, không nói hai lời, trực tiếp ném muỗng đứng lên, xoay người đi vào phòng của mình. Trang tính vũ lập tức đứng lên, nhìn con gái như vậy, cũng không có trách móc cô không có lễ phép, chỉ rất cưng chiều hỏi có muốn gì lý mụ bưng canh vào cho con hay không. Không ăn canh, đến lúc đó làn da lại không tốt. Không ăn, tiếng của trang ngải lâm từ bên kia chuyển đến, cửa vang lên ầm một tiếng rung chuyển trời đất trang tính vũ cảm thấy bất đắc dĩ thấy trang hạo nhiên vẫn ngồi ở đó ông lập tức muốn giơ tay đánh hung tợn nói con còn ngồi lì ở đây làm cái gì chị con đau lòng con còn muốn ăn cơm đi qua nhìn chị một chút à trang hạo nhiên không có cách nào chỉ đành phải đứng lên xin lỗi liếc mắt nhìn tưởng vĩ quốc và diệp mạn nghi nói chú tưởng mọi người dùng trước con đi xem chị gái một chút anh nói xong lập tức xoay người đi vào trong này tưởng thiên lỗi lập tức ngẩng đầu lên nhìn bóng lưng Trang Hạo Nhiên, nói, hôm nay lâm phó tổng của cậu cầu hôn với nhã tuệ, làm cho khách sạn Á Châu của tôi náo loạn, giấy màu bay khắp nơi, còn trưng dụng mười mấy chiếc máy bay trực thăng của tôi, vườn hoa bị cậu ta hái sạch rồi. Món nợ này, cậu phải tính cho xong. Trang Hạo Nhiên nghe nói như vậy, lập tức quay đầu, nhìn tưởng thiên lỗi, ngẩng mặt mỉm cười, nói tôi làm sao không tính. Đây chính là khách sạn Á Châu các người gả con gái. Cũng không phải tôi gả con gái nếu là con gái của tôi, tôi sẽ cho của hồi môn. Nếu như anh không hài lòng, có thể không cho cô ấy gả, tôi không có vấn đề. Cậu, tưởng thiên lỗi cảm thấy tức giận nhìn chặt anh, trong mắt hơi híp, nói cậu đừng để cho tôi không khách sáo bảo con Oscar đến hỏi thăm cậu. Ẩn ý chính là cậu tuyệt đối chạy không thoát. Trang hạo nhiên dừng lại một chút, mới nhún nhún vai đi vào trong. Trang tính vũ nhìn con trai đi vào, lúc này vẻ mặt mới bất đắc dĩ ngẩng đầu lên, nhìn vẻ mặt vợ chồng tưởng vĩ quốc bình tĩnh xin lỗi nói thật xin lỗi tới đây ăn bữa cơm lại để cho mọi người chê cười thấy mấy chục năm thấy nhưng không thể trách các người cũng không phải là người bình thường chúng tôi không có gì kinh ngạc tưởng vĩ quốc trực tiếp ăn canh chậm rãi sâu kín nói trang tính vũ lập tức bất đắc dĩ nhìn ông nở nụ cười tiếng gõ cửa vang lên vẻ mặt trang ngải lâm tức giận ngồi ở trước bàn trang điểm nghe âm thanh bong bóng bay bên chỗ lâm sở nhai vẫn còn tiếp tục nổ tung, vui mừng đến khiến người ta chán ghét, cô thở dài một cái, mới đưa lưng mình về phía cửa sổ, vẻ mặt tức giận nói ai dám vào, tôi sẽ đánh tan xác người đó. Cạch, Cài... cửa lặng lẽ mở ra, bóng dáng của bác dịch chậm rãi xuất hiện tại cạnh cửa, mặt lộ ra một chút dịu dàng khó được, nhìn trang ngải lâm. Trường 1115, tôi giúp cậu. Bên trong gian phòng, quanh quẩn mấy phần không khí không tầm thường bác dịch vẫn một mình đứng ở bên cửa, tay cầm khóa tâm, hai tròng mắt hơi lóe sáng, nhìn Trang Ngải Lâm vẫn ngồi ở trên ghế trước bàn trang điểm phong cách châu Âu, vẻ mặt lạnh lùng ôm vai tức giận, tiếng thở dốc cũng lộ ra trùng trùng khí thế, anh dừng lại suy nghĩ một chút, lúc này mới chậm rãi đóng cửa lại, cạch một tiếng, đóng chặt, lúc này mới xoay người im lặng đi vào bên trong phòng, bước lên thảm lông cừu mềm mại, đi tới bên cạnh cô. Anh đi vào phòng tôi làm gì? Muốn ăn đòn à? Trang Ngải Lâm ôm vai tức giận hỏi. Bác Dịch đứng bên cạnh cô, liếc lên bàn trang điểm chất loạn từng đống châu báu và đồ trang sức vô giá, chiếu lấp lánh, anh lại im lặng hai mắt lóe ra hấp dẫn, nhìn đường nét khuôn mặt Trang Ngải Lâm hết sức xinh đẹp, anh liền vươn tay khoác nhẹ lên tay ghế của cô, khẽ nắm chặt, mới âm thanh thật sâu trầm trầm nói, "Thật ra, tại sao không thích sinh nhật, cô có đầy đủ xinh đẹp, kiêu ngạo toàn thế giới." Trang Ngải Lâm không có trả lời anh, chỉ tiếp tục ôm vai đưa mắt nhìn tới đối phương bên trong gương hai mắt bác dịch xoay tròn sâu kín nhìn cô một cái liền thở một hơi nói thật ra nên quý trọng ngày sinh nhật đây là tình yêu lớn nhất của cha mẹ dành cho cô có một chút duyên phận giữa chị em có thể do thượng đế sắp đặt hai mắt trang ngải lâm lóe lên trực tiếp nhíu mày nói tôi không cần anh xen vào việc của người khác bác dịch nhắc mí mắt nhìn cô một cái có vẻ hơi lúng túng nhìn châu báu tinh xảo trước bàn trang điểm của cô đặc biệt trong đó một sợi dây chuyển kim cương giống như vương miện viên lớn nhất gần bằng ngón cái, lóe ra ánh sáng hết sức khí phách, nhưng chỉ là một sợi dây chuyển vô giá, tùy ý khoác lên trên hộp nhung đen. Hai tròng mắt anh hơi di động, suy nghĩ một chút, ngay lập tức thở nhẹ một hơi, khẽ đưa tay nhét vào trong túi quần màu đen của mình hơi móc ra, rốt cuộc chậm rãi kéo ra một sợi dây màu đen treo một mặt dây chuyền đá quý màu xanh ngọc, viên ngọc lục bảo chiếu ra ánh sáng màu xanh, lên nước tươi đẹp, chậm rãi phát ra rất nhiều khí tức cao quý trang nhã. Mặc dù không có cách nào so sánh với những thứ châu báu vô giá kia, nhưng đại biểu cho cái đẹp kiểu Trung Quốc hết sức độc đáo. Anh liền mở cái khóa nhỏ bằng kim loại trên sợi dây màu đen, nhắc mí mắt nhìn trang phần lưng ngải lâm một cái, nhất là mái tóc dài mềm mại đến eo của cô, rũ xuống bên hông, lộ ra bả vai vẫn có chút mềm yếu, anh liền hơi đứng gần phía sau cô, nhẹ cúi người xuống đưa sợi dây đến trước mặt cô, chậm rãi thòng xuống, không chờ cô phản ứng kịp cũng đã cúi đầu đeo vòng cổ cho cô anh lúc này trang ngải lâm mới phản ứng được tay không nhịn được phủ đến một chút lạnh băng ở cổ mới cao mày nghiêng mặt mắng anh lại thấy trước gương trang điểm xa hoa phản chiếu khuôn mặt bác dịch dịu dàng cúi xuống anh đang cúi đầu cài khóa vòng cổ cho mình ánh mắt của cô nhíu lại không ngờ nhìn thấy giữa ngón tay mình là một vòng cổ treo viên đá quý màu xanh ngọc vừa nhìn chính là giá trị xa xỉ sở độ lên nước của nó cũng biết có mấy trăm năm lịch sử hai mắt cô lóe lên, nhìn chồng chọc bác dịch trong kính nghiêng mặt. Hỏi, anh làm gì? Bác dịch không lên tiếng, chỉ thật cẩn thận cài tốt móc kim loại cho cô xong, mới vươn tay kéo mái tóc mềm mại bên trong vòng cổ ra ngoài, hết sức lễ phép và quy củ, lạnh nhạt nói, tôi biết rõ. Cô có châu báu đẹp nhất trên thế giới, chúng nó đều là loại vô giá. Thế nhưng mặt dây truyền ngọc lục bảo là một chút tấm lòng của tôi đối với cô trong ngày sinh nhật. Đây là mẹ của tôi trước khi mất để lại cho tôi bà ấy vẫn nói ngọc không có cắt được đường con cái đời sau. Cho nên chúng ta quý trọng hết đời này sang đời khác, thậm chí lúc đứa bé 8, 9 tuổi liền nhận lấy vòng cổ của cha mẹ. Nó cũng sẽ không có điểm xấu, nếu như cô không ghét bỏ, có thể yên tâm đeo. Trang Ngải Lâm nghe nói như vậy, trong lòng căng thẳng khó hiểu, mở to mắt nhìn mình trong kính, hôm nay vừa lúc mặc t-shirt màu trắng lộ vai, mặt dây chuyền ngọc xanh biếc hình vuông treo lên trên cổ trắng nõn của mình, có vẻ hết sức tôn quý và khí phách phối hợp phong cách của mình gần như không chê vào đâu được. Cô tự nhiên cũng biết, lộc của ngọc lục bảo tượng trưng cho cuộc sống thuận lợi và hơi thở mùa xuân, đó là vua của loại ngọc xanh. Cô nhất thời không lên tiếng, ngón tay ngọc thon dài nhẹ ước lượng viên ngọc lục bảo, hai mắt vẫn lộ ra khí thế không thỏa hiệp, nhìn viên ngọc treo lủng lẳng trong kính. Bác dịch nhìn bóng lưng của cô thật sâu một cái, không lên tiếng, chỉ vươn tay hơi sửa sang tóc dài của cô xong, liền nắm nhẹ bả vai của cô, lạnh nhạt nói, sinh nhật vui vẻ, ngải lâm. Hy vọng mỗi ngày cô đều hạnh phúc và vui vẻ, chỉ là không nên tùy tiện, lỗ mãng tìm bất kỳ người đàn ông nào yêu nhau, để không phụ lòng cuộc sống kiêu ngạo của cô, chỉ mong tương lai cô có thể nhận được tình yêu càng kiêu ngạo và hạnh phúc hơn. Đi nha! Anh nói xong, liền một mình im lặng xoay người đi khỏi. Trang ngải lâm không lên tiếng, hai chồng mắt lóe lên, nhìn bóng lưng bác dịch trong kính hơi lộ ra mất mát và cô đơn, cô nặng nề thở gấp mấy hơi, nhưng chỉ nắm chặt viên đá quý màu xanh ngọc treo lủng lẳng đè ở trong lòng cũng không nhúc nhích bác dịch trực tiếp kéo cửa phòng ra đi ra ngoài nhìn trang hạo nhiên một mình tựa tại cạnh cửa đôi tay cắm túi quần hơi nghiêng mặt nhìn mình vẻ mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ vẻ mặt anh cũng chỉ lộ ra nhàn nhạt, nhạt đi về phía trước lại đi qua bên cạnh trang hạo nhiên mới nói tôi biết rõ cậu đang nghĩ cái gì nhưng tôi vẫn muốn cho cậu một lời đề nghị không nên đi gặp khả hinh hai mắt trang hạo nhiên lóe lên ngẩng đầu lên nhìn anh. Bác dịch không có nói thêm nữa, liền trực tiếp xoay người đi khỏi, bóng lưng kia nặng nề, tịch mịch. Ôi, Trang hạo nhiên nặng nề thở dài một cái, lúc này mới dám đẩy cửa phòng ra, đi vào phòng của chị, nhìn chị một mình tựa trên ghế trước bàn trang điểm, tay vẫn nắm chặt viên ngọc treo lủng lẳng, lạnh lùng nhìn chăm chú phía trước, hơi thở từng hồi nặng nề thở dốc, giống như sắp hình thành cơn tức giận muốn điên cuồng vọt lên, hai mắt của anh trợn to, thầm kêu không ổn, nín thở một cái, lui về phía sau một bước, hoảng sợ không nhẹ nói, chị, chị làm gì thế? Trang ngải lâm thở dốc, tay nắm chặt viên ngọc treo lủng lẳng, nhớ tới lời của bác dịch, không nên tùy tiện, lỗ mãng đi tìm bất kỳ người đàn ông nào yêu nhau, để không phụ lòng cuộc sống kiêu ngạo của cô. Ngải lâm, sinh nhật vui vẻ, một hơi thở lộ ra một chút nước mắt ướt át, hai mắt của cô đột nhiên lóe ra nước mắt mãnh liệt, chợt đứng lên, vẻ mặt căm hận nhìn em trai. Trong đầu trang hạo nhiên lạnh lẽo, Trận to hai mắt nhìn dáng vẻ chị gái muốn cắn người, ăn thịt người, anh hoảng sợ, lui ra sau một bước, mới thở mạnh nói, chị. Chị đừng như vậy, có chuyện gì từ từ nói. Hôm nay mẹ nói quá mức một chút, chị 36 tuổi cũng không phải là lỗi của chị. Chị thấy đúng không? Trang ngải lâm như một trận gió, hung tợn chạy đến trước mặt Trang hạo nhiên. Ôi, 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 bình tĩnh một chút bình tĩnh, chị không thể luôn bắt nạt em trai năm nay em cũng 30 rồi. Trang hạo nhiên lập tức muốn lui khỏi phòng. Nhưng Trang ngải lâm giống như mai siêu phong luyện cửu âm chân kinh, đưa bàn tay cứng như sắt, lập tức nắm tay áo của em trai, kéo cả người anh trở lại, lập tức nện ở mặt tường, rắc một tiếng nắm thành quả đấm, sắp gần tới trên mặt Trang hạo nhiên, Trang hạo nhiên a hát một tiếng, nhăn mặt gọi, đừng đánh mặt. Đánh không đẹp trai nữa. Một quả đấm, nện mạnh ở trên tường. Trang hạo nhiên một tay bưng mặt, hoảng sợ đến kinh hồn thất sắc nhìn chằm chằm nắm tay trắng nõn hết sức đẹp mắt nện lên bức tường bên cạnh khuôn mặt của mình hai mắt của anh lóe lên ngạc nhiên quay đầu nhìn vẻ mặt hung tợn của chị gái một chút dáng vẻ thở hào hển anh ngạc nhiên gọi chị trang ngải lâm cắn chặt răng tức giận nhìn em trai kêu lên nói tôi giúp cậu à trang hạo nhiên nghe nói như vậy không hiểu nhìn chị hơi sững sờ nhưng ấp a ấp úng nói giúp giúp cái gì Vẻ mặt Trang Ngải Lâm đầy khí thế nhìn em trai trực tiếp nói, "Giúp cậu chạy ra khỏi nơi này. Giúp cậu đi gặp Khả Hinh, cậu lập tức đi gặp cô ấy, lập tức đi gặp cô ấy, đi sinh con, sinh một chục đứa bé, sinh một chục kẹo, tôi không chịu nổi, tôi cũng đã không chịu nổi nữa." Trang Hạo Nhiên lộ vẻ mặt kinh ngạc, nhìn chị, nhất thời nói không ra lời, không dám vui mừng, nhưng hai mắt lóe sáng, mới nói, "Nhưng anh rể, không cho đi?" Nghe anh ta làm gì? Trang Ngải Lâm cảm thấy tức giận nói, chị giúp cậu đi ra ngoài. Khi nào khả hình đi? Trang Hạo Nhiên nghe nói như vậy, nhất thời hai tròng mắt lóe lên, có vẻ mấy phần mất mắt nhìn phía ngoài cửa sổ xem hoa lễ đã kết thúc xong chưa, nói, giống như. Sắp lên đường rồi. Đúng vậy, sắp lên đường. Đại sảnh khách sạn Á Châu. Sau khi Lâm sở nhai lãng mạn cầu hôn nhã tuệ, mấy người lập tức trò chuyện vui vẻ đi tới số lượng xe trói mắt phía trước, tâm trạng lâm sở nhai hết sức vui sướng một mình lái một chiếc xe tô lạc hoành chờ tiêu đồng tào anh kiệt ồn ào muốn đi cùng xe trần mạn hồng tiếp theo tiểu vi và tiểu hà lái chiếc xe thể thao suv dừng ở trước đại sảnh khách sạn dưới ánh mặt trời sáng lạn và trong gió biển mãnh liệt cùng nhau muốn xuống xe đỡ khả hinh lên xe nhã Tuệ mỉm cười ôm nhẹ khả hinh đi vào trong xe nói hôm nay tôi không ngồi xe sở nhai tôi đi cùng cô không cần đâu Đường Khả Hinh lập tức có chút khéo léo và hiểu chuyện, hơi mở ánh mắt có chút rời rạc, nhưng vẫn cười vô cùng vui vẻ, nắm tay Nhã Tuệ, nói: "Hôm nay là ngày đầu tiên hai người đính hôn, em sẽ không thể không hiểu chuyện như vậy." "Chị mau qua cùng anh rể." "Em không sao, có Tiểu Vi và Tiểu Hà cùng với em, không có việc gì." "Không cần." Nhã Tuệ có chút đỏ mặt, nhất thời xấu hổ nở nụ cười. "Mau đi đi." Đường Khả Hinh lại muốn đẩy nhẹ cô, hai người đang đẩy đưa một giọng nữ hết sức hấp dẫn và vô cùng êm tai, có chút vui mừng thở nhẹ gọi, "Khả Hinh." Audio điện tử võ tấn bền. Chương 1116, cô ấy là ai? Gió biển mãnh liệt thổi đến, mang đến từng làn mùi hương như huyền thoại. Giọng nói này quá truyền cảm, quá hấp dẫn, quá mê người. Cả đại sảnh khách sạn Á Châu, khách và nhân viên ra ra vào vào cũng không nhịn được theo mùi thơm và giọng nói này quá truyền cảm quá hấp dẫn thật sự làm cho người ta thư thái, cũng ngẩng đầu lên, lộ ra mấy phần kinh ngạc nhìn người trước mặt. Nhã Tuệ và Trần Mạn Hồng cùng mấy cô gái kinh ngạc nhìn cô, nhưng đám người Tô Lạc Hoành và Tào Anh Kiệt nhìn cô, lại kinh ngạc nở nụ cười, nhất là tiêu đồng vui mừng đi ra, nhìn cô, vui vẻ cười kêu lên, chị dai dai. Đường Khả Hinh nghe nói như vậy, lập tức theo âm thanh nhìn tới trước, hai mắt sáng lên. Dai dai mặc đầm dài tu tu màu trắng nhún phía trước, bên ngoài khoác một cái áo khoác màu xanh dương thoải mái, lộ ra dây áo lót và xương đòn hấp dẫn, đón gió biển mãnh liệt, tóc dài phất lên, giống như nữ thần phương Tây, phong cách siêu phàm. Tay kéo một cái vali di động màu xanh đậm, chiều cao 1m70, đứng ở trước thảm đỏ, giống như một người mẫu sáng chói nhất, cũng là người mẫu lãng mạn nghệ thuật nhất trên thế giới. Cô đang nở nụ cười hấp dẫn, nhìn tiêu đồng cùng đám người tô lạc hoành nghênh đón, đầu tiên vui vẻ dùng giọng nói đặc biệt của cô, cũng vui mừng khẽ gọi tiêu đồng. Lạc hoành, anh Kiệt, sở nhai, chúng ta đã lâu không gặp. Mọi người cũng cùng nhau vui vẻ chào cô, nhất là tiêu đồng, từ trước đến giờ rất ưa thích dai dai, lập tức đưa đôi tay nâng nhẹ cánh tay của cô, giống như chị em, dáng vẻ lộ ra thân mật, vui mừng cười nói, đúng vậy, đã lâu không gặp. Đám người lâm sở nhai cũng vui vẻ cười gọi, gần đây cô khỏe không? Tại sao đột nhiên trở về nước? Rất tốt, dai dai hơi ngừng mặt, vui vẻ vươn tay, vén nhẹ tóc dài trên trán mình, mới vô cùng xúc động và vui sướng nói, tôi có người bạn Trung Quốc, gần đây đầu tư gần 2 triệu mở rộng sự nghiệp hội họa ở trong nước, anh ấy muốn tôi vẽ thiết kế khái quát một bộ tác phẩm, tôi liền trở về nước thay anh ấy xem địa điểm trước một chút, tìm một chút cảm giác, thuận tiện nói một chút chuyện tôi mở triển lãm tranh trong nước. Ngày hôm qua tôi gửi mail cho Hạo Nhiên, nhưng anh ấy vẫn chưa có trả lời cho tôi. Có thể lão đại đang bận, chị đừng trách anh ấy. Tiêu đồng vội vàng nở nụ cười giải thích. Tôi hiểu rõ, dai dai vẫn hết sức hiểu rõ hạo nhiên, liền nở nụ cười, mới ở trong ánh mắt kinh ngạc của Nhã Tuệ và Trần Mạn Hồng, đi về phía Khả Hinh, hết sức xúc động và vui mừng gọi, Khả Hinh. Chúng ta đã lâu không gặp, kể từ khi chia tay ở nước Anh, tôi hết sức nhớ cô. Đường Khả Hinh cũng hết sức cảm động bước lên trước, khuôn mặt tươi cười vui vẻ, vươn đôi tay, vui vẻ gọi chị dai dai. Quả thật đã lâu không gặp dai dai nhìn đôi mắt đường khả hinh rời rạc cô lập tức ý thức vẻ mặt lộ ra rất kinh ngạc mình vội vàng vươn tay dịu dàng đỡ thân thể mềm mại của cô ngạc nhiên lo lắng hỏi khả hinh cô làm sao vậy xảy ra chuyện gì con mắt của cô không có việc gì đường khả hinh lập tức giống như không có chuyện gì nở nụ cười đôi tay nắm nhẹ hai tay của cô mới nhanh chóng giải thích nói chị đừng lo lắng chỉ là tạm thời có chút vấn đề qua hai ngày sẽ tốt dai dai khẽ thở ra một hơi hơi yên lòng nở nụ cười chăm chú nhìn đường khả hinh nghĩ tới thời gian qua rất nhiều ngày không thấy cô gái này ở cambridge đã từ một cô gái hoạt bát đáng yêu hôm nay đã hơi lộ ra mấy phần chín chắn động lòng người nhất là mái tóc buộc lên tóc trên chán lơ đáng rũ xuống dừng ở khuôn mặt trái xoan hơi lộ ra sự thông minh và tinh thần trí tuệ càng cảm thấy khí chất phi phàm cô lại xúc động tiến lên ôm nhẹ đường khả hinh vào trong ngực mới nói tôi thích nhất cùng hạo nhiên gọi cô là nhóc giống như em gái của tôi, thân thiết đáng yêu. Đường khả hình tựa vào trong ngực dai dai, cũng cảm thấy ấm áp mỉm cười. Trần Mạn Hồng và Nhã Tuệ vẫn hết sức kinh ngạc thân phận của cô, thật ngạc nhiên nhìn cô. Đúng rồi, mọi người muốn đi nơi nào. Dai dai biết bọn họ sắp lên đường, cũng không ngăn cản, mỉm cười hỏi. À, tiêu đồng lập tức bật cười nói, chúng tôi muốn cùng khả hình đi ngâm suối nước nóng, bởi vì mắt cô ấy có chút không tốt. Hơn nữa vừa vặn mấy người đàn ông bọn họ có một hạng mục, muốn gặp ông chủ đất gần suối nước nóng, liền tập họp đi theo cô ấy. Như vậy sao, vậy tôi làm chậm trễ hành trình của mọi người. Giai giai lập tức nở nụ cười nói xong, quan tâm nắm nhẹ tay Khả Hinh, vẻ mặt mang theo vài phần cưng chiều, cười nói cô nhóc, nhất định phải thật khỏe mạnh trở về nha. Vâng, đường Khả Hinh lập tức gật đầu. Mọi người mau lên đường thôi, tôi hẹn bạn bè đi nói chuyện phát triển đoán chừng đã chờ tôi trong phòng ăn khách sạn rồi, tối nay tôi cùng Hạo Nhiên tụ tập. Đi trước đây, bai, dai dai nói xong, liền mang theo một chút phóng khoáng, hấp dẫn nở nụ cười, nhìn về phía mọi người hơi vẫy tay, liền rất tao nhã động lòng người, xoay người đi vào đại sảnh khách sạn, bóng lưng kia nhìn qua, cũng rất huyền thoại và lãng mạn. Ồ, Trần Mạn Hồng cũng không dễ dàng phục người. Nhưng cô thật lòng cảm thấy cô dai dai này có một loại phong cách quả thật có thể sánh với Trang Ngải Lâm, cô kinh ngạc gọi cô ấy là ai vậy? Tại sao gọi là, hạo nhiên, hạo nhiên? Đường khả Hinh nghe vậy, lập tức có chút lúng túng cúi đầu, không lên tiếng. Nhã tuệ nhìn dáng vẻ cô gái kia, lập tức thất thần nói trời ạ. À, không phải là, bạn gái trước của tổng giám đốc trang chứ? Tiêu đồng nghe bọn họ nó, cũng đành phải cười ngượng ngùng nói, đều là chuyện quá khứ rồi. Ha, Trần Mạn Hồng thật sự khiếp sợ lại xoay người, nhìn dai dai đi vào đại sảnh khách sạn, mới vừa cùng một người đàn ông ngoại quốc cuồng nhiệt chào hỏi, vóc người rất hoàn mỹ, khí chất vô cùng trí tuệ, cô cũng không khỏi cảm thán chật, chật, chật. Ánh mắt tổng giám đốc trang quả nhiên không giống người bình thường. Bạn gái trước phong cách cũng có thể làm vương phi rồi. Khụ 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 khụ, mấy người lâm sở nhai cùng tô lạc hoành vội vàng vụng về ho khan, thậm chí tạo anh kiệt nhanh chóng nhìn vợ trước mắt. Lúc này Trần Mạn Hồng mới phát hiện ra mình giống như có chút nói sai, ngay lập tức nhìn về phía đường khả Hinh nét mặt mơ hồ ẩn nhẫn, cô lập tức cười ha ha nói, ôi chao. Khả Hinh, cô không cần lo lắng, tình yêu của Tổng Giám Đốc Trang đối với cô, trời đất chứng giám. Xét đánh cũng không động. Nhã Tuệ cũng buồn cười nhìn dáng vẻ đường Khả Hinh khẽ cắn môi dưới, không nhịn được cười nói, ôi chao. Ghen sao? Không có đâu, mặt của đường Khả Hinh thoạt đỏ bừng, vội vàng lúng túng nói, mọi người không nên nói bậy, chị dai dai cũng bạn thân của tôi, càng là người chị tốt, ở nước anh chị ấy rất chăm sóc tôi đấy. Thật không ghen, Trần Mạn Hồng lại nhìn cô cười nói. Sẽ không, đường khả Hinh thở dài một cái, liền một mình xoay người muốn lên xe, Tiểu Vi và Tiểu Hà vội vàng vịn hai tay của cô, đỡ cô lên xe ngồi ở ghế sau, lấy thêm cái chăn khoác nhẹ lên trên người của cô, nhã tuệ vẫn ngồi lên chỗ ngồi phía sau, ngồi ở bên cạnh cô, nhìn dáng vẻ cô cúi đầu, đôi mắt to khẽ xoay tròn, liền không nhịn được buồn cười nói, được rồi. Đừng ăn giấm, tôi biết rõ bây giờ cô rất nhớ tổng giám đốc trang. Em mới không có, đường khả hình lập tức níu cái chăn che ở trên người một chút, khẽ cắn môi dưới, nhớ tới lời dai dai mới vừa nói, buổi tối cùng hạo nhiên tụ tập, cô nặng nề thở dốc một hơi. Phốc, nhã tuệ nhìn cô như vậy, mới không nhịn được bật cười, lúc này mới ngẩng đầu lên, bảo tiểu vi lái xe, nói, được rồi, thời gian cũng không sớm, cũng một giờ rồi, đi thôi. Tốt, tiểu vi lập tức khởi động xe, lập tức cầm tay lái, cho xe chạy tới phía trước. Đám người lâm sở nhai cũng lập tức đuổi theo, lái xe ra bên ngoài đại sảnh khách sạn. Hôm nay ánh nắng mặt trời thật rực rỡ chiếu khắp nơi, khắp nơi là gió biển thật to nhẹ nhàng khoan khoái đập vào mặt, trời xanh mây trắng thu hết vào mắt, số lượng xe thể thao và sớp đang nhanh chóng chạy qua thành phố ồn ào náo nhiệt, liền dọc theo một thôn trang không xa chạy tới. Mấy người đàn ông Tô Lạc Hoành và Lâm Sở Nhai đang bàn về ông chủ đất giàu có họ Chu, Cách suối nước nóng khả hình đến ngâm khoảng 2 cây em, liền tính toán tới đó xem trước một chút, tìm hiểu rõ tình hình của ông chủ họ Chu. Mới quyết định, Trang Hạo Nhiên đã ra lệnh cuối, nhất định phải lấy được mảnh đất đó. Bọn họ vừa lái xe, vừa chạy qua dãy núi dày đặc trùng điệp, dựa theo hệ thống hướng dẫn biểu hiện địa phương, gần như đi tới thôn trang gọi là thôn Thanh Đàm, tuy nhiên nhìn dãy núi xung quanh, phía dưới vùng nào đấy toàn bộ dày đặc cây nông nghiệp, vùng nào đấy hiển nhiên đã thu hoạch, lộ ra một mảnh đất rộng chỉ có từng mảng cỏ đuôi chó kéo dài tận phương xa. Ngoài đàn bò nào đó xa xa, không hề có người ở. Mấy chiếc xe cùng đậu ở ven đường, vẻ mặt lộ ra kinh ngạc và khó khăn đi ra, ngẩng đầu lên nhìn xung quanh dãy núi trùng trùng điệp điệp nhìn thấy giật mình, trực tiếp ngạc nhiên nói, rốt cuộc có phải thôn Thanh Đàm ở chỗ này hay không? Chúng ta lái xe thật lâu, cũng không có nhìn thấy người. Sớm biết vậy mang Tiểu Nhu theo, cô ấy có thể quen thuộc nơi này vẻ mặt Tào Anh Kiệt trực tiếp lộ ra vẻ khó khăn nói. Đừng nhắc cô ấy với em, thật vất vả nghỉ ngơi một lần, vui vẻ nhất chính là không muốn thấy cô ấy. Trần Mạn Hồng vừa mặc bộ váy sanen mấy chục ngàn đi xuống xe, vừa theo bản năng nhấc giày cao gót tránh từng khối bùn đất, có chút ghét bỏ vươn tay, phủi phủi bụi rơi trên người, cọ cọ chân, tâm trạng không tốt một cách khó hiểu, nói, mọi người cũng đừng nhắc tới cô ấy với tôi. Tôi nghe đến tên của cô ấy liền buồn bực. Nói xong, nơi xa truyền đến từng trận âm thanh vịt kêu cạp cạp cạp. Mọi người cùng theo âm thanh nhìn sang, quả nhiên thấy nơi xa trong một mảng cỏ đuôi chó thật lớn, lắc lắc đi ra một đàn vịt trắng như tuyết, có số ngoài miệng còn treo móc một chút rêu xanh, đoán chừng là mới vừa ăn no, thật thỏa mãn đưa mỏ đi về phía trước, một số bộ dáng đi, thật sự huấn luyện hết sức nghiêm chỉnh, không đến bao lâu, mọi người nhìn thấy một bóng dáng nho nhỏ, cô mặc một cái áo liền quần, trải hai bím tóc, trên đỉnh đầu đội nón cỏ cực lớn, che mất cả khuôn mặt nhỏ bé của cô, trong tay của cô còn cầm một cái roi nhỏ. Vừa bước qua đám cỏ đuôi chó, vừa đi theo đàn vịt đi về phía trước, âm thanh mềm mại trong vắt truyền đến, nói đi nhanh một chút. Tôi còn phải nhanh trở về bệnh viện, đều ăn uống no bụng chưa? Hai ngày nay chị của tôi và anh rể của tôi không có thời gian cùng mấy đứa mày ra ngoài ăn cái gì, ha ha. Ngoan ngoãn đi về phía trước, đúng rồi, đừng đi lệch nha. Tôi có thể ở từng tuổi này hoa mắt hay không? Trần Mạn Hồng không thể tin nổi vươn tay, quạt thẳng mặt, tức tức giận xoay người, kêu lên, tại sao đến nơi này, tôi cũng vẫn có thể nghe được tiếng của con bé chết tiệt kia. Thật sự là gặp quỷ. Đám người Tào Anh Kiệt và Tô Lạc Hoành lập tức kinh ngạc trợn to hai mắt, nhìn cô gái ở trong mảng cỏ đuôi chó phía trước đi ra, người thấp bé, khuôn mặt rất thật thả đáng yêu, bọn họ cũng thất thần, cũng cho rằng mình hoa mắt, nhưng Đường Khả Hinh lại đón gió đi xuống xe, nghe được tiếng của Tiểu Nhu. Lập tức vui vẻ bật cười nói, "Tiểu Nhu." Tiểu Nhu rõ ràng đang vội vàng lùa vịt đi về phía trước, nghe tiếng gọi này, cô lập tức mở to mắt, đầu đội nón cỏ lớn, xoay người lại, nhìn đám người Tô Lạc Hoành, mọi người đều kinh ngạc đứng ở nơi đó, cô lập tức cũng rất kinh ngạc vui vẻ giơ tay lên, kêu to quản lý. "Phó tổng, mọi người tới rồi. Bác Phúc nói hôm nay mọi người sẽ tới, bảo tôi ở trong thôn một chút nữa đưa Khả Hinh đi thôn Ôn Tuyền." Nơi đó cũng xinh đẹp Hiện tại có rất nhiều người đều ngâm suối nước nóng ở nhà nghỉ nước nóng, rất nhẹ nhàng thoải mái. Trần Mạn Hồng lập tức thất thần chấp nhận, xoay người nhìn nơi xa, quả nhiên là tiểu nhu, con bé đáng chết ném cái mũ, liều mạng chay qua bên này, cô muốn khóc. Làm sao mọi người đến bây giờ mới tới? Tiểu nhu thật vui vẻ từ trên cỏ chạy như bay tới, nâng khuôn mặt trái xoan trêu chọc chết người. Cô rất vui vẻ, có thể ở trong thôn và trong nhà của mình gặp được mấy phó tổng, ôi chao chúng tôi nhìn thấy cô cũng biết được cứu rồi đám người lâm sở nhai lập tức ngẩng mặt vui vẻ nhìn tiểu nhu nói chúng tôi muốn tìm người ở vùng này thế nhưng xung quanh cũng không có một người nào bọn họ phải nắm chặt thời gian bởi vì nghe nói ngày mai đám người thẩm quân dụ cũng sẽ lên đường tìm đến ông chủ họ chu đó ồ ánh mắt tiểu nhu lập tức sáng lên rất đắc ý vui vẻ nhìn bọn họ hỏi mọi người muốn tìm ai mau nói cho tôi biết tôi nhất định biết tôi đưa mọi người đi tìm họ. Chật, Trần Mạn Hồng tức giận đến thở gấp, dùng tay quạt gió ảo ảo, vẻ mặt xem thường nói, người kia, cô quen biết không nổi. Thật sao, Tiểu Nhu nghe xong, vẻ mặt thật thà đáng yêu, nhìn bọn họ hỏi, ai vậy? Lâm Sở Nhai lập tức căng thẳng đi lên trước, nở nụ cười nhìn cô, nói chính là tên Chu. Chu, Chu cái gì? Anh lập tức quay đầu, nhìn Tô Lạc Hoành. Tô Lạc Hoành nghe xong, lập tức cười nói, tên Chu Trường Dũng là ông chủ lớn ở vùng này. Tiểu Nhu lập tức giống như nghe được lời nói hết sức kinh ngạc, con người sáng lên. Cô có biết không, đám người Tô Lạc Hoành và Lâm Sở Nhai căng thẳng nhìn cô, hỏi. Trần Mạn Hồng cũng nghiêng mặt nhìn cô, lại tức giận chắt lưỡi một tiếng. Biết chứ, dĩ nhiên biết, Tiểu Nhu lập tức nở nụ cười ngọt ngào nhất, tay che ngực một cái, thật rất ngây thơ kêu lên, ông ấy chính là cha của tôi. Hả, mọi người cùng nhau mất hồn nhìn cô, kêu lên cha của cô. Trần Mạn Hồng lập tức cảm giác kinh ngạc, không thể tin nổi nhìn cô, con ngươi trừng to. Chương 1117 cũng là nhà cô. Phòng bệnh. Màn hình điện thoại di động màu đen đột nhiên gấp gáp sáng lên đèn xanh, âm thanh tích tích chấn động. Lãnh Mạc Hàn nằm ở trên giường, đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe tiếng chấn động này, liền hơi mở hai mắt lim dim, hơi nặng nề thở dốc một cái mới đưa tay qua mặt bàn ở đầu kia lấy di động, mở màn hình, đột nhiên thấy trên màn hình hiện tin nhắn của Tô Lạc Hoành, chuyện lớn khẩn cấp. Cha của Tiểu Nhu chính là ông chủ lớn họ Chu, lập tức để cấp dưới của anh hạch toán tỷ lệ sử dụng đất và giá trị đầu tư gần 30 năm cho tôi, sau đó chúng ta có thể có cơ hội đàm phán. Hai mắt lãnh mặc hàn nhíu lại, có chút không thể tin nổi, lại giơ điện thoại di động, nhìn rõ tin nhắn của Tô Lạc Hoành, anh lập tức hơi ngẩng mặt, không nhịn được kinh ngạc nhớ tới, Tiểu Nhu thường ngây ngốc lẩm bẩm ở trong miệng nhà tôi có rất nhiều heo, rất nhiều dê, rất nhiều rất nhiều khoai tây và nhân sâm, lời này nói rất mơ hồ, lẩm bẩm giống như có mấy phần thật. Thật chẳng lẽ? Anh vội vàng suy nghĩ trong chốc lát, lập tức nhấc lên chăn, nhịn thân thể đau đớn, trực tiếp xuống giường mang dép, đi vào toilet. Bệnh viện, hành lang thật dài. Tô Thủy Kỳ cùng mấy bác sĩ trò chuyện vui vẻ đi tới phòng của Lãnh Mặc Hàn, cũng nói tới bệnh nhân này khôi phục thân thể, Sức khỏe kinh người, vốn trong y học có giải thích, người có ý chí càng kiên định, thân thể của anh ấy tự ý thức phục hồi chức năng, sẽ có hỗ trợ cho việc bình phục vết thương. Mấy người cùng nhau vừa nói vừa bởi vì bệnh của Lãnh Mặc Hàn, muốn mở hội nghị chuyên đề một lần. Đến lúc đó nói đi, người này bướng bỉnh giống như con bò, động một chút là chơi mất tích, không biết chạy đến địa phương nào. Bởi vì chuyện này, tôi và anh ấy mới thành bạn bè. Tô Thủy Kỳ nói xong, liền trực tiếp đi tới trước cửa phòng bệnh của lãnh mặc hàn vừa nhìn về phía mọi người cười nói hết lời vừa lập tức đẩy cửa ra nói không chừng bây giờ tôi đẩy cửa đi vào anh có thể lại không có ở đây nói xong cửa phịch một tiếng đẩy ra tô thủy kỳ cùng mấy vị bác sĩ cười đi vào trong nhưng lập tức nhìn thấy phòng bệnh trống rỗng chỉ còn lại một chút hơi thở ấm áp người kia không biết lại chạy đi đâu rồi tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc chu trường dũng một ông chủ đất Trung Quốc giàu có triệt để bí ẩn. Bởi vì ông ta phải có sự nhạy cảm kinh người và cảm xúc thị trường, sau khi thừa kế nghiệp nhà nông gia đình để lại, có trại nuôi heo lớn nhất cả nước, cung ứng cho cả châu Á, đặc biệt là cung ứng cho các nước chủ yếu, ông ta hợp tác với chính phủ, cho không ít thôn dân thuê đất nông nghiệp trồng trọt, mở rộng rất nhiều loại máy móc trồng trọt, trước mắt siêu thị trên cả nước, phần lớn có hàng nông sản đóng gói hết sức đẹp mắt, đều là của nhà họ Chu càng không cần phải nói ông là ông vua sâm nhung nổi tiếng nhất cả nước. Riêng trồng trọt nhân sâm, bởi vì đứng đầu cả nước, năm nay ông còn một người một ngựa, chỉ dựa vào con rể cùng đi, mang theo một cái nát màu đen to lớn, liền đến Hàn Quốc nói chuyện hợp tác với người chủ trung tâm nghiên cứu sâm đỏ. Trước mắt, ông cũng không có người nào phụ giúp, liền thỉnh thoảng dựa vào con gái và con rể nói một chút chuyện làm ăn, nhưng căn dặn người làm, từ trước đến giờ cũng không có xảy ra chuyện bắt cóc tống tiền, cũng không biết có phải bởi vì nhà bọn họ quá khứ tổ tiên có người là quân phiệt trên người có khí thế mạnh mẽ quả thật có thể trấn nhiếp một số người đám người lâm sở nhai cùng tô lạc hoành còn có tào anh kiệt toàn bộ trợn to hai mắt cả người như bị điểm nguyệt cũng không nhúc nhích nhìn chòng chọc tiểu nhu đường khả hinh và nhã tuệ cũng không nhịn được trợn to con ngươi há to mồm không thể tưởng tượng nổi điều mình nghe được trong đám người này nhất là trần mạn hồng cô càng cảm thấy tức giận đi lên trước Nhìn chằm chằm dáng vẻ đáng chết của tiểu Nhu từ trên xuống dưới một lần, lại cắn răng nghiến lợi tức giận nói, cô nói rõ cho tôi, cô nói cô là con gái của ai? Cô là con gái của Chu Trường Dũng. Tiểu Nhu lập tức có chút lo sợ dáng vẻ Trần Mạn Hồng, đầu tiên sợ hãi cúi đầu, lại mở to mắt, cắn môi dưới, lẩm bẩm cúi đầu nói, tôi, tôi, tôi chính là. Điều này sao có thể? Trần Mạn Hồng tức giận đến mặt cũng trắng bệch, hai mắt của cô lộ ra ánh sáng không thể tin theo thói quen bình thường đi bóp cô, không chịu nổi kích thích này, gào lớn cô nói cô là con gái của Chu Trường Dũng. Sau đó mỗi ngày trông chừng muốn bưng ăn đồ ăn thừa, cơm thừa và nước ép trái cây của khách, sau đó thảo luận với chị tiệm sơn móng tay, vì tiết kiệm 5 đồng, trò chuyện 30 phút điện thoại. Sau đó bình thường vì kiếm một chút tiền làm thêm giờ, ngồi xổm ở phòng bếp giúp rửa chén. Cô nói rốt cuộc cô làm gì hả? Cô có tiền không có chỗ xài, cô chạy tới phòng ăn của tôi làm gì? Trần Mạn Hồng cảm thấy tức giận, muốn nhào qua. Tiểu Nhu lập tức hoảng sợ lui về phía sau hai bước. Này 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 này, đám người lâm sở nhai lập tức căng thẳng nhào tới trước, ngăn cản Trần Mạn Hồng, nhất là Tào Anh Kiệt càng gấp gáp ôm lấy vợ, tránh cho để cho cô nhào qua, kích động cắn người, căng thẳng nói, vợ vợ. Đừng kích động, hiện bây giờ không giống ngày xưa, đừng như vậy, cô ấy thật là con gái của ông chủ lớn đấy. Đúng vậy, đúng vậy, đừng xúc động, Mạn Hồng. Tô Lạc Hoành lập tức hoảng sợ, lập tức đi tới trước mặt của Tiểu Nhu, giống như kính Bồ Tát, kích động nhìn cô, cúi đầu cười như đứa cháu, vừa an ủi vừa giải thích, "Tiểu Nhu, đừng trách quản lý của cô, cô ấy chỉ thật vui mừng, không ngờ thì ra cô là con gái ông chủ Chu. Chúng tôi thật có mắt không biết Thái Sơn, cô tha thứ cho chúng tôi." "Cái gì tha thứ và không tha thứ?" Trần Mạn Hồng lại cảm thấy tức giận muốn nhào tới Tiểu Nhu, nhìn con bé chết tiệt kia đội nón cỏ, dáng vẻ sợ hãi rụt rè cô liền cảm giác mạch máu muốn vỡ ra quát to con bé chết tiệt này nếu trong nhà có nhiều tiền như vậy tại sao buổi tối cô không trực tiếp ôm tiền ngủ còn phải chạy đến phòng ăn làm gì lừa gạt người hả bởi vì cô tôi đã gánh bao nhiêu tai họa vẫn còn cho rằng nhà cô nghèo khó không đành lòng đuổi việc cô sợ cô đến chỗ khác bị khi dễ sợ cô sẽ chết đói bây giờ xem ra bà cô làm tất cả đều uổng phí con bé đáng chết thật có hàng trăm ngàn con heo thật có hàng trăm ngàn mẫu đất, nhưng một tháng tiền lương của cô cũng chỉ bằng tiền một con heo, cô nói xem rốt của cô mưu đồ gì. Mưu đồ gì hả, bà cô liều sống liều chết, làm chết đi sống lại ở phòng ăn, mới mua được BMW hơn một triệu như vậy, cô thì tốt rồi. Cô có tiền không sai, cô mưu đồ gì hả? Tiểu Nhu nghe quản lý kích động như vậy, thì càng hoảng sợ rụt vai, cúi đầu, khiến nón cỏ che kín mặt, sợ hãi rụt rè, lẩm bẩm nói, cha. Cha nói, để cho tôi và chị làm chuyện mình thích, tôi, tôi liền đi thôi." Trần Mạn Hồng nghe xong lời này thì càng tức giận, lại giống như sư tử muốn xông lên, kêu to, "Mỗi ngày cô bị tôi mắng, tôi dạy dỗ. Cô có cái gì vui vẻ hả? Cô đừng nói với tôi, cô ở trong phòng ăn tìm được ý nghĩa cuộc sống." Rốt cuộc nghĩa cuộc sống của cô ý là gì? Tiểu Nhu cũng rất nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này, trợn to hai mắt, nghĩ tới nghĩ lui. Cô nhìn một chút, cô nhìn một chút. Đáng chết con bé, ngón tay Trần Mạn Hồng chỉ vào Tiểu Nhu, dáng vẻ ngây ngô, thật bị chọc giận muốn khóc, phổi cũng nổ tung, nói thật sự là không có lẽ trời. Nhiều tiền như vậy lại nện vào trên đầu một đứa ngu ngốc. Ôi chao, vợ, em đừng nói chuyện như vậy, Tào Anh Kiệt thật sự gấp gáp chết rồi, kéo nhẹ bả vai Trần Mạn Hồng, kêu lên, như vậy rất tổn thương tự ái đấy. Đúng vậy, đúng vậy, Nhã Tuệ và Tiêu Đồng cũng nhanh chóng đi lên, Trần An Trần Mạn Hồng, dáng vẻ hồn hền, bất đắc dĩ nói cô đừng như vậy. Có chuyện gì thì nói rõ ràng, gia đình tiểu nhu giàu có, đây không phải là chuyện tốt sao. Tôi cũng hy vọng cô ấy giàu có, tôi cũng sẽ không vì cô ấy được thăng cấp tổ trưởng, tôi mệt mỏi eo cũng sắp gấy. Trần Mạn Hồng vẫn tức giận. Quản lý, chị đừng tức giận, tiểu nhu vội vàng đi lên trước, muốn an ủi quản lý. Tiểu nhu, đường khả hình vội vàng nghe âm thanh đi tới, chuẩn xác chạm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, vội vàng an ủi cô nói quản lý không có tức giận chị ấy cũng vui vẻ chỉ là có chút không hiểu bởi vì cô thường bị khi dễ chị ấy cảm thấy cô xuất thân từ gia đình như vậy vốn không cần chịu đựng tức giận như vậy tiểu nhu nghe đường khả hình nói vậy lại gấp gáp ngẩng đầu lên nhìn trần mạn hồng trần mạn hồng trực tiếp nguội lạnh lùng quay mặt đi vươn tay ra quạt nóng nực tức giận đến không nói được câu nào tiểu nhu nhìn cô như vậy cũng không dám nói chuyện giống như thường ngày vội vàng cúi đầu. Được rồi, được rồi, được rồi. Tô Lạc Hoành vội vàng đi lên trước, vươn tay kéo bả vai Tiểu Nhu, nhìn cô bật cười nói, đừng trách quản lý. Cũng đừng mất hứng, lần này chúng tôi tới đây, một là vì cùng Khả Hinh đi ngâm suối nước nóng, hai là muốn gặp cha của cô một lần, cùng ông lấy học hỏi kinh nghiệm. Nhà các vị có vùng núi trồng không ít cây nho phải không? Chúng tôi chỉ muốn nhìn mảnh đất kia một chút, nhìn một chút thôi. Ồ, Tiểu Nhu nghe xong lời này, mắt to lập tức sáng lên, nhìn bọn họ vui vẻ bật cười nói, được, được. Mọi người cùng đi nhà tôi, bác Phúc cũng đã trở về, đang bên thôn ôn tuyền. Chúng ta cùng đi. Cô nói xong, lập tức khéo léo vươn tay, dắt cổ tay đường khả hinh, nhiệt tình dẫn mọi người bỏ xe, đi bộ vào trong thôn. Lâm sở nhai cùng Tô Lạc Hoành, Nhã Tuệ, Tiêu Đồng, đôi song sinh, tất cả cùng hăng hái đi về phía trước, Tào Anh Kiệt cũng nửa lôi nửa kéo Trần Mạn Hồng, đạp con đường nhỏ thôn quê đi tới phía trước, lúc này bởi vì đang đến gần cuối mùa thu, trên đồng ruộng cũng đã thu hoạch cây nông nghiệp xong, còn sót lại từng mảnh ruộng sâm minh mông bát ngát, chân mọc cao, đóa hoa màu đỏ hết sức đẹp mắt. Một con đại bàng đang bay qua bầu trời xanh thẳng. Đỗ Huy và Khương Vĩ nhận được tin tức của đôi song sinh, lập tức phái đi hơn 10 chiếc máy bay trực thăng, giám sát tin tức và video đường khả hình trong phạm vi 2 cây em, vừa giám sát hành trình của cô, vừa cứ mỗi 3 phút gửi một lần tin tức cho đôi song sinh, thông báo tình hình, khi bọn họ lái máy bay trực thăng bay lên giữa không trung, nhìn thấy các ngọn núi chập trùng không ngớt, còn có rừng sâm minh mông, cùng cây nông nghiệp vô tận, cũng thuộc về ông chủ lớn Chu Trường Dũng, bọn họ cũng không khỏi kinh ngạc. Tiểu Nhu vẫn tay cầm roi, vội vàng lùa đàn vịt trắng như tuyết, đưa bọn họ đi qua tầng tầng lớp lớp dãy núi, giải thích một số loại hoa cỏ thảo mộc không biết tên ở chân núi, còn nói ngọn núi cao nhất trước mặt gọi là núi Quan Âm, chính là ngọn núi hái cỏ linh chi cho đường khả hinh, là đồ cưới của mình. Mọi người vừa nghe, đi đến chảy mồ hôi ngẩng đầu, nhìn phía núi Quan Âm Nguyên Thủy ở trước mặt, đều ở đáy mắt, bọn họ thiếu chút nữa quỳ xuống. Rất nhiều gốc cây nhãn long, từng mảnh vườn nho nằm ở phía trước, khiến cho rất nhiều người kinh ngạc và kỳ quái nhất chính là, ở đằng kia, mấy gốc nhãn long 300 năm nằm vắt ngang, chia ra xây dựng 3 căn nhà nhỏ bằng gỗ hết sức mộng ảo, mà khoảng đất trống cây nhãn long xung quanh có thể thấy rõ một căn nhà hai tầng rất là hiện đại, cũng không rộng rãi, chỉ là trong sân hai bên hành lang mở rộng như rồng bay, có trúc xanh và phong cảnh thanh nhã, cũng vẫn hiện ra một chút khí thế. Đây là một thôn trang giàu có, nhưng bởi vì thế lực của nhà họ Chu quá lớn, độc chiếm một vùng đất, mà thôn dân bên cạnh cách nhà họ Chu chu tương đối xa, mà thôn Ôn Tuyền theo lời bác Phúc cách thôn Thanh Đàm không xa, khắp nơi đều xây lên nhà nghỉ nước nóng rất cổ điển, vào mùa đông có rất nhiều du khách cũng sẽ tới ngâm suối nước nóng. Mà bác Phúc nói suối tiên, thật ra cũng thuộc phạm vi đất của nhà họ Chu, đã từng có rất nhiều người muốn đàm phán trả giá suối tiên này, nhưng ông vẫn lấy các loại lý do từ chối. Hôm nay xung quanh suối tiên, cho dù mùa xuân hạ thu đông cũng trồng đầy hoa thạch lựu nồng nặc tiên khí, mà hoa thạch lựu này chính là hoa thánh dưỡng sắc đẹp, một mảnh bốn mùa cũng bao phủ hơi nước nóng, trốn bồng lai tiên cảnh tại nhân gian. Đám người tô lạc hoành, mọi người đi thở hổn hển, đi đến đầu đầy mồ hôi, mới đi theo tiểu Nhu sắp thoát ra mấy chục mẫu nho hương thơm ngọt ngào, ngẩng đầu lên, rốt cuộc nhìn thấy được tòa nhà của nhà họ Chu đang ở phía trước, cây nhãn long vây quanh, đều mệt mỏi khát nước muốn hái một chùm nho ăn, nhưng lại không biết của ai trồng, tiểu Nhu lập tức đỡ Đường Khả Hinh đi về phía trước, mắt to sáng lên cười ngọt ngào nói, không sao, tùy tiện hái ăn đi. Những cây nho này đều là của nhà tôi, mấy năm trước cha tôi trồng thử, cảm thấy rất ngọt, liền trồng. Hơn nữa cũng có máy trừ sâu không sợ. À, cũng là của nhà cô à. Tiêu đồng cùng mọi người đã mệt mỏi thở hổn hển, đi bộ hơn một giờ, đi qua ruộng sâm, đi qua dãy núi nguyên sinh mệt chết người, lại đi qua trại chăn nuôi ở phía đông, rất nhiều đồng ruộng canh tác, hôm nay dõi mắt xem vườn nho bất tận vẫn là nhà của cô. Đúng vậy, đúng vậy, đều là nhà tôi, tiểu nhu thật vui vẻ nói xong, lại xoay người, vừa muốn đỡ đường khả hình đi về phía trước, lại thấy phía trước có một bóng dáng quen thuộc, lập tức kinh ngạc trợn to hai mắt kêu lên lãnh phó tổng làm sao anh biết ở chỗ này một đám người mệt mỏi gần chết mọi người ngẩng đầu lên cũng kinh ngạc nhìn tới trước lãnh mặc hàn mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen dừng ở trước ferrari màu đen của mình người rất sạch chỉnh tề có chút ngạc nhiên xoay người nhìn đám người tô lạc hoành thở hổn hển mặt mũi chảy đầy mồ hôi nói mọi người đi dạo trong đó đi thở hào hển như vậy bọn tô lạc hoành kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn dáng vẻ lãnh mặc hàn bình tĩnh mình so với anh còn giống như bị bệnh liền mệt mỏi vừa lau mồ hôi vừa khiếp sợ hỏi tôi nói anh đi thế nào mà nhanh như vậy rõ ràng chúng tôi tới trước anh anh tới thế nào vậy anh đi con đường nào lãnh mặc hàn nghe nói như vậy liền hơi lộ ra nụ cười có chút ngạc nhiên hơi xoay người chỉ chỉ con đường đá xanh thật lớn nhà họ chu nói tôi lái xe xuống cao tốc liền trực tiếp dọc theo quốc lộ quẹo cua tới đây đây không phải là rất dễ dàng sao? A, à, mọi người gào khó một tiếng, toàn bộ mệt mỏi ngã tại cùng nhau. Tiểu Nhu, có phải có đồng nghiệp đến hay không? Tại sao không mời vào trong nhà? Một giọng nói hết sức hào sảng, từ trong nhà đột nhiên truyền tới. Chương 1118, tới nhanh. Lời này vừa nói ra, mấy đàn ông Tô Lạc Hoành cùng Lâm Sở Nhai, Lãnh Mặc Hàn nghe âm thanh này, đoán chừng chính là ông chủ lớn bí ẩn họ Chu, liền hơi đứng thẳng người dừng ở dưới tàng cây nhãn long, có mấy phần cung kính ngẩng đầu, nhìn trong khoảng sân trống nhà họ Chu, đầu tiên truyền đến tiếng bước chân nặng nề nhanh chóng, ngay sau đó kéo tới một bóng đen dài thô kệch, không đến bao lâu, quả nhiên nhìn thấy một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi, sải bước đi ra, người mặc t-shirt màu xanh đen hơi cũ và quần tây dài đen. Mặt để dâu quai nón, có cảm giác người làm nông rõ ràng thô kệch và trải qua thăng trầm cuộc sống, chỉ là cặp mắt sáng ngời, hết sức sắc bén, nhìn qua có sức uy nhiếp mười phần. Một mình đứng ở nơi đó, chính là nửa quân phiệt. Trần Mạn Hồng nhìn thấy người nhà giàu đó, trái tim không khỏi chấn động, không khỏi có chút hoảng sợ. Cha, Tiểu Nhu nhìn thấy cha, lập tức kéo nón cỏ của mình xuống, chạy tới trước mặt cha, thật vui vẻ nói, quản lý khách sạn của con đến rồi. Chính là quản lý mỗi ngày quan tâm con rất khỏe, rất tốt, đã đến rồi. Trần Mạn Hồng nghe nói như vậy, sắc mặt trở nên trắng bệch, mồ hôi lớn trừng hạt đậu từng viên từng viên chảy xuống. Chu Trường Dũng theo hướng ngón tay của con gái, nhìn thấy trong đám đàn ông, đứng một cô gái dáng dấp cao gầy hết sức xinh đẹp, mặc dù đầu đầy mồ hôi, nhưng vẫn có thể nhìn ra cô rất giỏi giang, vẻ mặt lập tức cười rộ lên, hết sức hào sảng cùng con gái đi ra, nhìn Trần Mạn Hồng nói, khó được hôm nay quản lý tới nhà chúng tôi, bình thường Tiểu Nhu thật được cô quan tâm rất nhiều. Giọng nói này cỡ nào quân phiệt hùng mạnh. Trần Mạn Hồng nghe xong, Gan mật cũng vỡ đầy đất, chỉ đành phải cười rất xấu hổ, nói: "Không. Không cần khách sáo. Những người bạn này là." Chu Trường Dũng lại hào sảng nhìn đám người Tô Lạc Hoành hỏi. Tiểu Nhu lập tức vui vẻ hào hứng, rất nhiệt tình giơ tay về phía đám người Tô Lạc Hoành, nhanh chóng giải thích nói: "Cha, mấy vị tiên sinh này là phó tổng tập đoàn của con. Đây là Tô phó tổng, đây là Lâm phó tổng, đây là Tào phó tổng, đây là." Cô gái này đầu tiên dừng lại một lát có chút mơ hồ xấu hổ, mới ló nhí nói, vị này là là, lãnh phó tổng. Lãnh Mặc Hàn Yên lặng đứng ở một bên, ngẩng đầu lên, nhìn Tiểu Nhu một cái. Chu Trường Dũng cảm thấy giọng nói và ánh mắt của con gái có chút không ổn, liền theo ánh mắt con gái, nhìn Lãnh Mặc Hàn đứng một mình ở nơi đó, so với ba người đàn ông kia, có vẻ rất im lặng và kín kẽ hơn mấy phần, cả người lộ ra khí thế, có chút sắc bén, riêng nghe hơi thở này, cũng biết này người lai lịch không tầm thường liền hơi lộ ra mấy phần nghi ngờ hỏi, "Lãnh phó tổng." Lãnh Mặc Hàn không khỏi có chút căng thẳng, nhưng vẫn hơi bình tĩnh, mặt nhìn Chu Trường Dũng, so với bọn Tô Lạc Hoành và Lâm Sở Nhai càng lộ vẻ cung kính và lễ phép, khẽ gật đầu, nói "Chu tiên sinh, chào ngài. Tôi là Mặc Hàn. Cậu chính là lãnh phó tổng đã cứu tiểu Nhu chúng tôi." Chu Trường Dũng hết sức kích động và kinh ngạc nhìn Lãnh Mặc Hàn, muốn vươn tay vỗ vai của anh. "Cha Tiểu Nhu lập tức đứng ở giữa hai người đàn ông, vươn tay khổ sở chặn lại bàn tay của cha vỗ xuống, thật căng thẳng gấp gáp nói cha đừng dùng sức như vậy. Thân thể của anh ấy có vết thương còn chưa lành. Ồ, Chu Trường Dũng vừa nghe con gái nói như vậy, lập tức xin lỗi cười to nói, "Lãnh phó tổng, thật xin lỗi. Sức nắm của tôi có chơi nặng, con rể lớn của tôi đã từng tới nhà ngày đầu tiên, tôi cũng chỉ lên tiếng chào hỏi với nó." Vỗ bả vai nó một cái, cả người nó té ngã làm cho người trong thôn chê cười thật lâu ôi xin lỗi xin lỗi khó được hôm nay ân nhân cứu mạng và chúng quản lý cũng nể mặt tới nhà chúng tôi trường quý mau mang ghế mây trong phòng ra đây cho tôi còn có đại hồng bào cúng tổ tiên cũng mau lấy ra vâng trường quý cùng mấy công nhân lập tức đi vào trong phòng mang ghế ngồi các vị phó tổng và quản lý chắc chưa dùng qua cơm chưa chứ chu trường dũng lập tức hào sảng nhìn mọi người nở nụ cười hỏi à đám người tô lạc hoành thật ra đã đói bụng liền có chút lúng túng nhìn chu trường dũng vẫn có chút ngượng ngùng nói chúng tôi quả thật chưa ăn nhưng không cần khách sáo chu tiên sinh ôi đừng nói như vậy đói bụng thì ăn cơm đến đây đến đây ngồi đây tiểu nhu gọi mẹ và anh rể của con ra chuẩn bị đãi khách chu trường dũng hào sảng nói xong đã thấy công nhân nhanh chóng mang năm cái ghế mây trăm năm cố hết sức chuyển ra ngoài bên trong từng cái ghế mây rất tròn đầy đặn nhìn một cái cũng biết giá trị xa xỉ hai công nhân khác trực tiếp mang từng tấm nệm nhung màu đỏ đặt ở trong vòng ghế mây ông chủ giàu có này lại tự mình giơ tay mời đám phó tổng ngồi tô lạc hoành là người tương đối thẳng thắn anh liền nhìn trái phải nhanh chóng theo lời khách sáo nhiệt tình của chu trường dũng mời ngồi chỉ đành phải cười ngồi xuống cảm giác ghế mây cũng thật sự thoải mái nhưng vì ăn cơm phải ngồi ở bên ngoài đến đây đến đây chu trường dũng lại tự mình mời lãnh mặc hàn ân nhân cứu mạng ngồi ở bên trong ghế mây, nghe Tiểu Nhu chạy đến thông báo, anh rể ra tới ngay, mẹ đang sân sau thu hoạch khoai tây, lập tức ra ngoài, ông lập tức im lặng gật đầu một cái, sau đó gọi mấy công nhân, cầm sẻng, ngón tay chỉ ở giữa khoảnh đất mọi người ngồi vây quanh, nói tại đây đi. Vâng, mấy công nhân lập tức gật đầu, không nói hai lời, liền cầm sẻng cắm mạnh xuống đất, bắt đầu đào hầm. Sắc mặt trần mạn hồng trắng bệch ngồi ở bên cạnh chồng, hoảng sợ đến ngón tay nhét vào trong miệng nhìn mấy công nhân đang cố hết sức đứng ở chính giữa càng không ngừng đào đất trái tim của cô nhảy thình thịch suy nghĩ không phải đào hầm chôn người chứ suy nghĩ này chưa xong trước mặt truyền đến âm thanh xe cộ tô lạc hoành cũng hết sức tò mò nhìn chằm chằm vào cái hầm kia có chút căng thẳng suy nghĩ ăn cơm đào hầm làm gì nghe tiếng xe càng ngày càng gần liền hơi xoay mặt liếc nhìn lại muốn xoay mặt trở lại Đột nhiên dây thần kinh sau lưng lập tức giống như bị dính vòng cao su, làm anh cho hoảng sợ quay đầu, hai mắt trợn to nhìn chiếc xe trước mặt, lập tức cố sức đẩy mạnh Lâm Sở Nhai. Lâm Sở Nhai đang khát muốn chết, uống chén đại hồng bào, cảm thấy Tô Lạc Hoành đẩy mình, liền tò mò quay mặt sang, nhìn anh hỏi, làm gì vậy? Phốc, anh hớp một ngụm trà nóng phun ra toàn bộ, bọn Nhã Tuệ và Tiêu Đồng, bao gồm Tiểu Vi và Tiểu Hà lập tức hoảng sợ trợn to hai mắt nhìn con đường lớn đá xanh đi thông nhà họ Chu, trong miệng Trần Mạn Hồng nhai trái cây cũng rất ra, mắt muốn rất ra, nhìn phía trước. Một chiếc Rolls Royce phiên bản dài màu xanh đen ở trong ánh mặt trời chói trang sau giữa trưa, ung ung lái tới, sườn xe bay ra bùn đất ven đường, tài xế lái xe là ông chú giết heo láng giềng, bởi vì hôm nay là ngày thu hoạch nho, liền theo lời Chu Trường Dũng căn dặn, lái xe vào trong thôn giúp đi đón thôn dân, lúc trở lại, bánh xe bị nổ, kể từ năm trước sau khi bánh xe bị nổ, đã tùy tiện đi đến xưởng, tùy tiện lấy bánh xe thay vào, lái ầm ầm. Ô, Chu Tiên Sinh, xe này, Tô Lạc Hoành thật sự không thể tưởng tượng nổi, đè nén chính mình không bị bệnh thần kinh, nhưng anh vừa nhìn nhãn hiệu thiên sứ nhỏ đó, cũng biết chiếc Rolls Royce này là phiên bản số lượng có hạn trên thế giới. Toàn Trung Quốc chỉ có tưởng Vĩ Quốc và Trang Tĩnh Vũ có riêng một chiếc, chiếc xe của Trang Tĩnh Vũ vẫn là phiên bản Anh. Ồ, cậu nói xe này sao, Chu Trường Dũng trực tiếp nhìn chiếc Rolls Royce chậm rãi lái tới, lại dừng ở bên ngoài vườn nho, liền hào sảng bật cười nói, đây là vợ tôi mấy ngày trước đi mua thức ăn, vừa lúc đi qua cửa hàng, nhìn thấy liền thích, nói mua về sau này đi đâu, nhà mẹ đẻ một đám người ngồi ở bên trong có thể xem tivi thoải mái. Không ngờ lúc ấy tôi trả tiền, hai vợ chồng trực tiếp lái trở về, lúc ấy đường xá trong thôn chúng tôi không có tu sửa, xe này không chạy qua được, ôi trao gấp đến độ tôi phải phái vài chiếc xe kéo đất, để cho nó chạy từ phía sau núi tới phía trước. Mất rất nhiều công sức, cứ lăn qua lăn lại như vậy, vợ tôi không thích liền bỏ nó ở trong sân sau, dầm mưa dãi nắng thật lâu, tôi nghĩ không nên lãng phí, nên để đến ngày mùa đi đón người trong thôn. Ông nói xong, liền trực tiếp nhìn bên trong xe đi xuống rất nhiều người trẻ tuổi hoặc trẻ em trong thôn phụ hái nho, bọn họ đều đội mũ, trực tiếp trò chuyện vui vẻ bước vào trong vườn nho, chuẩn bị hái nho. Ông Chu, xe này để ở đâu? tài xế giết heo đeo sọt lên chuẩn bị hái nho mới ngẩng đầu lên nhìn ông hỏi để đây được không được 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 một chút nữa mọi người giúp xong lái trở lại cho tôi đậu ở chuồng heo kia chu trường dũng rất sảng khoái giơ tay đám người tô lạc hoành lâm sở nhai nhã tuệ toàn bộ trợn to hai mắt nhìn cảnh tượng này không biết nên nói cái gì cho phải đường khả hinh một mình ngồi ở chỗ đó cũng nhìn không thấy gì liền ngạc nhiên hỏi làm sao rồi có chuyện gì không? Trần Mạn Hồng cảm thấy mình trái tim muốn vỡ ra rồi, nhìn chằm chằm sườn xe Rolls Royce, còn bị người dùng tiền xu vẻ một ăn chaman không có mặc đồ lót giơ tay, cô lập tức không chịu nổi, lại nghiêng mặt nhìn, cái hầm kia đã đào xong rồi, ở giữa để than, nhanh chóng đốt lên, hai công nhân có thể trực tiếp từ trong nhà mang ra một con dê đã làm thịt sạch sẽ, treo trên giá nướng, trực tiếp đặt ở trước hố lửa, mỗi người một bên bắt đầu ở trên hố lửa liều mạng quay con dê nhẫn bóng. Nướng, nướng thịt dê. Những người công nhân khác lại lục tục mang một chút đặc sản hoang dã miền núi, từng món để lên bàn, bày biện khắp nơi. Bọn Tô Lạc Hoành lại nhìn ông già họ chu cho người lục tục ôm ra rượu ngon cất ở hầm rượu trong nhà, sau đó anh trợn mắt nhìn một công nhân ôm một bình thủy tinh trong suốt, bên trong chứa rất nhiều rắn độc nhất và nhân sâm trăm năm, rượu này đoán chừng uống vào, ngủ ít nhất ba ngày. Anh nhìn công nhân này đặt bình rượu rắn bộc một tiếng, liền nện xuống bàn trà bên cạnh chỗ ngồi của mình, anh vẫn cắn ngón tay, hoảng sợ không nhẹ, lấy điện thoại di động ra, đưa lưng về phía bình rượu rắn kia, nhanh chóng gửi tin nhắn cho Trang Hạo Nhiên, vừa gõ chữ vừa khóc, lão đại, tới mau, trận chiến này chúng tôi không giải quyết được. Chương 1119, Kim Ngọc Mãn Đường. Mang Kim Ngọc Mãn Đường, Chu Trường Dũng gọi to, làm cho đám người Lâm Sở Nhai và Tô Lạc Hoành sắc mặt tái nhợt, lập tức ngẩng đầu lên, nhìn phía trước. Không tới một lúc, trong sân ào ào đi ra mấy công nhân, trong tay mỗi người bọn họ bưng từng thỏi vàng sáng lấp lánh, bày ra ở trước mặt đám người tô lạc hoành, tạo thành một khối trói mắt, lấy thêm từng cái ly ngọc hòa điền nhỏ cỡ đầu ngón tay, bắt đầu nhanh chóng xếp thành kim tự tháp ở phía trên. Bản lĩnh này, tốc độ này của bọn họ, so với người trong quán ba còn lợi hại hơn. Đám người lâm sở nhai và tô lạc hoành dối giết nhìn hoa cả mắt, trợn mắt há mồm nhìn đóng thỏi vàng này, từng cái ly ngọc kia, được công nhân hết sức lưu loát chất lên. Trái tim của bọn họ nhảy thình thịch, chỉ sợ lúc trồng lên cao, đánh vỡ một cái trong đó, đó đều là bạch ngọc dương chi nha, ngọc trắng. Lãnh Mặc Hàn là người mặt lạnh tim lạnh, nhìn thấy cảnh tượng này, thật có chút ngây ngẩn cả người. "Tôi, Chu Trường Dũng vừa đứng ở mặt đất, đưa tay vào trong thùng rửa sạch hai tay thô dày đầy kén tằm, vừa lộ ra nụ cười hào phóng, nói, "Bình thường không có món gì đặc biệt chiêu đãi bạn bè. Nhưng tôi biết rõ, lúc con gái của tôi xảy ra chuyện" Mọi người cũng giúp chăm sóc rất nhiều, cho nên lần này tôi muốn đặc biệt quy cách chiêu đãi bạn bè của nó. Con gái của tôi chính là cam tâm bảo bối của tôi, người nào đã cứu con gái của tôi chính là người có ơn lớn với tôi. Mọi người chớ xem thường bình rượu, bên trong có ba củ nhân sâm ngàn năm, ở trên có rắn độc, cộng thêm rượu thuốc Bác Phúc đặc chế, tôi đã chôn dưới đất 10 năm rồi. Hôm nay tôi vui vẻ, tôi vui vẻ, chúng ta cùng nhau uống nó vậy. Mồ hôi, ao 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 tuôn ra. Mấy người lâm sở nhai và tô lạc hoành nghe nói như vậy, rất miến cưỡng, rất miến cưỡng vội vàng cười theo, tim gan hoảng sợ cũng vỡ ra. Chu Trường Dũng nói xong, lập tức lấy thân phận ông chủ, nhận lấy bình rượu rắn kia, lập tức mở ra, một mùi rượu nồng đậm đến khiến người gần như muốn ngất đi, hơi xương giống ma quỷ dương nanh múa vuốt sông tới, hết sức mãnh liệt tràn ngập ở xung quanh mọi người. Trần Mạn Hồng ngửi mùi rượu mãnh liệt này, cũng hoảng sợ đến dựa sát vào chồng, run rẩy, Sắc mặt tái đi, rốt cuộc đầu hàng nói, "Chơi ạ." À, uống rượu này, ít ra ngủ 3 năm, "Chồng, em muốn về nhà." Tào Anh Kiệt cũng bị hoảng sợ, gần như muốn khóc, nắm chặt tay vợ, trợn to hai mắt, lập tức nín thở, theo như bọn họ quen chơi đùa ở quán ba, vừa ngửi cũng biết rượu này không có 70 độ, cũng 69 độ. Lỗ mũi đường khả hình nhạy bén, ngửi được mùi rượu mãnh liệt này, bị sặc nặng đến hắt xì. Si. Chu Trường Dũng phóng khoáng ngồi ở trước, kim tự tháp, thật cao nhọn, khẽ cắn răng, ôm lấy bình rượu thuốc đầy rắn độc và nhân sâm ngàn năm, bắt đầu chậm rãi nghiêng bình rượu, bản lĩnh hết sức tốt xót dịch rượu giống như hoàng kim, đầu tiên rót vào ly rượu thứ nhất trên đỉnh tháp, lại nhìn nó tí tách chảy xuống, rất phóng túng lan ra, trượt vào trong từng ly rượu, tổng cộng 108 ly, không đến bao lâu liền đầy. Đám người tô lạc hoành căng thẳng, nuốt không khí một hớp, vì hợp đồng kia, muốn chạy trốn cũng không dám trốn, chỉ đành phải thật khổ sở muốn khóc ngẩng đầu nhìn Chu Trường Dũng. Chu Trường Dũng vẫn như sở lưu hương, ôm bình rượu tiếp tục rót rượu, thỉnh thoảng còn phải ngẩng đầu lên, nhìn mọi người một chút, ngẩng mặt bật cười. Trần Mạn Hồng cũng muốn rúc vào trong ngực chồng, vẻ mặt lãnh mạc hàn cũng lộ ra khó coi, nhắc mí mắt nhìn 108 ly rượu, số học của anh rất tốt, nhìn cái gì, phản xạ có điều kiện sẽ gánh vác, người nào chiếm bao nhiêu khối, trích bao nhiêu phần trăm, bờ biển dài bao nhiêu, cái nhà này cao bao nhiêu, cây thước dài bao nhiêu, 108 ly rượu này, nếu như Trang Hạo Nhiên không có tới, làm thế nào đếm? 3, 6, 9, 8, 5, một vài con số hiện lên ở trong đầu anh. Tôi là người làm ăn, Chu Trường Dũng tiếp tục rót rượu, vừa rót rượu vừa tâm trạng thật tốt bật cười, nhìn mọi người nói, nhưng số học của tôi không tốt. Cho nên tôi đặc biệt thích người có kiến thức, có văn hóa. Lúc ấy con gái của tôi mang con rể của tôi về, lúc đầu tôi trên nó thư sinh yếu ớt nhưng không ngờ nó lại ở học viện khoa học trung quốc cas số học đặc biệt tốt giúp tôi sắp xếp buôn bán ngay ngắn rõ ràng tôi liền tính nếu tiểu nhu nhà tôi tìm một người con rể giỏi số học tôi chia đất và tiền bạc của tôi thành hai nửa cho nó lần trước có một tên nhóc muốn đến nhà tôi cầu hôn tôi vừa nói kim ngọc mãn đường cậu ta liền chạy mất tôi liếc một cái cũng biết đứa bé kia số học không tốt nằm ăn cũng ăn không hết tiền của tôi người này tiếp tục nở nụ cười rót rượu vừa rót vừa cười đám người tô lạc hoành và lâm sở nhai nuốt nước miếng cùng nhìn chu trường dũng trong đầu suy nghĩ tới người nào giỏi số học bọn họ lập tức quay mặt sang trên mặt giống như tỏa sáng nhìn lãnh mặc hàn lãnh mặc hàn đảo mắt nhìn bọn họ cười như không cười muốn nói nhìn tôi làm cái gì anh là tên đầu gỗ nhà giàu người ta mới có thể không nhìn chúng anh Đám người lâm sở nhai và tô lạc hoành quay mặt sang, lại thấy hai công nhân trước mặt, nhanh chóng đem củ nghệ, lòng đỏ trứng, bột tiêu sọ, thì là, tất cả loại bột bỏ ở trong một cái chậu thép lớn, hết sức tự nhiên và thoải mái dùng cái muỗng gỗ, khuấy chung, một công nhân khác, tay nâng một chậu bột mứt hoa hồng thượng đẳng cũng đổ hết vào, nhanh chóng khuấy theo chiều kim đồng hồ, lấy thêm bàn chải to, tưới nước sốt, rất thoải mái quét lên trên mình con dê, quét mùi thơm kia vang lên xèo xèo. Lúc này, đã qua giữa trưa, sau khi người trong thôn nghỉ ngơi, xuất hiện ở trong vườn nho càng lúc càng nhiều, mọi người đều đeo sọt, đầu đội khăn trắng, tay cầm một cây dao nhỏ, hết sức lưu loát cắt từng chùm quả nho, chuẩn xác ném vào trong sọt sau lưng của mình. Tô Lạc Hoành tinh mắt, xoay người, nhìn công nhân trong vườn nho, ném từng chùm nho tím đen đầy đặn vào trong sọt, anh liền xoay người, hơi lộ ra mấy phần lấy lòng và nụ cười tò mò, lại nhìn Chu Trường Dũng, lễ phép nói: "Chu, Chu tiên sinh." theo tôi được biết, hàng nông nghiệp của ngài đã lên siêu thị. Thế nhưng nho Muscat từ trước đến giờ đều dùng trưng cất rượu, cũng không đưa ra thị trường. Ngài trồng nhiều như vậy là... Ồ, Chu Trường Dũng rót xong rượu, liền sảng khoái đưa bình rượu đầy rắn độc và nhân sâm ngàn năm cho công nhân, lại tự mình nhận lấy bàn trải, tưới nước suốt quét lên mình dê, vừa quét vừa cười nói trước đây mảnh đất này hết sức khó trị. Bởi vì quá nhiều đá cuội, loại gì cũng không sống được, khô rất nhanh nhưng tôi phát hiện, nhiều năm khô hạn, những loại cây nông nghiệp khác đều chết hết, chỉ có dây nho hoàn toàn sống tốt, hơn nữa quả nho, vừa lớn vừa ngọt. Tôi liền có chút ngạc nhiên, lập tức cầm sẻng đào bụi nho lên, không ngờ tôi đào đến mấy mét. Vẫn không có đào được gốc, mới biết cây nho này địa hình càng khó càng tốt, ngay cả trưởng thành càng tốt. Tôi lập tức đem mảnh đất này kết hợp với mảnh đất hồ nước phía nam ở núi Quan Âm, chia ra. Bắt đầu trồng nho mascot. Đường Khả Hinh nghe nói như vậy, ánh mắt sáng lên. Chu Trường Dũng tiếp tục cầm bàn trải lông, nhưng mặt tránh ánh lửa bùng lên, tiếp tục quét lên mình dê chân bóng, cười nói tôi làm thì không nghĩ quá nhiều. Chỉ cảm thấy mảnh đất này không trồng nho thật đáng tiếc, về phần dùng để làm gì còn chưa nghĩ rõ ràng. Nhưng tin tức tôi trồng nho, không biết bị tập đoàn rượu vang nào đó biết được, bọn họ thương lượng ký hợp đồng với tôi, trồng giống nho tốt, bán giá cao cho bọn họ. Tôi đương nhiên vui lòng. Ông nói xong, lập tức cầm bàn trải, ha 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 cười lớn, nói: dù sao cây nho của tôi chưa bao giờ dùng tưới nước, hàng năm nước mưa cũng đầy đủ, coi như không có nước cũng không cần tưới. bọn chúng trụ được sâu như vậy, sẽ đi đến tầng nước ngầm, quả nho tròn, vừa to vừa ngọt, có loại hương vị ngọt ngào kỳ lạ. người của chúng tôi đều nói là bồ tát trên núi quan âm hiển linh. lời này nếu để cho bác dịch nghe được, anh nhất định sẽ vì mảnh đất này thắt cổ chết cũng chấp nhận đường khả hình nghe xong cũng trở nên kích động trên mặt thoáng lộ ra kích động vui vẻ không nhịn được suy nghĩ trời ạ à, đây chính là loại nho hạng nhất mà độ tranh lệch nhiệt độ ngày và đêm trong ngày rất lớn mùa thu sương mù không cần lo lắng quả nho bị nhiễm khuẩn phải biết muốn trưng cất thành rượu ngon thế kỷ quan trọng nhất không phải thợ trưng cất rượu không phải giống nho tất cả đều có thể thay đổi chỉ có đất đai là quà tặng chính thức của thượng đế cực kỳ cực kỳ khó cầu nhất và vô giá lịch sử rượu vang của Pháp so với lịch sử rượu vang toàn thế giới còn nhiều hơn. Quý là quý ở phong thổ của bọn họ được Thượng Đế ban cho. Bọn Tô Lạc Hoành nghe xong, ánh mắt vô cùng sáng, trong lòng vô cùng kích động. Khó trách tưởng thiên lỗi và trang hạo nhiên đồng thời muốn cướp mảnh đất này. Nhất định là phái người tới điều tra tỉ mỉ rồi. À, Chu Tiên Sinh, cả người lâm sở nhai cũng có chút căng thẳng và gấp gáp, thật tò mò xê dịch người tới, nhìn Chu Trường Dũng, thật cẩn thận hỏi, ngài biết tập đoàn rượu vang kia. Tới thu mua quả nho của các vị là ai không? Không biết, Chu Trường Dũng sảng khoái trực tiếp cười nói, chuyện của tôi rất nhiều, không phải mấy chục hecta nho sao? Tôi không có để ý, hợp đồng đều ở chỗ của con rể tôi. Giống như bọn họ muốn ở gần trước thôn, dựng một cơ sở đặc biệt nghiên cứu hạt nho. Lãnh Mạc Hàn cũng không nhịn nhắc mí mắt, im lặng nhìn Chu Trường Dũng một cái. Hạt nho Mấy người lâm sở nhai thật không có nghe qua chuyện này, có chút ngạc nhiên nhìn Chu Trường Dũng, nói, nghiên cứu hạt nho làm gì. Đường khả hình lúc này, ngồi tựa vào bên cạnh nhã tuệ, cũng biết một chút, liền dịu dàng nói, hạt nho OPC, cũng gọi là bồ đa an, đây là một loại chất chống oxy hóa, hoạt tính hơn vitamin E 1000 lần. Mà hoạt chất resveratrol trong quả nho càng có tác dụng thúc đẩy tái tại thế nào, chống ung um thư rất mạnh nhất là chất polyphenol trong hạt là chất loại bỏ các gốc tự do tốt nhất trên thế giới, có thể nói có thể khiến người ta trẻ mãi không già. Trước mắt công ty mỹ phẩm dưỡng da toàn thế giới hợp tác với hãng rượu vang, cũng bắt đầu từng bước liên hệ chặt chẽ. Chu Trường Dũng có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn cô gái xinh đẹp vô cùng thông minh đang ngồi bên cạnh Nhã Tuệ, không nhịn được nở nụ cười nói, thì ra là như vậy. Tôi được cô bé này bổ sung thêm kiến thức lúc này đám người tô lạc hoành cũng không đoái hoài tới thứ khác hết sức căng thẳng lại gần nhìn chu trường dũng có chút kích động hỏi chu tiên sinh những tập đoàn rượu vang này đều tới tìm ngài thảo luận hợp đồng chứ đã thảo luận rồi chu trường dũng tiếp tục quét mình dê lại nghiêng mặt tránh ánh lửa lại dùng giọng nói phóng khoáng thô dày từng chữ từng chữ nói con người của tôi ít đọc sách biết không mấy chữ bọn họ phái người tới báo cáo tỷ lệ đầu tư cho tôi dài cả mấy chục mét giải thích với tôi, chỉ cần tôi bán đất đai cho bọn họ, tôi muốn có bao nhiêu tiền thì có bấy nhiêu tiền. Lúc tôi vừa nhìn thấy hợp đồng bày trên mặt sàn, tôi liền hoa mắt. Tôi nói người Trung Quốc vẫn chưa có người nào biết làm buôn bán với người Hàn Quốc. Người ta vừa thấy tôi, liền lấy nhân sâm cho tôi cắn hai cái, tôi cũng lấy nhân sâm của tôi cho bọn họ cắn hai, buôn bán này thành giao. Nói gì đến báo cáo tỷ lệ đầu tư, không phải là chuyện thuận mắt sao? Tôi nhìn vào anh Thuận Mắt, chuyện này thành giao tôi nhìn anh không phải thuận mắt anh cầm vài tỷ đập vào đầu tôi tôi cũng không muốn chúng ta làm việc tìm cái gì chính là tìm sự hài lòng đúng là nhà giàu nha lãnh mặc hàn lập tức ngồi ở chỗ đó trên mặt hơi lộ ra một chút vẻ cổ quái tô lạc hoành giống như lửa thiêu mông đít thúc dục mình báo cáo tỷ lệ đầu tư mình cho người nhanh chóng tính toán tài liệu dài mấy mét còn đặt ở trong ferrari của mình vẻ mặt lâm sở nhai và tô lạc hoành lập tức lộ ra một chút bất đắc dĩ nhìn chu trường dũng chu trường dũng vẫn phóng khoáng đứng ở nơi đó quét thịt dê thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn mọi người cười cười lâm sở nhai cùng tô lạc hoành tào anh kiệt ba người thừa dịp chu trường dũng đứng dậy đi vào cầm ra vị mứt hoa hồng bọn họ lập tức xoay người căng thẳng thương lượng liên lạc với lão đại chưa tào anh kiệt khẩn cấp hỏi gửi tin nhắn rồi không có trả lời đoán chừng là bị chủ tịch giam. Tô Lạc Hoành gấp gáp nói xong, lại nhìn bọn họ căng thẳng nói, mọi người nghĩ cách đi. Có cách gì, lâm sở nhai trực tiếp nhìn mọi người, vẻ mặt oán giận, hận không được mình cũng thành nhà giàu, kích động nói, người ta dùng Rolls Royce đi đón người hái nho. Người ta mua chiếc xe nổi tiếng thế giới, giống như ăn cơm. Kéo về, có thể lập tức không thích, người ta bày ra thỏi vàng, dùng một ly rượu giá trị vài chục vạn đựng rượu nhân sâm ngàn năm và rắn độc. Mẹ nó, uống rượu kia, tôi cũng cảm thấy có thể sống lâu không già. Người ta coi tiền như cặn bã, nói gì báo cáo tỷ lệ đầu tư. Lời của anh vừa nói xong, một công nhân nhìn lửa thui dê hơi nhỏ một chút, trực tiếp cầm hợp đồng hơn 100 triệu đoạn thời gian trước đến bàn với Chu Trường Dũng, xé ra thành từng mảnh ném vào, đốt lên, nướng thịt dê rất thơm. Tô Lạc Hoành lại đưa tay nhét vào trong miệng của mình, nhìn hợp đồng kia, muốn khóc. Tôi nghe giọng nói của ông ấy giống như không phải không có thương lượng nhưng dùng biện pháp nào đây lâm sở nhai cũng suy nghĩ một lúc mới nói khẽ tôi xem cách ông ấy nói chuyện cũng không phải là không có thương lượng nhưng phải tìm người thuận mắt ông ấy người nào thuận mắt ông ấy vậy từ đầu đến cuối lãnh mặc hàn đều không nói chuyện chỉ tiếp tục ngồi xổm ở bên cạnh nhìn người ta nướng thịt dê giống như đại hiệp anh không nhịn được cười chỉ thuận miệng nói một câu có thể là người võ công cao cường lời này vừa nói ra đám người tô lạc hoành lại nhìn anh. Lãnh mặc hàn lại chuyển mắt, vẻ mặt lộ ra ngạc nhiên nhìn bọn họ. a à, một tiếng thét chói tai, rách phổi truyền đến. Mấy người bọn họ hoảng sợ đến gan mật cũng rét lạnh, không nhịn được xoay người, nhìn Trần Mạn Hồng, cả người giống như chúng ta nhảy dựng lên, sau đó giống như lửa thiêu mông ít, phát điên sông vào trong vườn nho, vừa sông vừa khàn giọng thích động kêu to, có cá sấu. Lâm sở nhai cùng tô lạc hoành, còn có tào anh kiệt, mấy người cũng sững sờ quay đầu, không ngờ thật sự nhìn thấy một con cá sấu cực lớn, từ phía sân sau, bốn móng vuốt bò dậy, thân thể đầy vảy và cái đuôi thật dài, kéo trên đất từng hồi vang dội, thậm chí nó há to miệng khát máu, giống lên. A, à, ba người đàn ông lập tức ôm thành một khối, đứng ở ghế mây, hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, con người trợn to, há to mồm khản giọng kêu lên. Chương 1120, không động não. Em muốn về nhà. Trần Mạn Hồng ngồi xổm ở trong vườn nho, kéo khăn tay tiêu đồng, tựa vào trong ngực chồng, hoảng sợ đến nước nước nở nở che mặt bật khóc. Vợ, vợ, không sao, không sao, con cá sấu này là Chu tiên sinh nuôi trong nhà, giữ nhà. Tào Anh Kiệt vừa ôm vợ, vuốt cánh tay của cô, vừa nghĩ mình mới vừa nhìn thấy đến con cá sấu thì mình cũng hoảng sợ đến gần chết, suýt chút nữa vỡ mật rồi. Ô ô ô ô, Trần Mạn Hồng cầm khăn tay, giúp ở bên giàn nho, mặt lại ô ô ô rơi lệ bật khóc sụp đổ và không hiểu nói tại sao phải nuôi con cá xấu giữ nhà chẳng may ăn người hết thì làm thế nào tiêu đồng và nhã tuệ lôi kéo đường khả hình không nhìn thấy cũng hoảng sợ đến đổ ly trà chạy theo phía sau mông trần mạn hồng cùng nhau núp ở trong vườn nho cũng không để ý hiểu và muốn khóc trái tim vẫn nhảy thình thịch thình thịch cách từng chùm nho buông xuống thở dốc nhìn chu trường dũng ra lệnh mấy công nhân cầm từng cây gậy gộc dao bầu trong miệng phát ra một âm thanh, vội vàng lùa con cá sấu trở về sân sau. Lúc này, nghe nói khách dọa hoảng sợ, một trận tiếng bước chân rồn dập, truyền tới, nói có hù dọa đồng nghiệp của Tiểu Nhu hay không. Giọng nói hết sức dịu dàng và chất phác. Mẹ, mẹ đi chậm một chút, giọng của Trương Hoa truyền đến, đoán chừng chính là bà chủ chu tới. Lâm Sở Nhai và Tô Lạc Hoành ôm lãnh mặc hàn từ đầu đến cuối coi như bình tĩnh, hoảng sợ đến không dám thở mạnh, nhưng nghe giọng nói này, cũng không khỏi ngẩng đầu lên, nuốt cổ họng khô khốc, nhìn trong sân. Lãnh mặc hàn nghe giọng nói này, cũng không nhịn nhấc mí mắt, thở khẽ một hơi, nhìn cánh cửa sân sau. Một bóng đen quét tới, lộ ra một người phụ nữ tuổi trung niên cả người mặc áo sơ mi và quần dài màu đen, hơi còn trẻ, tóc dài quấn lên, dùng khăn tay trắng buộc lại, khuôn mặt khá đẹp, khó được mang theo chất phác và thật thà, vừa nhìn hai mắt sáng ngời dịu dàng, cũng biết hết sức đảm đang và hiền lành, lúc nhìn người, lễ phép khiêm tốn, thậm chí hơi khom lưng, ngượng ngùng xin lỗi cười nói, mới vừa thất lễ, các vị đồng nghiệp. Ca xấu nhà tôi không cắn người, đừng lo lắng. Chu Trường Dũng cũng xoay người, nhìn vẻ mặt mọi người bị hù dọa mất mật, cũng không nhịn được đứng ở bên cạnh vợ, xua tay một cái, cười to nói, yên tâm đi. Ca xấu nhà tôi không cắn người, cũng sẽ không ăn thịt người, nhưng thích nhất chui vào vườn nho. Đám người Trần Mạn Hồng và Nhã Tuệ, Tiêu Đồng, Khả Hinh nghe nói như vậy, cả người lạnh lẽo, lại hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt vội vàng từ vườn nho chạy như bay ra ngoài. Lâm Phượng Kiều thấy mấy cô gái hoảng sợ đến tái mặt, liền vội vàng đi tới, đầu tiên rất hồi hộp nắm hai tay của Trần Mạn Hồng khóc lợi hại nhất, nhanh chóng trấn an, quan tâm cũng đau lòng trấn an nói, "Đừng sợ, đừng sợ, đừng sợ. Tôi bảo đảm với cô, cá sấu nhà tôi không cắn người. Vẫn luôn không cắn người, chỉ thích ăn nho, đừng lo lắng, tôi biết rõ mọi người sợ." Tôi bảo người trông chừng nó, sẽ không ra được rồi." Trần Mạn Hồng vừa khóc, vừa ngẩng đầu lên, nhìn người phụ nữ này mới nhìn qua còn hết sức trẻ tuổi, đừng xem Chu Trường dũng dáng vẻ có chút tục tằng, thế nhưng mẹ của Tiểu Nhu ngược lại không kém sắc hơn so với hai bà chủ tịch. Đám người Tô Lạc Hoành và Lâm Sở Nhai cũng vội vàng đi tới, hết sức lễ phép nhìn bà chào hỏi nói, "Bà Chu." Lâm Phượng Kiều xoay người, đầu tiên là nhìn một vòng mấy người đàn ông hết sức đẹp trai ở trước mặt mọi người đều khí chất bất phàm, nhất là nhìn vẻ mặt lãnh mặc hàn trứng chạc, đứng hết sức cẩn thận lễ phép, trên mặt của bà không khỏi nở nụ cười vui mừng, nhìn mọi người nói ôi chao, thì ra là cấp trên của tiểu nhu chúng tôi, mọi người cũng rất gọn gàng. Gọn gàng, mấy người tô lạc hoành không thể làm gì khác hơn là cười khiêm tốn. Mẹ, Trương Hoa vẫn đỡ mẹ vợ, hết sức cung kính ngẩng mặt tươi cười, nhìn đám người tô lạc hoành, nói, bọn họ đã từng mất rất nhiều sức cứu tiểu nhu, nhất là vị lãnh phó tổng này, vì cứu Tiểu Nhu, thiếu chút nữa mất mạng. A, à, Lâm Phượng Kiều nghe nói như vậy, liền hết sức kinh ngạc nhìn Lãnh Mặc Hàn, vẻ mặt vẫn im lặng và cẩn thận, lập tức nở nụ cười, vui vẻ nói cậu chính là lãnh phó tổng. Tiểu Nhu chúng tôi thường nhắc tới cậu, nói mọi người là bạn thân. Mỗi ngày phiền tôi làm bánh trà cho cậu ăn, làm chế giờ cũng không được. Lần này chuyện của Tiểu Nhu, thật là cảm ơn cậu. Tôi và cha của nó vừa vặn ở bên ngoài hai ngày chị của nó cũng không dám nói cho chúng tôi biết tin tức này sau khi biết giật mình thật may không có chuyện gì cảm ơn cậu lãnh phó tổng vẻ mặt lãnh mặc hàn lập tức lộ ra một chút khiêm tốn và cẩn thận hết sức cung kính hơi cúi đầu rất lễ phép nói bà chu xin gọi tôi mặc hàn là được tiểu nhu là bạn của tôi cũng là đồng nghiệp ở khách sạn ra một chút sức là đương nhiên nói đúng là không thể kịp thời cứu cô ấy để cho cô ấy cũng bị chịu khổ một chút không cần khách sáo có thể nhặt về một cái mạng đã rất vui mừng đến đây tất cả mọi người ngồi đi lâm phượng kiều gọi mọi người ngồi xuống lại nắm tay lãnh mặc hàn hết sức hiền lành và dịu dàng nhìn anh mang theo quan tâm và lo lắng nói tôi nghe tiểu nhu nói em gái của cậu thân thể có chút không thoải mái cần ăn rất nhiều nhân sâm đừng lo lắng trong nhà gì có cậu muốn cái gì cứ việc cầm đi trong nhà của chúng tôi thuốc gì cũng có chỉ cần em gái khỏe là được nếu như thân thể cô ấy khỏe rồi, có thể đi lại, cho cô ấy đi đến nhà chúng tôi, phòng của Tiểu Nhu và chị của nó để chống, để cho cô ấy ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt, em gái cậu để cho chúng tôi chăm sóc. Lãnh mặc hàn nghe nói như vậy, không nhịn được ngẩng đầu lên, trong trong thoáng qua ấm áp, liếc mắt nhìn Lâm Phượng Kiều, hơi lộ ra nụ cười biết ơn, nói cảm ơn gì. Ôi, lúc này Chu Trường Dũng cũng đi tới, nhìn lãnh mặc hàn, cao chặt mày nói, lãnh tiên sinh, Chúng ta không phải gặp qua ở nơi nào." Lãnh Mặc Hàn nghe vậy, liền gật đầu, nói, "Đúng vậy. Tiểu Nhu đã từng lên trên núi hái cỏ linh chi, chính là tôi đi theo cô ấy." "Ồ, mọi người thật có duyên, quả nhiên là bạn thân." Chu Trường Dũng lại nở nụ cười, liền gọi mọi người ngồi xuống, nói, "Đến đây, đến đây. Mọi người mời ngồi đi, mời ngồi." Lúc này làm mọi người hoảng sợ. Đám người Lâm Sở Nhai và Tào Anh Kiệt, Trần Mạn Hồng nghe xong, thật sự nhìn vợ chồng Chu Trường Dũng là người hết sức nhiệt tình và thân thiện, liền cũng hơi kềm chế tâm trạng, ngồi trở lại chỗ cũ lần nữa, đôi song sinh đứng ở bên vườn nho, cũng thở phào một hơi, lúc này thiếu chút nữa rút súng bắn con súc sinh này. Tô Lạc Hoành vừa ngồi, vẫn có chút kinh ngạc đụng lãnh mặc hàn, đôi tay nắm chặt cánh tay của anh. Này, lãnh mặc hàn rất ghét bỏ vùng cánh tay, hất hai tay của anh ra. Tô Lạc Hoành lập tức đau lòng nhìn anh, khe khẽ nói, người ta sợ mà. Cá này sẽ cắn người." Anh nói xong, lại ngồi bên cạnh Tiêu Đồng, đôi tay cũng nắm chặt cổ tay của cô, muốn gọi người bảo vệ anh. "Này, thứ vô dụng." Vẻ mặt của Tiêu Đồng cũng đầy ghét bỏ vung cánh tay, tức giận nhìn anh, khinh bỉ nói, "Còn dám nói mình anh hùng ở trên máy bay trực thăng để cho người ta nhảy trước. Một con cá sấu cũng sợ thành ra như vậy, anh dám đi vườn thú không? Anh dám không? Tại sao tôi không dám đi vườn thú?" Tô Lạc Hoành cũng tức giận nhìn cô không nhịn được xé môi, nói, đến lúc đó tôi đi vườn thú xem cá sấu, ném cô xuống. Tôi xem cô có sợ hay không. Cút, tiêu đồng quát anh. Tô Lạc Hoành vẫn bị người này ghét bỏ, bị người kia ghét bỏ, anh liền cảm thấy đau lòng nói khẽ, lão đại, tại sao còn chưa tới chứ? Phòng tổng thống. Trang Hạo Nhiên nhận được tin nhắn của Tô Lạc Hoành, cho dù là đường khả hinh hay mảnh đất kia, anh đều không chịu nổi. Anh lập tức vứt bỏ điện thoại di động vẻ mặt lộ ra căng thẳng và gấp gáp, nhanh chóng từ trên giường nhảy dựng lên, hai mắt bắn ra ánh sáng mãnh liệt sắc bén, vọt vào phòng tắm, tùy tiện tắm rửa sạch sẽ, không có thổi khô tóc, liền chọn cái áo sơ mi trắng và quần tây màu trắng mặc vào, lại từ trong tủ rút ra một tây trang màu xanh dương nhạt, nhanh chóng mặc vào, tiện tay kéo hoa cải áo ca rô trắng hồng cài trước cổ áo, liền đứng ở trước kính toàn thân, nhìn vóc người mình cao gần 1m90 rất phóng khoáng. Hơi sửa sang cổ áo tây trang của mình một chút, điện thoại di động reo lên. Ừm, Trang Hạo Nhiên đi về phía bên giường, cầm điện thoại di động lên, đáp. Lão đại, tiếng của An An nhanh chóng chuyển đến, nói, giống như bốn phó tổng vì mảnh đất kia, cũng chuẩn bị lên đường. Tốt, vẻ mặt Trang Hạo Nhiên kích động, vừa đeo đồng hồ tay của mình, vừa căn dặn, mọi người chờ mấy người bọn họ ra xe, giải đinh ở phía tây đường trung hoàn chọc lủng bánh xe của bọn họ. Nhớ kỹ, mỗi một cây em, đâm một lần, phốc, An An ngồi ở bên đó, không nhịn được cười. Trang hạo nhiên không để ý cô, mà nhanh chóng cúp điện thoại, biết thời gian này, Trang tính vũ sẽ dô ân Nguyệt Dung ngủ chưa, thói quen này mấy chục năm đều chưa từng thay đổi, vẻ mặt anh vẫn lộ ra một chút căng thẳng, đi tới bên cửa, thở phào một hơi, mới lén lén lút lút dán sát mặt bên khe cửa, hít mắt lắng nghe động tĩnh ngoài phòng, giống như không có tiếng ai đi lại. Đoán chừng tất cả mọi người nghỉ ngơi. Hai mắt anh lóe lên, quẹo trái quẹo phải, tay không nhịn được nắm khóa cửa, muốn vặn nhẹ. Grogu, ngoài phòng có tiếng chó sủa. Mẹ nó, làm tôi sợ muốn chết. Trang hạo nhiên lập tức buông tay, mặt vẫn bị dọa sợ đến có chút tái nhợt. Anh cũng là người, mỗi ngày bị đánh gậy gôn cũng sẽ đau, sẽ không có con cháu nối dõi. Nhất là cái ót này, cách một cánh cửa bị cầu đánh, cũng vẫn cảm thấy tê dại. Hai mắt của anh lại nhấp nháy, nuốt cổ họng khô khốc một cái, anh cũng không sợ ai, chỉ sợ cha của mình đó là một người hung ác khóa cửa mạ vàng nhẹ nhàng vặn ra cửa nhẹ nhàng yên ắng lặng lẽ mở ra một khe hở trang hạo nhiên từ từ thò mặt ở bên khe cửa mở to hai mắt thấy bên ngoài phòng khách trống rỗng quả nhiên không có ai anh lại nuốt một ngụm nước bọt có chút căng thẳng cả gan lại mở ra một khe hở một chút ánh mặt trời chiếu vào người này thật đáng thương kể từ khi cha của anh phát hiện anh muốn chạy trốn liền cầm gậy gỗ đóng đinh mỗi cánh cửa sổ gian phòng này giống như đóng đinh Chúa Giêsu, ngay cả quả thông gió toilet cũng đóng đinh, thề không cho một sinh nhỏ chui vào. Không có ai, trên mặt trang hạo nhiên lộ ra một chút hài lòng, liền nhẹ tay nhón chân mà đi ra khỏi phòng, trợn to hai mắt, nhìn cửa phòng ngủ của cha mẹ đã đóng chặt, anh thở phào một cái, không nhịn được nở nụ cười hào hứng, nhanh chóng lách mình muốn đi ra ngoài, không ngờ mới vừa đi qua hành lang thật dài, đi tới phòng khách, ánh mắt trợn lên, thấy bác dịch, người vẫn ngồi ở trên ghế salon, mặt lộ ra chút kỳ quái, xem báo chí. Trang hạo nhiên lập tức dừng bước chân, vẻ mặt lộ ra căng thẳng và sợ hãi bị bán đứng nhìn bác dịch. Ánh mặt trời thật chói trang. Bác dịch một mình ngồi ở trên ghế salon, đeo tai nghe nhạc, mở tờ báo nhìn một chút, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, liếc trang hạo nhiên một cái. Khuôn mặt trang hạo nhiên căng thẳng, dùng một loại nét mặt là anh em đừng ngăn chặn tôi như vậy, là anh rể, anh lại càng không nên ngăn cản tôi, nhìn anh bác dịch ho khan một tiếng lại lật một tờ báo cúi đầu lẳng lặng xem hai tròng mắt trang hạo nhiên lóe lên liếc vẻ mặt kia trên mặt không đè nén được nụ cười lại muốn kích động xông ra ngoài không ngờ anh mới vừa muốn lách mình đi ra ngoài lại liếc nhìn ba con chó to giống như quan công đứng ở trước vườn hoa chừng mắt tròn xoay nhìn chằm chằm mình miệng đầy răng nhọn ở nơi đó thở hà 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 mẹ nó không phải bảo gì lý mụ cho bọn chúng uống thuốc ngủ rồi sao Tại sao còn sống vậy? Trang Hạo Nhiên trợn to hai mắt, nhìn ba con súc sinh kia, thật lòng cảm thấy bọn chúng còn đáng ghét hơn Oscar. Ba con chó to đứng dưới ánh mặt trời, thân hình con chó kia to khỏe giống như con bò, nhìn chằm chằm Trang Hạo Nhiên, giống như anh chính là người mà ông chủ giao chỉ cần ra khỏi cánh cửa này liền cắn chết, ánh mắt lập tức phát ra ánh sáng đáng sợ. Trang Hạo Nhiên thật có chút hoảng sợ lui về phía sau một bước, xoay người nhìn bác dịch một cái, mới hiểu được anh biết mình không thể ra khỏi cửa này mới bình tĩnh như vậy. Bác dịch lại không nhịn được lật một tờ báo, vừa xem vừa cười. Trang hạo nhiên thở dốc một cái, vẻ mặt không biết bày ra dạng gì nhìn ba con súc sinh kia, mắt thấy thời gian đã sắp qua rồi, anh gấp đến độ một đầu mồ hôi, hai mắt xoay tròn nghĩ biện pháp thì lại phát hiện sau cái ót có âm thanh gậy gôn vung tới. Anh xoay người, kinh ngạc há hốc, hoảng sợ đến trợn to hai mắt muốn kêu lên tiếng, lại phát hiện là chị của mình, mặc quần áo thể thao màu đỏ thấm, xóa đầu tóc dài, lạnh lùng cầm gậy gôn nhìn mình trang hạo nhiên trợn to mắt căng thẳng nhìn chị tránh ra trang ngải lâm trực tiếp tự nhiên lạnh lùng tay cầm gậy gôn đứng tại chỗ ra lệnh cho em trai lúc này ánh mắt trang hạo nhiên sáng lên cúi đầu mới phát hiện bên chân chị gái đặt một trái banh gôn hết sức trắng tinh đẹp mắt anh không hiểu lại ngẩng đầu nhìn chị mặc dù nghi ngờ nhưng vẫn hơi di động thân thể đi khỏi cây gậy gôn cho nên nói cha chịu giao tất cả tài sản đều cho tôi, cái gì cậu cũng không được lòng của ông ấy. Trang Ngải Lâm không nói hai lời, cũng đã ra bộ dạng tuyển thủ vô địch Olympic, hai tay nắm gậy góp mở hai chân, đứng ở bên trái banh, trong mắt hơi híp, đôi tay chậm rãi lui về phía sau xoay tròn 300 độ, vung lên. Bác dịch cầm tờ báo, híp mắt nhìn người phụ nữ này. Trang Hạo Nhiên thật căng thẳng nhìn chị. Hai mắt Trang Ngải Lâm bình tĩnh nhìn chầm chầm trái banh trắng tinh, nhá, 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 cuối cùng, cô hiên ngang mạnh mẽ nhanh chóng xoay người, vung gây gôn, veo một tiếng, gõ mạnh vào trái anh kia, bay ra ngoài như mũi tên, bộp một tiếng, ngay giữa đầu con chó kia, con chó kia lập tức hôn mê bất tỉnh, nằm ở trên đất. Ồ, Trang hạo nhiên phát ra âm thanh trong cổ họng, vẻ mặt sùng bái nhìn chị, thật vui vẻ thấp giọng gọi chị, em yêu chị. Bác dịch cũng xoay người, vẻ mặt kinh ngạc nhìn phía ngoài cửa sổ, con chó kia có thể thật hôn mê, vẻ mặt trang ngải lâm nở nụ cười hả hê, lại nâng gậy gôn, hít mắt nhắm chính xác banh gôn thứ hai, trang hạo nhiên nhanh chóng đưa tới cho cô, thở dốc một cái, nắm gậy gôn, lại nhá đến mấy lần, lại vèo một tiếng, tư thế mạnh mẽ oai vệ xoay người, vung gậy gôn lên, bóng lại vèo như mũi tên bay ra ngoài, bộc một tiếng, lại đánh trúng đầu con chó thứ hai, con chó kia lập tức trợn trắng mắt ngất đi. Yes, trang hạo nhiên hai tay nắm quyền, kích động chạy tới, ôm hôn chị gái vẻ mặt bác dịch cũng kinh ngạc nhìn cô, suy nghĩ đây là người phụ nữ gì vậy. Tránh ra, Trang Ngải Lâm cũng rất hài lòng gậy gôn của mình, chứng tỏ năng lực của cô, phụ nữ ngực to cũng có năng lực. Tốt, Trang Hạo Nhiên trở nên kích động lui về phía sau, mắt nhìn thấy cách mạng sắp thành công, anh thở phào một hơi, nín thở bình tĩnh chờ đợi. Trái banh cuối cùng, ánh mắt của Trang Ngải Lâm nhíu lại, lại tràn đầy khí thế, hai tay nắm gậy gôn kia, chậm rãi vung lên, xoay người 360 độ, muốn dùng sức đánh cho đầu chó nở hoa, cô trầm giọng kêu nhỏ, lập tức vung gậy gôn lên, nhắm trái banh gôn kia bốp một tiếng đánh ra. Trang hạo nhiên hưng phấn nhìn theo banh kia bay ra bên ngoài, cười thật vui vẻ. ầm, uhm, banh đập ngay giữa sợi dây xích chó, không ngờ đứt ra. Con chó thứ ba lập tức quay mặt sang, hung ác nhìn Trang hạo nhiên. Trang hạo nhiên và Trang ngải lâm đồng thời há hốc mồm, trợn to hai mắt, nhìn con chó kia. Bác dịch ngạc nhiên nhìn ánh mắt của bọn họ, cũng đứng lên, nhìn phía ngoài cửa sổ, nhìn sợ dây xích con chó kia bị đứt, anh lập tức căng thẳng xoay người nhìn bọn họ. Trang hạo nhiên ôm chặt chị, hoảng sợ đến trên trán chảy mồ hôi nhìn con chó kia hung ác hung ác chừng mắt về phía mình, giống như sắp vươn móng vuốt tới. Quả nhiên con chó muốn nhào về phía trang hạo nhiên, sẽ phải vận sức sẵn sàng. Đột nhiên lúc này, một bóng trắng như tuyết bay bay, lướt thật nhanh qua trước mặt mọi người, ánh mắt hai chị em trang hảo nhiên hoa lên, quay đầu, không ngờ nhìn thấy mẹ mặc áo ngủ trắng như tuyết, tay cầm một khúc xương to, giống như áng mây, chân trần nhanh chóng chạy đến bên cửa sổ sắt đất, nhảy lên ghế salon, ném khúc xương ra ngoài xa xa, con chó kia ngửi được mùi xương, lập tức xoay người chạy tới phía bên kia. Ân Nguyệt Dung cảm thấy tức giận nhào vào trên ghế salon, nhìn hai súc sinh này, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cắn răng nói khẽ cho nên nói hai đứa xúc sinh các con ngay cả một trứng cũng sinh không được là có lý do đấy. Đối phó loại xúc sinh này, còn phải tốn đầu óc. Còn không cút cho mẹ. Cảm ơn mẹ, còn yêu mẹ. Trang hạo nhiên chạy như bay qua, liều mạng ôm mẹ, ở trên mặt của bà hung ác hôn một cái, ngay lập tức xoay người sông ra ngoài. Chiếc Ferrari màu trắng duy nhất trên thế giới đậu ở dưới ánh mặt trời. Vẻ mặt Trang Hạo Nhiên kích động nhảy lên xe của mình, lập tức nổ máy xe, mới vừa muốn đạp mạnh chân ga, không ngờ chạy không tới 10 mét đường, dầm một tiếng rung chuyển trời đất từ phía dưới chuyển đến, xe chi một tiếng, vào tới phía hồ sen, thiếu chút nữa lao xuống, anh ngạc nhiên cầm tay lái, có chút giật mình dừng xe, đi ra, không ngờ nhìn bánh xe của mình bị đinh sắc bén đâm nổ, anh lập tức biết rõ chuyện gì xảy ra, cắn răng nghiến lợi, ngoác miệng hung tợn kêu, tưởng thiên lỗi. Anh quá hèn hạ, chuyện như vậy ngươi cũng làm được. Còn không chạy, cha của con sẽ ra tới, ân nguyệt sung nhào tới trước cửa sổ sát đất, nhìn về phía con trai gấp gáp gào lên. Trang hạo nhiên gật đầu một cái, lập tức nhanh chóng cách xe của mình, nhắm đường lớn cây phượng sông thẳng ra ngoài. Hạo nhiên, một giọng nói nhẹ nhàng êm dịu vang lên ở trước mặt. Trang hạo nhiên dừng bước chân, sững sờ ngẩng đầu, không ngờ nhìn thấy dai dai mặc váy dài trắng tinh bay bay, tay cầm túi hành lý, đang nở nụ cười xinh đẹp hấp dẫn, thật dịu dàng nhìn mình anh hơi giật mình. Lúc này, cuối mùa thu, cây phượng một màu xanh ngắt, gió thổi tới mang theo một chút mùi hoa phượng sắp nở ra. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 1120.